Nhân tộc trấn thủ sứ tập 43 và tập 44, Bách Tông Hội Minh, chân tướng của thiên tài thuyết minh tại kênh youtube gì các phim, chúc các bạn xem video vui vẻ. Nhưng mà, trong mồm nó có thứ bịt lại, căn bản là không có cách nào gào giống thành tiếng. Sau một lúc, con yêu ma cấp cao đó đã bị lực lượng huyền dương chỉ cứng rắn mài mòn hủy diệt, trong quan tài không có bóng dáng yêu ma nữa, có chỉ là một vũng máu phát ra mùi tanh tuổi mà thôi. Không bao lâu, máu tanh tuổi cũng bị lực lượng bốc hơi sạch sẽ. Ngay sau đó, một luồng lực lượng tinh thần thuần tí mênh mông mãnh liệt ập tới ở dưới luồng lực lượng tinh thần này ập vào hoa sen trong thức hải điên cuồng lay động người tí hon ngồi xếp bằng ở trên hoa sen trực tiếp há môm tựa như cá voi nước nước biển mang toàn bộ lực lượng tinh thần hút hết vào trong cơ thể thời gian trôi qua lực lượng tinh thần yêu ma cấp cao sinh ra bị người tí hon điên cuồng hấp thu chỉ thấy người tí hon vốn cao khoảng ba tấc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từng chút một tăng trưởng đợi tới lúc người tí hon trưởng thành đến bốn tấc thẩm trưởng thanh liền cảm giác thức hải kịch liệt chấn động hồi lâu sau lực lượng tinh thần bị tiêu hóa sạch sẽ người tí hon ở trên cơ sở vốn có lại trưởng thành một chút nhưng còn chưa tới mức năm tấc nhìn thoáng qua người tí hon trong thức hải hắn sau đó nhìn chung quanh đại điện vẫn là đại điện kia nhưng ở trong tầm nhìn đã trở nên có chút khác tựa như rõ ràng thêm vài phần lại tựa như thấy được bản chất trong đó ngay sau đó thẩm trưởng thanh lại nhìn về phía bảng điều khiển thần hồn vốn bậc hai đã chính thức đột phá đến bậc ba thần hồn bậc ba hắn âm thầm cảm khái một câu sau đó thử hoạt động thân thể sau đó liền phát hiện trình độ nắm giữ của thần hồn mình đối với thân thể so với trước kia lại mạnh lên rất nhiều nói là đỡ đau có thừa cũng là chút không đủ thấy vậy thẩm trường thanh đã biết lấy cường độ thần hồn bậc ba hoàn toàn có thể đột phá thần tiêu kim thân lần nữa nhưng hắn chưa lập tức làm ra đột phá mà là mang ánh mắt nhìn về phía quan tài còn lại một con yêu ma cao cấp có thể khiến thần hồn mình đại khái ở bậc hai trung kỳ đột phá đến bậc ba trung kỳ như vậy chín con yêu ma cấp cao còn lại ít nhất cũng có thể khiến thần hồn bản thân đột phá đến tiêu chuẩn bậc năm bậc sau thậm chí có khả năng tiến vào đến bậc bảy thần hồn mạnh mẽ đối với thực lực của võ giả cũng có tăng phúc rất lớn cho nên ở sau khi tiêu hóa lực lượng tinh thần một con yêu ma cấp cao kia cung cấp thẩm trường thanh không chần chờ bao lâu liền mở ra quan tài tiếp theo làm tương tự như cũ quan tài tiếp theo mở ra hắn liền trực tiếp dùng lực lượng huyền dương chỉ chém giết yêu ma nguyên nhân không dùng tinh chỉ trực tiếp chấn áp gạt bỏ là vì thần thông tiêu hao rất lớn mình chống đỡ không bao nhiêu lần sử dụng thần thông dù sao không vội từ từ đến cũng được cả một ngày thẩm trưởng thanh đều ở trong đại điện không rời khỏi nửa bước lúc này một mình hắn đứng thẳng ở nơi đó hai mắt nhắm chặt như là lâm vào ngủ say ở trước mặt hắn mười cái quan tài đã mở ra toàn bộ yêu tả vốn nên tồn tại bên trong cũng đều bị hủy diệt sạch sẽ trong thức hải người tí hon chỉ có bốn tấc hôm nay đã là trưởng thành đến trình độ tám tấc hoa sen quanh chân ngồi ngay ngắn bên dưới lại to lên không ít hơn nữa có được khí tức càng thêm huyền diệu mở đôi mắt ra một ánh sao đáng sợ bắn ra khiến không khí trước mặt cũng chấn động vài phần thẩm trường thanh nhìn chung quanh linh khí lúc bình thường mắt thường không thể nhận ra đang chậm rãi chuyển động trước mặt linh khí lưu động rất chậm đây là phản ứng đầu tiên của hắn sau đó phản ứng thứ hai chính là không phải linh khí lưu động chậm mà là sau khi thần hồn tiến một bước tăng lên khiến mình đối đãi tất cả sự vật đều trở nên chậm lại đơn giản phất tay lại nhanh đến một mức độ đáng sợ trầm tâm thần xuống phương diện thần hồn đã thành công đột phá đến bậc bảy thần hồn bậc bảy thần tiêu kim thân bậc sáu thẩm trường thanh nhìn tin tức trên bảng điều khiển trong lòng thầm nghĩ lần đầu tiên hắn ở phương diện thần hồn hoàn mỹ áp chế tiến độ phương diện thân thể cường độ thần hồn bậc bảy thân thể bậc sáu lấy lực lượng thần hồn ta bây giờ có thể trăm phần trăm nắm giữ lực lượng thân thể hơn nữa trong mơ hồ có xu thế vượt qua thân thể nắm giữ nguyên nhân vì lực lượng thần hồn tăng vọt cho nên linh khí lưu động ở ta trong mắt xem ra liền trở nên cực kỳ thông thả điểm này nếu là dùng ở võ giả đánh nhau phương diện mà nói liền có được rất lớn ưu thế một người ra tay ngươi liền nhìn thấu động tác của đối phương ngay sau đó như thoải mái có thừa tránh thoát hơn nữa làm ra phản kích hợp lý riêng một điểm này đã có thể đứng ở thế bất bại võ công thiên hạ chỉ có nhanh là không phá được một câu này tuy không phải trăm phần trăm chuẩn xác nhưng cũng không có điểm nào quá sai đứng thẳng tại chỗ bất động thẩm trường thanh khống chế lực lượng thần hồn lao ra khỏi cơ thể trong nháy mắt liền có cuồng phong vô hình thổi quét ở trong đại điện mang toàn bộ quan tài toàn bộ đều cuốn lên trên không nháy mắt tiếp theo liền bị một lực lượng đáng sợ xé rách phá hủy không còn lại một chút cặn bã nào quan tài phá hủy cuồng phong thần hồn không duy trì bao lâu liền trừ khử khi lại nhìn đại điện đã là một mảng hỗn độn sau khi cuồng phong phá hủy cảm giác suy yếu nhỏ bé không thể tra xét truyền đến biểu hiện một đòn vừa rồi tiêu hao một ít lực lượng nhưng so với lực lượng chỉnh thể của thần hồn mà nói có chút bé nhỏ không đáng kể. Đối với điều này, Thẩm Trường thanh hài lòng. Thần hồn bậc 7, chỉ riêng bằng vào lực lượng tinh thần công kích, đã có thể xóa sổ toàn bộ võ giả đại tông sư trở xuống, cho dù là có 10 vạn đại quân ở trước mặt ta, tiêu diệt toàn bộ họ, chỉ sợ cũng không phải vấn đề gì. Trước khi đột phá đại tông sư, tuy nói cũng có thể làm được một người thành quân, nhưng giống bây giờ chỉ dùng thần hồn quét ngang, đã có thể tiêu diệt võ giả mạnh mẽ mà nói, hai bên vẫn là không có gì có thể so sánh được. 10 con yêu ma cấp cao đã thành công mang thần hồn đầy lên đến bậc bảy riêng một điểm này đã khiến thực lực của hắn tăng lên rất nhiều nếu so sánh với mình trước khi đột phá thẩm trường thanh có dự cảm hắn chấn áp bản thân lúc trước sẽ không có vấn đề gì đổi cái cách nói chính là nói mình bây giờ chấn áp thích ma ha cũng không thành vấn đề ngay sau đó lại nhìn về phía giá trị giết chóc trong bảng điều khiển ban đầu hơn 300 điểm giá trị giết chóc ở sau khi chém giết 10 con yêu ma cấp cao trực tiếp đột phá cửa ải lớn tám điểm tới 8.320 điểm trước nay chưa từng có. Cấp gáp, chấn động, vui sướng, rất nhiều cảm xúc không nói rõ được ùn ùn tràn lên trong lòng, khiến sắc mặt thẩm trường thanh không ngừng biến ảo. Hơn 8.000 điểm giá trị giết chóc, không tính trước đó có, cũng chính là nói chia đều mỗi con yêu ma cấp cao, đều cho mình sắp xỉ 800 điểm giá trị giết chóc. Cho nên 10 con yêu ma cấp cao, tổng cộng cho sắp xỉ 8.000 điểm giá trị giết chóc. Tuy ngay từ đầu đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy giá trị giết chóc đột phá đến hơn 8.000 điểm, hắn vẫn không khỏi chấn động. Không có cách nào cả. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều giá trị giết chóc như vậy, muốn không chấn động cũng không được. Hơn nữa, thẩm trường thanh biết, 8.320 điểm giá trị giết chóc, rốt cuộc có thể khiến mình trưởng thành đến một mức như thế nào. Thần tiêu kim thân viên mãn. Không, không chỉ thần tiêu kim thân viên mãn. Dù sao theo hắn tính, cho dù là thần tiêu kim thân sau đây tăng lên, cũng không có khả năng dùng 8.000 giá trị giết chóc nhiều như vậy. Giá trị giết chóc còn thừa sau đó, cho dù là mang thần thông tiến một bước dùng hợp, cũng không thành vấn đề nhưng thẩm trường thanh cũng chưa lập tức đột phá thần tiêu kim thân thần tiêu kim thân mỗi một lần đột phá đều sẽ dẫn tới thiên lôi buông xuống đại điện xây dựng không dễ dàng gì nếu cứ như vậy bị hủy cũng không tốt lắm cửa điện phong bế mở ra mục thanh và quý thiên lộc liền nhìn thấy có người từ bên trong đi ra trong nháy mắt đó khi hai người bắt gặp tầm mắt thẩm trường thanh vẻ mặt đều hoảng hốt vài phần như là trong một đôi mắt kia tồn tại lực hấp dẫn mạnh mẽ khiến họ không tự chủ được hãm sâu vào không đến một hơi thở quý thiên lộc lập tức tỉnh táo lại khi ánh mắt lại nhìn về phía thẩm trường thanh đã trở nên hoảng sợ chỉ là bốn mắt nhìn nhau đã khiến mình rơi vào cho dù chỉ là không đến một hơi thở nhưng cũng là đủ kinh người đặc biệt cường giả giao phong nửa hơi thở tạm dừng cũng có khả năng quyết định thắng bại bên này quý thiên lộc tỉnh táo lại nhưng mục thanh lại còn hãm sâu trong đó đợi tới lúc thẩm trường thanh mở miệng hắn mới xem như từ trong sự chấn động kia phục hồi tinh thần lại trong phút chốc ánh mắt mục thanh nhìn về phía thẩm trường thanh giống như nhìn thấy tồn tại gì đáng sợ liếc một cái khiến mình hãm sâu vào, tương đương nói, đối phương chém giết mình, căn bản không cần tốn sức lực gì. Thầm chấn thủ. Hắn âm thầm hít ngụ khí lạnh. Thầm trường thanh nhìn vẻ mặt chấn động của hai người, nháy mắt đã hiểu cái gì, không khỏi áp chế lực lượng thần hồn của mình, ánh mắt một lần nữa khôi phục bình thường. Thần hồn vừa mới đột phá, tạm thời có chút không dễ không chế. Đợi tới sau khi chấn áp tình huống lực lượng thần hồn tràn ra, hắn mới mỉm cười nói, ta tự cảm thấy có chút đột phá, cần rời khỏi thành phá sơn vài ngày, nơi này tạm thời làm phiền hai vị. À, được. Quý thiên lộc khẽ gật đầu. Hắn thậm chí cũng chưa hỏi đối phương vì sao có thể đột phá nhanh như vậy. Một cái liếc mắt đó khiến vị người cầm quyền thành phá sơn này đã nhận rõ tranh lệch trên thực lực của hai người. Về phần mục thanh mà nói, vẫn chấn động nói không nên lời. Đợi tới lúc thẩm trường thanh rời đi hồi lâu, hắn mới chậm rãi khôi phục lại. Thực lực của thẩm chấn thủ càng thêm đáng sợ rồi. Trong giọng nói có ba phần cảm khái, ba phần kính sợ, cùng với bốn phần chấn động. Đúng vậy, đáng sợ cho dù lúc trước thực lực thẩm trường thanh cũng vẫn đáng sợ cũng tuyệt đối chưa đáng sợ tới mức như bây giờ quý thiên lộc nghe vậy lắc lắc đầu võ giả không giống với chấn thủ sư chúng ta bọn họ chém giết yêu tà có thể đạt được lực lượng tinh thần nuôi dưỡng như là thẩm chấn thủ giết chết 10 con yêu ma cấp cao như vậy lực lượng tinh thần đạt được có thể nghĩ mà biết trước kia thực lực của hắn ở trong chấn thủ sư cấp vương coi như là tồn tại mạnh mẽ bạn đang xem nhân tộc chấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim trước mắt lại đạt được lực lượng tinh thần của 10 con yêu ma cấp cao, chỉ sợ trong chấn ma cũng chỉ có đông phương chấn thủ có thể ép hắn một bậc đi. Đông phương chiếu là tồn tại công khai mạnh nhất của chấn ma Nếu không, đối phương cũng không có tư cách trở thành người cầm quyền. Người mạnh nhất dưới đông phương chiếu, đây là một cái đánh giá quý thiên lộc cho, cũng là đánh giá cực cao. Mục thanh nghe đến đó, trong lòng ngại chấn động. Ý tứ quý chấn thủ là nói, thẩm chấn thủ bây giờ đã có thể sánh vai đại yêu. Cho dù không thể, cũng sắp xỉ đi. Quý thiên lộc nói xong, lại bổ sung một câu thiên phú của thẩm chấn thủ là một người mạnh nhất ta từng nghe nói hôm nay hắn cho dù là không bằng đông phương chấn thủ cho hắn 10 năm thời gian nữa vị trí người số một trấn ma ti chỉ sợ sẽ phải đối chủ còn có một câu hắn cũng chưa nói ra đó là đối với người cầm quyền các phân bộ mà nói tin tức đông phương chiếu từ thọ gần hết không phải bí mật gì lớn chỉ cần người có tâm suy tính đều có thể đại khái suy tính ra đông phương chiếu vừa chết trấn ma ti chắc chắn phải có người cầm quyền mới xuất hiện trước kia quý thiên lộc còn đang cân nhắc đông phương chiếu rốt cuộc sẽ để ai trở thành người nổi nghiệp đời tiếp theo nhưng bây giờ xem ra người cầm quyền đời tiếp theo của trấn ma ti nhất định là thẩm trường thanh không thể nghi ngờ thiên phú có thực lực cũng có hắn cũng nghĩ không ra còn có ai càng thêm thích hợp so với thẩm trường thanh tới khi đó hắn sẽ không chỉ là chấn thủ sứ phủ nam u đơn giản như vậy cuối cùng quý thiên lộc thở dài một câu nói không rõ nguyên do khiến mục thanh sững sờ ở tại chỗ hắn đương nhiên hiểu câu này của đối phương rốt cuộc là có ý tứ gì chỉ là Mục Thanh có chút khó có thể tưởng tượng, một người mới vừa vào trấn Mati không bao lâu, đã có khả năng đi đến một bước đó. Cẩn thận nghĩ, khả năng quả thật là không nhỏ. Trong trấn Mati, bây giờ có ai thực lực có thể mạnh hơn Thẩm Trường Thanh, tính toán đầu ra đầy cũng không đến một bàn tay. Muốn nói thiên phú tuổi, vậy càng không có ai có thể sánh bằng. Yên Lặng nhìn phương hướng Thẩm Trường Thanh rời đi, hắn biết, đối phương trung quy có một ngày phải trưởng thành tới trình độ cần mình ngước nhìn. Không, cho dù là bây giờ, là phải muốn ngước nhìn rồi. Lắc đầu mục thanh và quý thiên lộc hai người tiến vào trong đại điện khí tức âm tà biến mất nhưng bọn họ cũng không thể không kiểm tra một lần đợi lúc nhìn thấy đại điện trống rỗng tìm không ra chút dấu vết yêu tà tồn tại nào cùng với quan tài vốn có trái tim treo lên của hai người mới xem như thả xuống rõ ràng dễ thấy thẩm trường thanh đã mang toàn bộ vấn đề đều xử lý thỏa đáng không đến một khắc đồng hồ ngoài thành phá sơn lại có thiên lôi cuồn cuộn hiện tượng lại như thế làm tâm tình mọi người chấn động trước đó không lâu mới có thiên lôi xuất hiện ngay sau đó dẫn tới thiên tại không nhỏ hôm nay lại có thiên lôi hiện ra khiến không ít người đều theo bản năng hết hồn may mắn là thiên lôi dị tượng khác với đoạn thời gian trước sau khi xuất hiện một đoạn thời gian trên bầu trời liền ầm ầm hạ xuống bổ về phía triển núi ngoài thành phá sơn một màn này khiến người trong thành phá sơn biết một lần này thiên lỗi xuất hiện rốt cuộc là bởi vì sao thiên lôi cuốn cuộn chẳng phân biệt ngày đêm ở dưới thời gian chuyển rời lực lượng thiên lôi đánh xuống càng thêm mạnh mẽ cho dù cách mấy chục dặm người trong thành phá sơn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng thiên uy mênh mông nghiền áp đến đồng thời có lực lượng sấm sét tràn ra so sánh với lần trước một lần này thiên lôi càng mạnh hơn quý thiên lộc có chút chấn động trước kia cũng có thiên lôi giáng xuống nhưng không đáng sợ như trước mắt nếu nói thiên lỗi trước kia hắn đối mặt mà nói là cửu tử nhất sinh như vậy bây giờ thiên lôi tuyệt đối có thể khiến hắn thấp tử vô sinh bởi vậy có thể thấy được lực lượng thiên lôi đã vượt qua cực hạn chấn thủ sứ cấp vương có thể thừa nhận tức là nói uy lực thiên lôi đã tới trình độ chấn thủ sử cấp tôn cũng chính là cấp bậc đại yêu ta vốn tưởng hắn còn cần vài năm thời gian mới có khả năng đi đến một bước này bây giờ xem ra là ta đánh giá thấp hắn rồi quý thiên lộc lộ vẻ mặt cười khổ ếch ngồi đáy giếng chỉ nhìn lực lượng thiên lôi liền có thể biết thực lực thẩm trường thanh hôm nay rút cuộc đã đến một giai đoạn thế nào chưa có thực lực đại yêu sao có thể chống lại uy lực thiên lôi không đúng cho dù là đại yêu bình thường chỉ sợ cũng không chống lại được lực lượng thiên lôi như vậy nhỉ tuy chấn động nhưng trong lòng quý thiên lộc càng nhiều là thoải mái lúc trước thiên tai buông xuống khiến hắn thừa nhận áp lực không nhỏ sợ phủ nam u xuất hiện chuyện gì mình không chấn áp được trước mắt thực lực thẩm trưởng thanh lại đột phá như vậy phủ nam u coi như là vững như thái sơn rồi ba ngày thời gian thiên lôi luôn đánh xuống không ngừng tới về sau lực lượng thiên lôi mới dần dần biến mất trong hố sâu lực lượng thiên lôi nồng đậm ở nơi đó đan sen không tiêu tan như biến thành một phương lĩnh vực mạnh mẽ thẩm trường thanh quanh chân ngồi ngay ngắn ở giữa hố sâu mặc cho lực lượng thiên lôi chung quanh cường hãn cũng không có cách nào lay động thân thể hắn mảnh may quần áo rách nát lực lượng thiên lôi trượt toát ra hóa thành áo dài màu tím khoác ở trên người trong làn da bên ngoài có đường vân thiên lôi khắc dấu sau khi phát họa cùng một chỗ tản mát ra ảnh vàng mơ hồ thần thánh phi phàm giống như tiên thần phật Đà. tên họ thẩm trường thanh thế lực đại tần trấn mật ti thân phận chấn thủ sứ phủ nam u cảnh giới đại tông sư thần hồn thần hồn, bậc 7, thân thể, thần tiêu kim thân, bậc 10, võ học, tinh chỉ, thần thông tầng 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, đang tiên bộ, tầng 4, có thể, tăng lên, chu tả đại thủ ấn, chưa nhập môn, có thể tăng lên, có thể dung hợp, giết chóc, 2320, thần thông, 476, thần tiêu kim thân rốt của viên mãn rồi. Thẩm trường thanh nhìn tin tức trên bảng điều khiển, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thần tiêu kim thần tiêu hao, lớn hơn so với trong dự đoán của hắn không ít. Từ bậc 7 bắt đầu, mỗi một bậc tăng lên đều là một ngàn giá trị giết chóc, đơn thuần là bậc 7 đến bậc 9 đã tiêu hao 3000 giá trị giết chóc, cuối cùng chính là bậc 9 đến bậc 10 viên mãn tăng lên, tiêu hao là tổng 3 bậc phía trước, cho nên thần tiêu kim thân cấp 4 tăng lên, tổng cộng tiêu hao ước chừng 6000 giá trị giết chóc, cũng chính là 10 con yêu ma cấp cao cho giá trị giết chóc đủ nhiều, nếu không tuyệt đối không có khả năng lên tới viên mãn. Từ hố sâu đứng dậy, Thẩm Trường Thanh không dùng quá nhiều lực lượng, chỉ là lợi dụng thân thể hướng về phía trước đánh ra một cú đấm âm không khí nổ tung hư không kịch liệt vạn vẹo giống như mặt bằng nhộn nhạo không ngừng giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào ngoài mười dặm một ngọn đồi ầm ầm nổ tung dấu vết nắm đấm màu trắng lưu lại ở trong không khí thật lâu sau mới chậm rãi tiêu tán thấy vậy vẻ mặt trên mặt thẩm trường thanh chấn động không thôi hắn cho dù biết mình sau khi thần tiêu kim thân viên mãn thực lực tất nhiên sẽ mạnh mẽ đến một trình độ đáng sợ nhưng cũng tuyệt đối không ngờ sẽ đến mức như thế lực lượng một cú đấm vừa rồi chỉ so với ở thần tiêu kim thân bậc 6 thời điểm thì triển thần thông khi hơi yếu hơn một chút mà đây chỉ là một quyền bình thường mà thôi nếu là vận dụng một quyền toàn lực như vậy hoàn toàn không kém gì trước kia thi triển thần thông tương tự ở dưới điều kiện tiên quyết này nếu lại thi triển thần thông thẩm trường thanh khó có thể tưởng tượng vậy rốt cuộc sẽ mạnh mẽ đến một mức thế nào thần tiêu kim thân viên mãn cường độ thân thể của ta xem như đến đại tông sư đỉnh phong thần hồn tuy kém một chút nhưng nắm giữ thần thể bậc 10 không có vấn đề lớn nhưng sau đó nếu thân thể có muốn đột phá thần hồn phải tiến một bước tăng lên mới được. Trước mắt thân thể đại tông sư đỉnh phong đã có chút vượt qua thần hồn nắm giữ. Thần hồn tuy đã tăng lên tới bậc 7, ngại là thần tiêu kim thân bậc 10, khiến thân thể sau khi tiến một bước lột xác, đó là càng thêm cường đại. Thần hồn bậc 7 muốn nắm giữ thân thể mạnh mẽ như thế, xét đến cùng là có hơi miễn cưỡng. Nhưng may mắn, đây là thần hồn bậc 7 mà không phải thần hồn bậc 6. Nếu là thần hồn bậc 6, như vậy tuyệt đối không có khả năng nắm giữ thân thể. Thần hồn bậc 7, thần tiêu kim thân cấp 10, thẩm trường thanh cảm giác được lấy thực lực của mình bây giờ một đấu một ở trong yêu ma cấp cao tuyệt không có đối thủ của mình dù là đại yêu nói thật trong lòng hắn hôm nay cũng không có kiên kỵ quá lớn nếu tính cả thần thông đại yêu bình thường thẩm trường thanh cũng có nắm chắc trấn áp tính toán này là hắn kết hợp thực lực trước kia cùng thực lực bây giờ làm ra một cái kết luận cho dù là không chuẩn xác cũng không có khả năng có tranh lệch quá lớn đứng ở tại chỗ một lúc lâu thẩm trường thanh nhìn hố xét đánh trước mặt trên mặt có nụ cười trong miệng lẩm bẩm ta bây giờ mới là thật sự không cần cố kỵ quá nhiều, núi cao còn có núi cao hơn. Đạo lý này quả thật không giả, nếu yêu tà đến từ thiên ngoại, thiên ngoại vẫn có cường giả, lấy thực lực bây giờ của mình, có lẽ không tính là cái gì. Nhưng, đặt ở trong thiên địa, bạn đang xem nhân tộc trấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Thực lực không kém gì đại yêu, hoàn toàn có tư cách hoành hành. Bất luận là ở trong yêu tà nhất tộc, hay là ở trong trấn Ma thực lực này đều có thể hoành hành không kiêng kỵ. Đông Phương chiếu mạnh hay không? Rất mạnh nhưng vậy thì sao có năng lực đánh lui đại yêu vương mộ bạch không ở trạng thái toàn thịnh lại không có cách nào chém giết vương mộ bạch mà vương mộ bạch ở thời kỳ toàn thịnh lấy hiểu biết của thẩm trường thanh kết hợp tư liệu chấn ma ti đối phương ở trong đại yêu xem như loại mạnh mẽ không ở thời kỳ toàn thịnh thực lực đại khái chỉ là tương đương đại yêu bình thường tuy là như thế đông phương chiếu cũng chưa thể chém giết đối phương có thể đoán được lực lượng mạnh nhất của chấn ma ti chỉ là chống lại đại yêu nhưng rất khó chém giết đại yêu trừ phi là trả giá thật lớn nhưng thẩm trường thanh tự nhận hắn nếu ra hết con bài chưa lật thực lực tuyệt đối không phải đại yêu bình thường có thể so sánh chính là nói chấn ma bây giờ đã không uy hiếp hắn được duy nhất có khả năng uy hiếp đến bản thân chính là vị tần hoàng thần bí kia cùng với yêu thánh không biết tồn tại ở nơi nào của yêu tà nhất tộc nhưng mà cho dù bản thân thực lực không bằng yêu thánh thẩm trường thanh cảm giác cường giả cỡ đó cũng không nhất định có thể giữ được mình ngọn núi lớn luôn đè ở trong lòng hắn giờ khắc này rốt cục đã rời đi rất nhiều chuyện thiên ngoại như thế nào hắn không thể khẳng định nhưng ở trong thiên hạ thẩm trường thanh tự cảm thấy thực lực đã không có vấn đề gì nữa như vậy rất nhiều phương diện làm việc cũng liền không có nhiều ban khoăn như vậy trước diệt thiên hạ minh giải quyết vấn đề phủ nam u sau đó lại kết hợp lực lượng của trấn ma ti tiêu diệt yêu tả các nơi của đại tần nhưng ở trước đó dùng hợp thần thông trước mới được thẩm trường thanh là một cái quy hoạch đơn giản cho tương lai thiên hạ minh khẳng định là phải diệt yêu tả trong đại tần cũng khẳng định là cần thanh trừ hơn nữa thanh trừ yêu tả cảnh nội đại tần chỉ là bước đầu tiên mà thôi tiếp theo yêu tà các nơi cũng phải dọn sạch toàn bộ nếu không tùy ý yêu tà sót lại trung quy là một tai họa ngầm không nhỏ sau khi nhìn thấy hơn hai ngàn giá trị giết chóc trên bảng điều khiển cùng với chữ có thể dung hợp phía sau hai môn thần thông thẩm trường thanh chưa rời khỏi nơi này trực tiếp ý niệm khẽ động dung hợp một ngàn giá trị giết chóc tiêu hao biến mất chữ hai môn thần thông tinh chỉ cùng chu tà đại thủ ấn vặn vẹo sau đó trực tiếp dùng hợp lại với nhau rất nhanh một môn thần thông mới tinh chính là xuất hiện ở trên bảng điều khiển không đợi hắn thấy rõ chữ thần thông trên bảng điều khiển một luồng ký ức mênh mông từ sâu trong đầu óc toát ra ngay sau đó một luồng lực lượng cường đại kéo hắn vào bên trong ảo cảnh núi cao sụp xuống sông hoài khô cạn mặt đất nứt nẻ không có bất cứ sinh linh nào tồn tại chỉ có vô cùng vô tận yêu tả ở nơi đó tàn sát bừa bãi khiến thiên địa biến thành một phương quỷ vực ở một khắc đó nhìn thấy thiên địa quỷ vực này thẩm trường thanh như là thấy được tương lai thiên địa chỗ của mình một ngày kia thiên địa sụp đổ yêu tả hoành hành đó là cảnh tượng trước mắt không đợi hắn chấn động bao nhiêu đột nhiên có một bóng người đáng sợ từ bên ngoài quỷ vực thiên địa đến ở nháy mắt bóng người xâm nhập thiên địa toàn bộ yêu tà đều đã nhận ra động tĩnh như nối đuôi nhau lao về phía đối phương chém giết yêu ma quỷ quái cũng dám ngông cuồng thanh âm to lớn vang lên ở giữa thiên địa ngay sau đó trong cái nhìn chăm chú của thẩm trường thanh chỉ nhìn thấy bóng người đó hướng về phía trước ấn ra một chỉ chỉ cương hủy dệt xé rách hư không thiên địa hung hăng đánh ở trên thân các yêu tà đó trong khoảnh khắc toàn bộ yêu tà chạm đến chỉ cương ùn ùn tan rã mặc kệ các yêu tà đó thực lực mạnh mẽ hay không ở trước mặt chỉ cương đều không có bất cứ năng lực nào để ngăn cản thiên địa run rẩy ở trước mặt một chỉ này không những tất cả yêu tà đều hủy diệt tan rã cho dù là thiên địa to như vậy cũng ở trước mặt một chỉ này như bị đục lỗ cái hố sâu không thấy đáy tựa như vực sâu nứt người khắc tật sâu ở nơi đó yêu tà còn sót lại trong thiên địa thấy một màn như vậy đều bị dọa thất kinh tản ra bỏ chạy nhưng không có bất cứ tác dụng gì thiên địa lớn như vậy nhưng ở trước mặt bóng người kia cũng chỉ là bé bằng lỗ mũi mà thôi mấy chỉ hạ xuống chỉ cương hủy diệt chiếm cứ thiên địa hư không mang toàn bộ yêu tà đều cán nuốt vào sau một lúc lực lượng hủy diệt biến mất yêu tà không còn chỉ còn lại thiên địa thùng trăm ngàn lỗ bóng người đó thu hồi tay xoay người rời khỏi thiên địa cùng lúc ý thức của thẩm trường thanh cũng từ trong ảo cảnh này lui ra cảnh tượng biến ảo ở lúc ý thức một lần nữa trở lại trong thân thể hắn chưa kịp xem cảnh tượng chung quanh trong đầu liền có thêm tên môn thần thông mới kia tên họ: Thẩm Trường Thanh, thế lực: Đại Tần trấn mật Ti, thân phận: Trấn thủ sứ phủ Nam U, cảnh giới: Đại tông sư, thần hồn: thần hồn, bậc Bảy, thân thể: thần tiêu kim thân, bậc mười, võ học: Chu Tả Tịch Diệt Chỉ, thần thông tầng 1, có thể tăng lên, đang Tiên bộ, tầng 4, có thể tăng lên, giết chóc: 1320, thần thông: 476, hai môn thần thông sau khi dung hợp ra, đó là một môn thần thông mới. May mắn môn thần thông này vững vàng dừng lại ở cảnh giới tầng 1, chưa kẹt ở trên cửa ải chưa nhập môn chu tả tịch diệt chỉ thẩm trường thanh xem ký ức trong đầu đối với môn thần thông này có hiểu biết rất lớn môn thần thông này hoàn toàn là dung hợp đặc tính hủy diệt của tinh chỉ cùng với đặc tính khắc chế yêu tà của chu tà đại thủ ấn hơn nữa ở trên cơ sở vốn có hai đặc tính bị phóng đại rất nhiều tựa như nói chu tà đại thủ ấn lúc viên mãn đối với yêu tà có thể có một hai thành khắc chế nhưng bây giờ mà nói chu tà tịch diệt chỉ nếu là viên mãn khắc chế đối với yêu tà có thể trực tiếp đạt tới mức năm thành năm thành khắc chế đối với phương diện thực lực đã là hoàn toàn khác ngoài ra chính là uy lực của bản thân thần thông có biến hóa rất lớn ban đầu mặc kệ tinh chỉ hoặc chu tà đại thủ ấn ở lúc thần thông tầng một nhập môn đều chỉ có thể khiến hắn phát huy gấp đôi uy lực bản thân nhưng chu tà tịch diệt chỉ mà nói lại có thể khiến thực lực của mình trực tiếp phát huy ra 18 thành vốn có gần gấp 3 lần đừng nhìn so sánh với thần thông chỉ chênh lệch 8 thành nhưng mà đến mức thần tiêu kim thân viên mãn của thẩm trường thanh cho dù là một thành tăng phúc cũng sẽ không yếu hơn một đại tông sư vừa mới đột phá cho nên thêm vào hơn tám thành tăng phúc đã là đáng sợ phi thường môn thần thông đó thích ma ha nắm giữ nhắm chừng là cấp bậc sấp xỉ với tinh chỉ ta khi đó chỉ có thể đánh ngang tay với hắn trước mắt ta thần tiêu kim thân viên mãn thực lực bản thân đã so với lúc ban đầu mạnh hơn sấp xỉ khoảng hai lần lại có thêm một môn chu tà tịch diệt chỉ thích ma ha lại lấy cái gì để chống lại ta vẻ mặt thầm trường thanh lạnh lùng ổn rồi một đợt này là thật sự ổn rồi. Hắn không tin thích Ma có thể ở trong ngắn ngủn mấy tháng, trưởng thành đến một mức độ kinh người thế nào. Lùi một bước mà nói, cho dù là thực lực của đối phương tiến một bước đột phá, với tới cấp bậc đại yêu, vậy thì sao? Thẩm Trường Thanh tự tin, cho dù là đại yêu ở trước mặt mình, cũng có thể chấn áp xuống. Nhưng, muốn băng chu tà tịch diệt chỉ tiếp tục dung hợp một lần nữa mà nói, tạm thời không có khả năng gì, giá trị thần thông đặt quá lâu không cần thiết, trước mắt thật ra có thể trực tiếp tăng lên một phen hắn nhìn về phía giá trị thần thông của bằng điều khiển lúc trước chưa tăng lên là vì tinh chỉ không đáng tăng lên về sau khẳng định là lãng phí nhưng bây giờ khác dung hợp một môn chu tà tịch diệt chỉ toàn bộ giá trị giết chóc tính toán cũng giúp xỉ tiêu hao hơn hai ngàn gần ba ngàn điểm giá trị giết chóc sau đây còn muốn dung hợp ra một môn thần thông cấp bậc tương đương ngay sau đó lại tiến một bước dung hợp mà nói sự tiêu hao này thẩm trường thanh đánh giá ít nhất cũng cần năm ngàn giá trị giết chóc trở lên bạn đang xem nhân tộc trấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nhiều giá trị giết chóc như vậy không phải trong khoảng thời gian ngắn có cơ hội thu thập hoàn toàn lần này có thể một hơi đạt được tám ngàn giá trị giết chóc thuần túy là vì pháp môn đột phá đại tông sư ở trên thân đại lương cùng đại việt vạt lông dê một phen muốn vặt lông dê một đợt nữa thì không dễ dàng như vậy cho dù là hắn đánh vỡ cực hạn của đại tông sư tấn thăng đến một tầng diện khác hai thế lực cũng chưa chắc sẽ nguyện ý tiêu phí trả giá lớn để đổi phương pháp đột phá này rất đơn giản đại lương đại việt cho dù là đại tông sư cũng không có như vậy túm phương pháp đột phá cảnh giới đại tông sư trở lên lại có thể có ích gì còn không bằng đóng vững đánh chắc từng bước một sau đó thẩm trường thanh liền trầm tâm thần xuống nhìn về phía chỗ bằng điều khiển sức chú ý đạt ở trên chu tà tịch diệt chỉ ý niệm khẽ động tăng lên 200 giá trị thần thông tiêu hao nháy mắt hắn bị kéo vào bên trong một ảo cảnh một thiên địa càng thêm rộng lớn lại có yêu tà càng thêm cường đại tàn sát bừa bãi thật lâu sau thẩm trường thanh từ trong ảo cảnh rời khỏi khi lại nhìn về phía bảng điều khiển Chu Tà Tịch Diệt chỉ đã từ thần thông tầng 1, trực tiếp tăng lên tới thần thông tầng 2. Thần thông tầng 2, sau khi thi triển tăng phúc trực tiếp biến thành hai lần, x3. Giá trị thần thông còn thừa hơn 200 điểm, nhưng Chu Tà Tịch Diệt chỉ đã không thể tăng lên nữa. Có thể thấy, thần thông tầng 2 đến tầng 3 tiêu hao, không phải 200 điểm giá trị thần thông có thể làm được. Thần thông tăng lên mỗi một tầng đều sẽ gia tăng tiêu hao. Đến đây, ngoại trừ đang tiên bộ, trên bảng điều khiển còn lại không còn có bất cứ thứ gì có thể tăng lên. Mà đang tiên bộ mà nói, nhìn nhìn môn võ học đó thẩm trường thanh khẽ lắc đầu đăng tiên bộ tạm thời không cần thiết tăng lên tới tầng thứ năm vẫn là giữ lại đi dung hợp một môn thần thông đi trước kia đăng tiên bộ với hắn mà nói là một môn võ học mạnh mẽ nhưng bây giờ đối với hắn mà nói đăng tiên bộ chỉ là một môn võ học đại tông sư hạ phẩm không tính là mạnh mẽ cỡ nào đặc biệt có chu tả tịch diệt chỉ thần thông mạnh mẽ như vậy võ học đại tông sư hạ phẩm liền tỏ ra càng thêm khó coi bây giờ bằng điều khiển còn lại hơn một ngàn điểm giá trị giết chóc tiếp theo cho dù là mang đăng tiên bộ dung hợp thành thần thông cũng không phải vấn đề gì. Một môn khinh công bộ pháp cấp bậc thần thông, hẳn là có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Áp chế ý niệm, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, ở sau khi thiên lôi liên tục đánh phá mấy ngày, nơi này đã không có bất cứ sinh linh nào tồn tại. Cũng không đúng, từ sau một lần trước có thiên lôi hạ xuống, phụ cận nơi này sớm đã không có sinh linh tồn tại. Không sai, nơi hắn độ kiếp vẫn là ở vị trí một lần trước, nhưng khác với lần trước là Thẩm Trường Thanh nhìn hố sâu tụ tập khí tức thiên lôi nồng đậm kia, biểu cảm trên mặt có chút cổ quái lần này thiên lôi quá mức mạnh mẽ dẫn tới khí tức thiên lôi ngưng tụ không tiêu tan chỉ sợ qua rất nhiều năm nữa nơi này cũng vẫn sẽ có khí tức thiên lôi tồn tại nhỉ thậm chí có khả năng luồng khí tức thiên lôi này ở ngày thường thời tiết rông tố cũng sẽ hấp dẫn thiên lôi hạ xuống hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng sủa bây giờ chưa có xét đánh nhưng không có nghĩa ngày sau sẽ không có hai luồng lực lượng bản chất cùng nguồn gốc bản thân sẽ hấp dẫn lẫn nhau nếu có thời tiết rông tố thẩm trường thanh có thể khẳng định khí tức thiên lôi trong hố sâu nhất định sẽ dẫn tới thiên lôi buông xuống. Bởi vậy, khí tức thiên lôi trong hố sâu có thể không ngừng được bổ sung. Thời gian dài cũng có thể trở thành một cấm địa huyền diệu. Đúng vậy, cấm địa. Nơi khí tức thiên lôi tồn tại mọi lúc, hơn nữa lúc nào cũng có thể dẫn thiên lôi xuống, không phải cấm địa vậy lại là cái gì. Nhưng, nguy hiểm thường thường là cùng tồn tại với kỳ ngộ. Hắn ở trong hố sâu đột phá thần tiêu kim thân, nơi đó đã khắc thật sâu xuống lực lượng đạo vận của thần tiêu kim thân. Nếu là có người tiến vào nơi này, nói không chừng có thể từ trong đó đạt được một ít cảm ngộ thậm chí ngộ ra một môn võ học thuộc về bản thân nói không chừng qua một ít năm nơi này còn có thể trở thành thánh địa trong mắt một ít võ giả thẩm trường thanh nghĩ đến đây không khỏi lắc đầu bật cười cái này không phải hắn kiêu ngạo mà là thần tiêu kim thân vốn là võ học cực kỳ mạnh mẽ thần tiêu kim thân viên mãn lưu lại lực lượng đạo vận nói thật hoàn toàn không phải đại tông sư bình thường có thể so sánh chỉ riêng luồng đạo vận đó đối với tông sư tầm thường mà nói đã là có được vô số huyền diệu đương nhiên nếu là đối với cường giả tầng diện đại tông sư mà nói trước lực lượng đạo vận này có thể không có tác dụng gì lớn nhìn đôi lần thẩm trường thanh xoay người rời đi hắn chưa xóa đi sự tồn tại của hố sâu tồn tại là hợp lý bản thân tới phủ nam u lâu như vậy cũng chưa có thứ gì lưu lại nơi này lưu lại dấu vết độ kiếp coi như là tạo phúc hậu nhân chỉ là có phát hiện nơi này hay không vậy thì khó mà nói chỉ có thể nói tất cả tùy duyên sau khi về tới thành phá sơn thẩm trường thanh chưa đi tìm quý thiên lộc cùng mục thanh cũng chưa đi tìm thiên sát vệ hỏi một số việc gần đây mà là cắm đầu vào bên trong tàng thư các đợi tới lúc hắn một lần nữa đi ra trên người liền có thêm mười mấy môn khinh công bộ pháp trở lại tiểu viện không để ý tới thiên khôi nằm úp sấp ở nơi đó thẩm trường thanh tiến thẳng vào trong phòng sau đó bắt đầu dung hợp võ học tiêu hao 210 điểm giá trị giết chóc mang toàn bộ mười mấy môn võ học dung hợp thành ba môn võ học đại tông sư hạ phẩm tính cả đăng tiên bộ vốn có võ học đại tông sư hạ phẩm trong bảng điều khiển đã tổng cộng có bốn môn ngay sau đó hắn liền tiêu hao 200 giá trị giết chóc, mang bốn môn võ học đại tông sư hạ phẩm, toàn bộ dung hợp hai môn võ học đại tông sư thượng phẩm. Sau đó, lại tiêu hao 300 điểm giá trị giết chóc, mang hai môn võ học đại tông sư thượng phẩm, cũng tiến một bước dung hợp ra. Thiên địa dị tượng tái hiện, dẫn tới mọi người của chấn ma ti chú ý. Nhưng bọn họ bây giờ đối với hiện tượng lạ đã có chút thấy lạ mà không lạ nữa, cho nên chưa dẫn lên động tính gì lớn. Thời gian nửa ngày sau, Thẩm Trường Thanh mang ký ức toát ra tiêu hóa sạch sẽ, trong bảng điều khiển đã có thêm một môn thần thông mới tinh ở lúc nhìn thấy tên của thần thông kia trong lòng hắn không tự chủ được chấn động một lần xúc địa thành thốn thẩm trường thanh lẩm bẩm cái tên này hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không xa lạ trong trí nhớ kiếp trước môn thần thông này là ở rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy ghi chép hôm nay đăng tiên bộ dung hợp ra thần thông thế mà lại là xúc địa thành thốn trong lời đồn xúc địa thành thốn thần thông tầng một có thể tăng lên thẩm trường thanh từ khía cạnh xác minh một điểm đó là lúc thần thông dung hợp nằm ở giai đoạn nhập môn hay là giai đoạn chưa nhập môn quả thật là một vấn đề có tính xác suất xem tin tức vừa nhận được trong đầu hắn đối với xúc địa thành thốn môn thần thông này cũng là có hiểu biết rất sâu chính như trong trí nhớ của mình trước đây hiểu biết được môn thần thông này quả thật là một thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ nghiêm khắc mà nói xúc địa thành thốn đã siêu thoát phạm trù khinh công tới một cấp bậc khác mở cửa phòng thẩm trường thanh bước ra một bước lần đầu tiên thi triển ra thần thông xúc địa thành thốn trong nháy mắt thân thể hắn tựa như ảo ảnh chậm rãi tiêu tán, một màn đó hiện ra trong mắt thiên khôi, trong đôi mắt lớn như trương đồng bị biểu cảm chấn động chiếm cứ toàn bộ. lấy ký ức huyết mạch xích kiêu nhất tộc truyền ra, còn hung thú này cũng chưa từng gặp thủ đoạn như vậy. một bên khác, thẩm trường thanh đã xuất hiện ở trong nghị sự đại điện, xúc địa thành thốn. cho dù chỉ là thần thông tầng một cũng có thể làm được phạm vi trăm trượng hóa thành một tấc dưới chân, mà hắn bước ra một bước lại nào chỉ là một tấc đơn giản như vậy. trong đại điện, mục thanh cùng quý thiên lộc vốn đang bàn bạc bà công việc đều là sắc mặt chấn động nhìn một người đột ngột xuất hiện từ đầu tới cuối bọn họ đều chưa phát hiện đối phương là đến như thế nào thẩm chấn thủ đến rồi trong lòng tuy chấn động nhưng quý thiên lộc rất nhanh đã phục hồi tinh thần đối với thẩm trường thanh thường xuyên triển lộ ra thủ đoạn huyền diệu hắn xem như đã có một chút thích ứng một bên khác mục thanh trái lại có chút chưa kịp phản ứng đợi tới khi quý thiên lộc nói mới tỉnh táo lại thẩm chấn thủ vừa rồi là thủ đoạn gì sao ta chưa từng nghe nói hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Quý Thiên Lộc nghe vậy, ánh mắt rừng ở trên người đối phương cũng có thêm vài phần tò mò. Một thủ đoạn nhỏ tên là xúc địa thành thốn mà thôi, không đáng nhắc tới. Thẩm Trường Thanh xua tay, cười khẽ thành tiếng. Xúc địa thành thốn. Hai người âm thầm lầm bầm một lần. Ngay sau đó, trên mặt hiện ra biểu cảm chấn động. Không cần xem thủ đoạn này mạnh mẽ hay không, đơn thuần là cái tên này, đã nói lên rất nhiều này nọ. Quý Thiên Lộc cảm khái, thủ đoạn này không biết là người nào sáng chế, thế mà có thể đặt tên như thế. Luận tới phẩm giai mà nói, chỉ sợ có thể so sánh với võ học đại tông sư thượng phẩm thẩm chấn thủ ban đầu bán đấu giá nhỉ sắp xỉ vậy thẩm trường thanh ba phải cái nào cũng được trả lời một câu chuyện thần thông bây giờ còn chưa có ai có thể biết ở trong mắt người khác võ học đại tông sư thượng phẩm chính là võ học mạnh nhất giai đoạn này chuyện xúc địa thành thốn hắn điểm đến là rừng chưa nói tỉ mỉ nhiều gì tới vị trí thuộc về mình rồi ngồi xuống thẩm trường thanh nhìn về phía hai người mấy ngày nay ta bế quan đột phá phủ nam u có xuất hiện động tĩnh lớn gì không có Vẻ mặt Mục Thanh ngưng trọng thêm vài phần. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh trái lại chưa có dao động lớn, biến hóa trên thực lực khiến trong lòng hắn tự tin hơn không ít. Hắn chưa tiếp lời, mà là chờ đợi đối phương tiếp tục nói. Sau khi thiên tai biến mất vài ngày, lại có tình huống địa long xoay người xuất hiện, sông ngòi vỡ đê, nước ngập ngàn dặm. Không ít dân chúng đều bị nạn lũ bao phủ cán nuốt, chúng ta tùy lập tức sai người điều động lực lượng giải quyết vấn đề, nhưng vẫn còn có rất nhiều người chết. Hôm nay thiên tai liên tiếp đã khiến phủ Nam u lòng người hoảng sợ có một số người nhân cơ hội này sinh sự ở trong phủ nam u phát tán lời đồn đãi khiến không ít người đều dục dịch nạn lũ thẩm trường thanh nhíu mày lời đồn đãi gì nói là đại tần sắp diệt vong hôm nay trời giáng tai họa dự báo đại tần khí số đã hết chỉ có lật đổ đại tần mới có thể khỏi bị thiên tai buồn cười ngu xuẩn thẩm trường thanh cười chỉ là ánh mắt rất lạnh lùng rõ ràng có thể nhìn ra được là có người muốn nhân cơ hội này bịa đặt sinh sự sau đó cổ động nạn dân thiên phiền cho phủ nam u mặc kệ là ai nếu khiến phủ nam u loạn chính là kẻ địch của mình đối với kẻ địch hắn trước giờ sẽ không nhân từ nương tay bảo các thành toàn lực cứu trợ nạn dân nếu là có người thừa dịp này sinh loạn chém giết toàn bộ không để lại hậu hoạn cũng để người khác rõ kẻ ý đồ mưu phản chỉ còn đường chết bạn đang xem nhân tộc trấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim thẩm trường thanh lạnh giọng nói hai người mục thanh cùng quý thiên lộc cũng đều khẽ gật đầu ở trong mắt bọn họ có người muốn mượn cơ hội này sinh loạn vốn là đáng chết nói đến mấy chữ nhân từ nương tay từ trước tới giờ đều không thuộc về chấn ma ti sau đó thẩm trường thanh tiếp tục mở miệng nơi phát ra thiên tai bây giờ điều tra rõ ràng hay chưa tạm thời chưa có bất cứ manh mối gì mục thanh lắc đầu nghe vậy thẩm trường thanh lâm vào trầm ngâm không biết là đang nghĩ cái gì sau một lúc hắn mới hồi phục tinh thần lại thiên hạ minh một bên đó thì sao cũng có bị thiên tai lan đến hay không có hơn nữa thiên tai thiên hạ minh một bên đó so với chúng ta bên này còn nghiêm trọng hơn chút mục thanh nói Nghe được câu này, thẩm trường thanh mang hoài nghi đối với thiên hạ minh cấp tạm thời bỏ đi. Nếu thiên hạ minh không có thiên tai, chỉ riêng địa vực đại tần tồn tại thiên tai, vậy hắn không thể không nghi ngờ có khả năng là thiên hạ minh âm thầm phá rối hay không. Nhưng bây giờ thiên hạ minh cũng có thiên tai, hơn nữa là còn nghiêm trọng hơn không ít. Như vậy chuyện thiên tai hẳn là không có quan hệ gì với thiên hạ minh. Nhớ tới đồng bằng hiện ra vực sâu, cái đó cũng quả thực không phải sức người có thể làm được. Toàn lực truy tra, thiên tai không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, bất cứ hành tung có khả năng nào cũng đừng bỏ qua thẩm trường thanh nói tới đây hắn lại nhìn về phía hai người bệ hạ tính ngự giá thân trinh tin tức này các người biết không lúc thẩm trấn thủ bế quan thiên sát vệ vừa lúc mang tin tức này truyền đến quý thiên lộc gật gật đầu nghe vậy trên mặt thẩm trường thanh có nụ cười ý vị sâu xa người đại lương cùng đại việt đã sớm đạt được tin tức này mà chúng ta vài ngày trước mới nhận được tin tức thật thú vị nha làm thế lực lệ thuộc đại tần cũng chưa thể ngay lập tức nhận được tình báo này ngược lại là đại lương cùng đại việt không lệ thuộc đại tần hơn nữa khoảng cách xa hơn đạt được tin tức bên trong muốn nói không có vấn đề gì quyết nhất không có khả năng quý thiên lộc nói bất cứ quốc đô một quốc gia nào thật ra đều có cơ sở ngầm của mình tồn tại chỉ là ngày thường che giấu rất tốt sẽ không dễ dàng bại lộ hành tung chỉ có ở lúc gặp chuyện khẩn cấp mới sẽ mang tin tức truyền ra ngoài hơn nữa thám tử các quốc gia đều có thủ đoạn đưa tin khác nhau nếu thật muốn khẩn cấp đưa tin đại lương cùng đại việt so với chúng ta trước một bước đạt được tin tức không phải chuyện không có khả năng khẩn cấp đưa tin cho dù là khoảng cách xa xôi cũng có thể tới trước một bước trái lại tần hoàng ngự giá thân trinh đối với phủ nam u mà nói cũng không phải việc lớn gì ghê gớm cho nên tin tức thiên sát vệ truyền sẽ chậm hơn một chút nghe được sự giải thích này thẩm trường thanh khẽ gật đầu bệ hạ bên kia là tính lập tức ngự giá thân trinh hay là nói tạm thời chỉ có một cái tính toán nhìn từ trên tin tức tạm thời còn chưa rời khỏi quốc đô nhưng các phủ đã điều động binh lực chỉ sợ không cần bao lâu sẽ thật sự ngự giá thân trinh đi nói tới đây quý thiên lộc cũng nhíu chặt lông mày Ngựa giá thân trinh ở trong mắt hắn cũng không phải một cách làm thích hợp đặc biệt tần hoàng hôm nay chính là trụ cột đại tần cho dù là tuổi thọ gần hết nhưng trung quy là chưa thật sự ngã xuống nếu ngựa giá thân trinh chưa biết chừng sẽ có tình huống gì đột phát xuất hiện nếu tần hoàng bất ngờ ngã xuống như vậy toàn bộ đại tần đều phải dung chuyển thậm chí sụp đổ chỉ là một câu này quý thiên lộc cũng chưa nói ra để ở sâu trong nội tâm nếu nói ra đó chính là đại nghịch bất đạo truyền ra ngoài ảnh hưởng đối với bản thân không nhỏ thẩm trường thanh xem bộ dáng đối phương trong mơ hồ cũng có thể rõ một ít ý tưởng trong đó quý trấn thủ cho rằng bệ hạ hôm nay ngự giá thân trinh rốt cuộc là có mục đích gì thế cục trước mắt ngự giá thân trinh chưa chắc là một lựa chọn tốt nhỉ tâm tư bệ hạ khó có thể phỏng đoán ta cũng không thể biết quá nhiều việc này thẩm trấn thủ nếu hỏi đông phương trấn thủ nghĩ hẳn có thể có một chút tin tức quý thiên lộc không khỏi lắc đầu hắn chỉ là người cầm quyền một phân bộ trấn ma ti mà thôi đối với chuyện triều đình cũng không có hiểu biết gì trái lại đông phương chiếu luôn ở lại quốc đô hơn nữa là người cầm quyền thật sự của Trấn Ma Ti. Chuyện ngự giá thân trinh này, đối phương không có khả năng không biết chút nào hết. Nói xong, Quý Thiên Lộc tạm dừng, sau đó nói ý kiến của mình. Trước mắt theo ý ta, thật là không cần thiết ngự giá thân trinh, thế công phủ lạc an đại chu, ở lúc đại quân đại lương cùng với đại Việt đến, đã bị hoàn toàn kẹp chặt. Phủ đại hoang tuy có man tộc tiến công, nhưng rằng co lâu như vậy, man tộc cũng chưa thể có tiến triển quá lớn, nghĩ hẳn uy hiếp không lớn. Lúc này triều đình nếu đóng vững đánh chắc, phối hợp đại lương cùng đại việt ngăn chặn đại chu sau đó lại quay đầu tiêu diệt thế lực man tộc thật ra hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân của ta bệ hạ muốn ngự giá thân trinh chỉ sợ là có nguyên nhân phương diện khác chúng ta cũng không tiện nhúng tay bao nhiêu nói xong lời cuối cùng hắn lắc đầu lần nữa thẩm trường thanh nói nói như vậy đã là có chiếu lệnh đến phủ nam u không sai sớm ở vài ngày trước đã có chiếu lệnh đến phủ nam u điều động 50 vạn đại quân rời đi triều đình lần này là nghiêm túc 50 vạn đại quân lời của quý thiên lộc khiến trong lòng thẩm trường thanh có một ít phán đoán chỉ riêng một phủ nam u đã rút ra 50 vạn đại quân lại là tần hoàng ngự giá thân trinh một lần này triều đình hiển nhiên không phải chỉ vì ổn định thế cục phủ nam u đơn giản như vậy lại nghĩ đến lời ban đầu của bắc minh vọng vẻ mặt hắn không khỏi trở nên cổ quái bệ hạ ý tứ này là thật chuẩn bị trực tiếp đánh vào đại chu một lần hành động tiêu diệt đại chu có lẽ thế quý thiên lộc thở dài đại chu hôm nay rõ ràng là thông đồng làm bậy với yêu tà nhất tộc nếu có thể tiêu diệt đại chu tương đương chặt đứt một cánh tay của yêu tà, đối với nhân tộc ta mà nói, cũng có không ít chỗ tốt. Nhưng cụ thể như thế nào, chỉ có thể xem kết quả sau đây. Ừm, thẩm trường thanh tán thành gật đầu. Quả thực, chuyện còn lại, xem vị tần hoàng kia quyết định như thế nào. Hắn vị trấn thủ sứ phủ Nam U này, nhắm chừng cũng không có khả năng gì tham dự vào. Thiên hạ mình chưa giải quyết, lại thêm phủ Nam U thiên tai thường xuyên xuất hiện. Bình thường mà nói, cũng không có khả năng để phủ Nam U trả giá ủng hộ cái gì nữa. 50 vạn đại quân, đã xem như toàn lực ứng phó bệ hạ đại khái khi nào ngự giá thân trinh còn chưa có tin tức cụ thể truyền đến chỉ là nhìn từ tư thế trước mắt ít nhất cũng cần một hai tháng thời gian chuẩn bị đi ừm thẩm trường thanh gật đầu chúng ta trước mắt giải quyết thiên tai phủ nam u rồi nói sao mặt khác thiên hạ minh không bình định chúng ta cũng không có cách nào nhúng tay ba người bàn bạc đơn giản một lần sau đó mục thanh và quý thiên lộc liền rời khỏi đại điện thẩm trường thanh cũng trở về trong tiểu viện nhìn thấy hắn đột ngột xuất hiện thiên khôi liền truyền đạt ý tứ của mình chủ nhân ta đói rồi nhìn hung thú trước mặt cường tráng làm người ta sợ hãi trực tiếp ngồi ở nơi đó như là một con chó to phe phẩy cái đuôi trong lòng thầm trường thanh liền có chút không biết phải nói gì thời điểm trước mặt người ta thiên khôi quả thật có một chút được chấn nhiếp nhưng ở sau người ta thì thật là một lời khó nói hết hắn ép ra một giọt máu tươi bình thường cũng không pha loãng cái gì nữa trực tiếp búng về phía thiên khôi cảm nhận được lực lượng mênh mông ẩn chứa trong giọt máu tươi kia thiên khôi ánh mắt kích động sốt ruột không dằn nổi há mồm nuốt vào ngay sau đó nó liền ghé vào trên mặt đất bắt đầu chậm rãi tiêu hóa thấy vậy thẩm trường thanh cũng không quấy dày sau khi thần tiêu kim thân viên mãn hắn cho dù là một giọt máu tươi bình thường cũng ẩn chứa lực lượng tương đương với tông sư hậu kỳ cho dù thiên khôi đã đến cảnh giới tông sư đỉnh phong nhưng muốn tiêu hóa máu tươi như vậy cũng cần thời gian nhất định mới được thời gian phía sau thẩm trường thanh ở lại trong trấn ma ti chưa lập tức ra tay đối với thiên hạ minh nguyên nhân xét đến cùng là ở chỗ thời gian bách tông hội minh sắp đến một tháng thời gian thật ra bảo ngắn cũng không ngắn nói dài cũng không dài. Nơi Bách Tông Hội Minh, Thẩm Trường Thanh là thiết lập ở trong trấn Ma Ti. Dù sao không có chỗ nào còn thích hợp hơn so với trấn Ma Ti. Trước đó, hắn lại đi chợ đen một chuyến, mang yêu tà một tháng này thu mua lấy đi, lại tăng thêm một ít cho giá trị giết chóc đã không nhiều nữa. Tuy chưa đột phá cửa ải lớn 2000, nhưng tốt xấu gì cũng từ ban đầu hơn 1300, đột phá đến hơn 1500, gần 1600. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh tuy ở lại trong trấn Ma Ti, nhưng thế cục bên ngoài lại chưa có bất cứ sự dự đi nào đầu tiên là núi sập đất nứt, lại là nạn lũ lan tràn. Ngay sau đó, lại có nạn dân nhân cơ hội này, dơ cờ lớn tạo phản, tuy rất nhanh đã bị triều đình chấn áp xuống, nhưng xét đến cùng đã dẫn lên dung chuyển không nhỏ. Trong lúc nhất thời, triều đình có thể nói là giết người đầu lan lông lốc, không tính dân chúng chết ở trong thiên tai, chỉ riêng tạo phản bị giết, đã vượt qua không chỉ vạn người. Đối với việc này, thẩm trường thanh ngồi ở chấn ma ti cũng rất hiểu biết, nhưng hắn cũng không có gì ngăn lại, không phải không muốn, mà là không có cách nào thiên tai chính là thiên địa tự nhiên tìm không ra căn nguyên không có cách nào đi giải quyết vấn đề này tạo phản là lòng người thay đổi càng thêm không thể ngăn lại điều thẩm trường thanh có thể làm chính là thuyên chuyển lực lượng của trấn ma ti giết những người đó chấn nhiếp như vậy người khác còn muốn muốn tạo phản phải cân nhắc kỹ càng một phen đây là trấn ma ti thành phá sơn sao ở cách trấn ma ti không xa thường ấn nhìn quần thể kiến trúc diện tích rộng lớn kia trong mắt có chút chấn động hắn tuy là đương nhiệm tông chủ thanh ngọc tông nhưng chưa bao giờ tới thành phá sơn càng chưa từng thấy trấn ma ti nói tới thanh ngọc tông làm vô thượng đại tông kiến trúc của bản thân đã đủ rộng lớn nhưng so sánh với trấn ma ti một lần tranh lệch lại là không nhỏ hơn nữa thường án rõ trấn ma ti thành phá sơn chỉ là một cái trong rất nhiều phân bộ của trấn ma ti mà thôi tổng bộ trấn ma ti là ở trong quốc đô phân bộ còn như thế hắn rất khó tưởng tượng tổng bộ sẽ là cảnh tượng như thế nào ở bên cạnh hắn là Vân hĩ đi cùng đến nghe vậy cười khẽ trấn ma ti như mặt trời giữa trời từ khi thành lập đại tần đã toàn lực bồi dưỡng có thể có cảnh tượng như thế là bình thường nghe được giải thích thường ấn gật gật đầu sau đó nhìn cảnh tượng chung quanh vẻ mặt nghi hoặc bách tông hội minh không biết bây giờ có bao nhiêu tông môn tới rồi bây giờ còn không phải thời gian thật sự của bách tông hội minh qua vài ngày nữa tin tưởng toàn bộ tông môn đều sẽ đến bọn họ không đến đó là không để mặt chấn mà ti. hôm nay các tông môn chưa đầu nhập vào thiên hạ minh sẽ không ngu xuẩn như thế phân hí nhìn thấu triệt tông môn không phục trấn ma ti đã sớm ở thời điểm chấn Ma Ti tiêu diệt tông môn, liền trực tiếp đưa cả tông đầu nhập vào Thiên Hạ Minh. Hôm nay, các tông môn chưa đầu nhập vào Thiên Hạ Minh kia, thật ra đã là biểu lộ thái độ bạn đang xem nhân tộc chấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Chỉ là bọn họ đang đợi, chờ một cái cơ hội thật sự có thể đạt quan hệ với chấn Ma Ti. Trước mắt Bách Tông hội Minh, đối với rất nhiều tông môn mà nói, chính là một cơ hội khó được, chỉ cần không phải người ngu xuẩn, đều không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Với lại, nếu không tới tham gia Bách Tông hội Minh liền không chỉ có bảo lỡ cơ hội đơn giản như vậy càng là trực tiếp đắc tội trấn ma ti lấy thủ đoạn thiết huyết của trấn ma ti không phải bạn như vậy chính là kẻ địch lúc trước đã diệt không ít tông môn trấn ma ti trung diệt một ít tông môn nữa chỉ sợ cũng không phải vấn đề nhìn trấn ma ti đôi lần vân hĩ trực tiếp thu hồi ánh mắt nghiêng đầu nhìn về phía tông chủ nhà mình tông chủ chúng ta đi đặt chân trước ở thành phá sơn đợi tới lúc bách tông hội minh đến giờ lại qua trấn ma ti đi ừm um, thường ấn gật đầu một bên khác hình dịch cũng đang hướng về thẩm trường thanh báo cáo chuyện tương quan trấn thủ đại nhân trước mắt bách tông hội minh đã có 73 tông môn đến tông môn còn lại cũng đều ở trên đường đến nhắm chừng hai ba ngày thời gian nữa có thể đến toàn bộ ngươi tổng cộng đưa tin cho bao nhiêu tông môn trong phạm vi thành nam hải cùng thành phá sơn quản hạt tổng cộng 173 nhà tông môn đều đã thông báo toàn bộ hình dịch trầm giọng trả lời 173 nhà tông môn vẻ mặt thẩm trường thanh kinh ngạc nói như thế nếu là tính cả tông môn của thiên hạ minh số lượng tông môn phủ nam u phải tới 300 nhà địa bàn một phủ có được 300 tông môn cũng không phải là một số lượng nhỏ cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra được giang hồ to như vậy phước cuộc ẩn chứa bao nhiêu lực lượng một phủ nam u đã có 300 tông môn như vậy đại tần chín phủ cộng lại ít nhất cũng phải có ba ngàn tông môn nhưng các tông môn này ở trong mắt hắn phần lớn thực lực đều sẽ không quá mạnh thật sự có thể có tông sư tọa chấn hẳn là chấm cứ số rất ít mới phải bằng không ba ngàn tông môn có được ba ngàn tông sư Vậy mới là một lực lượng thật sự đáng sợ." Hình dịch nói, tính cả số lượng tông môn của Thiên Hạ Minh, thật ra không chỉ là 300 ít như vậy, bởi vì chỉ cần đến cảnh giới thông mạch, đều có tư cách khai tông lập phái, thậm chí cho một ít võ giả đoán thể cảnh, cũng có gan đi khai tông lập phái. Nhưng đó đều là chơi nhỏ, bình thường mà nói không lên được mặt bàn, nếu tính cả bọn họ, số lượng tông môn sẽ tăng lên gấp đôi. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không biết phải nói gì. Đoán thể cảnh cũng có thể đi khai tông lập phái, đây là điều hắn không ngờ tới. Chẳng qua đoán thể cảnh ở trong chốn giang hồ không tính là cái gì nhưng ở trong mắt người thường cũng là thực lực rất mạnh quyền xé mãnh hổ chân đạp nát gạch đặt ở trong quân cũng có thể trở thành một ngũ trưởng thậm chí là thập trưởng chỉ là nói tông môn như vậy hầu như là không có tiền đồ gì đáng nói lừa dối chút dân chúng bình thường khổ luyện một ít sức lực là không có vấn đề gì nhưng muốn nói đối phó yêu tà không thành đồ ăn của yêu tà đã không tệ rồi bách tông hội minh người chưa thông báo những tông môn này chứ thẩm trưởng thanh không khỏi xác nhận một lần nếu bách tông hội minh có mấy võ giả đoán thể cảnh tới vậy có chút hồi hài rồi nghe vậy hình dịch lắc đầu trấn thủ đại nhân yên tâm tông môn lần này thông báo kém cỏi nhất cũng có võ giả thông mạch cảnh tọa trấn tông môn các tông môn bất nhập lưu chỉ có đoán thể cảnh kia ta cũng chưa đi thông báo nhưng nhìn từ tình báo thiên sát vệ cung cấp có một số tông môn bất nhập lưu cũng là nghe tin mà đến đại khái là xem náo nhiệt đi ừm thẩm trường thanh gật đầu xem náo nhiệt không quan hệ gì tới hắn từ cái này cũng có thể nhìn ra được tin tức bách tông hội minh quả thật truyền lưu rất rộng mắt thấy hình dịch muốn rời đi thẩm trường thanh nhưng nghĩ tới cái gì gọi đối phương lại hình tổng quản quốc đô bên kia bây giờ có tin tức gì lời vừa ra khỏi miệng hình dịch đã biết đối phương hỏi là cái gì hắn trầm ngâm một phen tin tức hôm nay bệ hạ chuẩn bị ngự giá thân trinh đã truyền ồn ào huyên náo các phủ điều động binh lực đã có quy mô to lớn nhưng cho tới bây giờ bệ hạ cũng chưa thật sự ngự giá thân trinh tình huống cụ thể còn phải để nói sao nhưng nhìn từ tin tức truyền lại cùng với động tác các phủ, một lần này, không giống như là giả. Ban đầu hình dịch chỉ cho rằng, tin tức ngựa giá thân trinh, chỉ là triều đình phát ra một tin tức, phía sau là có mục đích khác. Nhưng nhìn tư thế bây giờ, rõ ràng là làm thật. Nói thật, đối với việc này, hắn cũng không biết nên đi nói như thế nào. Thẩm trường thanh trầm ngâm, sau đó phất phất tay. Việc này ta biết rồi, ngươi đi làm việc trước đi. Cáo tử. Hình dịch xoay người rời đi. Đối với điều này, thẩm trường thanh ngồi ở nơi đó, vẫn đang tự hỏi chuyện khác. Chuyện bách tông hội minh, là ván đã đóng thuyền, cái này sẽ không có gì biến hóa. chuyện thật sự khiến hắn để ý, chỉ có hai cái, một là thiên tai phủ nam u, hai chính là cổ huyền cơ ngự giá thân trinh. hắn thật sự là không nghĩ ra, vị tần hoàng kia rốt cuộc là nghĩ thế nào, dám ngự giá thân trinh. đông phương chiếu từng nói, nguyên nhân có thể khiến yêu thánh không dám xâm chiếm đại tần, thậm chí cường giả khác của yêu tà nhất tộc không dám bước vào đại tần, là có tần hoàng cổ huyền cơ tọa chấn. nguyên nhân tần hoàng thật sự có thể đối phó yêu thánh, là mượn khí vận đại tần. tức là nói nếu không có khí vận đại tần tần hoàng là không đối phó được yêu thánh trong đầu thẩm trường thanh suy nghĩ chuyển động khí vận theo hắn thấy tuy là hư vô mờ mịt nhưng cũng không phải khó có thể lý giải như vậy nếu đại tần tồn tại khí vận như vậy thân là tần hoàng cổ huyền cơ tự nhiên có thể thuyên chuyển khí vận đại tần nhưng mà theo hắn kiếp trước từ trên sách vở hiểu biết được thuyết khí vận nhiều lắm chỉ là ở trong lãnh thổ đại tần có thể trực tiếp vận dụng mà thôi đổi mà nói nếu rời khỏi đại tần như vậy đối phương rất có khả năng không vận dụng được khí vận đại tần Chính bởi vì như thế, Thẩm Trường Thanh không nghĩ ra mục đích đối phương ngự giá thân trinh, rốt cuộc là cái gì. Nếu chỉ là ổn định thế cục phủ lạc an, căn bản là không cần thiết ngự giá thân trinh, lấy viện quân đại lương cùng với đại việt bây giờ, phối hợp phủ lạc an ban đầu lực lượng, đại chu căn bản là không làm gì được. Ngự giá thân trinh chính như Bắc Minh vọng nói, chỉ có đánh vào đại chu mới có khả năng là mục đích của hắn. Nhưng một khi rời khỏi đại tần, hắn lại vận dụng khí vận đại tần như thế nào? Nếu ta lại yêu tà nhất tộc, nhất định là muốn thừa dịp thời điểm hắn ngự giá thân trinh, trực tiếp giữ hắn lại đại chu bên kia. Ánh mắt của hắn lóe lên. Tần Hoàng có chết hay không, thật ra không có quan hệ quá lớn với hắn. Thẩm Trường Thanh thật sự quan tâm là biến hóa đối với thế cục đại tần sau khi đối phương chết, cùng với ảnh hưởng lan đến bản thân. Nếu là ở trước khi thần tiêu kim thân viên mãn, hắn lúc này đã cần cân nhắc một chút về đường lui, nhưng bây giờ, tạm thời chưa cần thiết tự hỏi đường lui. Lấy thực lực bản thân hôm nay, nói khó nghe, cho dù Tần Hoàng chết ở bên ngoài, cục diện đại tần tan vỡ, chỉ cần không phải quá mức nghiêm trọng, thẩm trường thanh đều có thể ổn định phủ nam u nhưng nếu yêu thánh hiện thân hắn nói không chừng phải từ bỏ phủ nam u cho nên nếu có thể thẩm trường thanh cũng không hy vọng tần hoàng lúc này ngự giá thân trinh chẳng qua chuyện hắn có thể nghĩ đến đối phương khẳng định cũng có thể nghĩ đến lúc này vẫn có tự tin ngự giá thân trinh hoặc là thuyên chuyển khí vận cũng không chỉ là giới hạn trong đại tần đơn giản như vậy lắc lắc đầu thẩm trường thanh tạm thời mang chuyện này đặt ở đáy lòng bách tông hội minh thời gian nháy mắt đã đến trong nghị sự đại điện cường giả các tông tập hợp, có tông môn chỉ một người, nhưng có tông môn lại là đến đây mấy người. Trong hơn 100 tông môn, người thật sự đến cộng lại khoảng 2-300 người. May mà nghị sự đại điện đủ lớn, đừng nói cất chứa 2-300 người, cho dù là tăng gấp đôi, cũng không thành vấn đề. Người tới không ít, tầm mắt thường ấn lần lượt đảo qua ở trên thân người còn lại, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Trước mắt tông môn tuy nhiều, nhưng chưa có bất cứ một tông môn nào có thể so sánh với Thanh Ngọc Tông. Vô Thượng Đại Tông, đặt ở trong bất cứ một phủ nào, cũng là tồn tại khan hiếm cho dù bây giờ thanh ngọc tông đã không còn cường giả tông sư đỉnh phong tọa chấn từ vô thượng đại tông ngã xuống đến cấp bậc đại tông đứng đầu nhưng luận tới nội tình thanh ngọc tông ở trong đại tông đứng đầu cũng tính là một cánh mạnh nhất hơn nữa thường ấn tin tưởng không cần bao lâu thanh ngọc tông sẽ lại có tông sư đỉnh phong xuất thế đến lúc đó trở về vị trí vô thượng đại tông căn bản không phải vấn đề gì lớn ở lúc hắn đánh giá người khác cường giả không ít tông môn cũng đều mang ánh mắt như có như không đặt ở thanh ngọc tông bên này không có cách nào cả trong tông môn đã đến thanh ngọc tông mạnh nhất cho dù là một ít đại tông đứng đầu ở trước mặt thanh ngọc tông cũng không có cách nào thằng sống lưng lúc này cường giả chấn ma ti chưa tới thanh ngọc tông tự nhiên là thu hút mọi sự chú ý vì thế cũng có không ít người tiến lên chào hỏi xem như lan lộn cho quen mặt thường ấn lần lượt gật đầu xem như đáp lại không bao lâu khung cảnh đột nhiên yên tĩnh xuống có không ít ánh mắt đều dừng ở trên vị trí thủ tọa thấy vậy thường ấn cũng không khỏi theo tầm mắt nhìn lại nhất thời con người hắn trong giây lát co rút lại không biết từ khi nào trên chỗ ngồi vốn nên không có một bóng người đã có thêm một người mặc áo sam xanh ngồi ở nơi đó người tới hắn nhận ra hoặc là nói trước mắt phủ nam u phàm là người trong giang hồ không có mấy ai không biết đối phương bởi vì đối phương chính là trấn thủ sứ phủ nam u tồn tại có một không hai người tông môn khác cũng phát hiện thẩm trường thanh đã đến không khỏi đều ngậm miệng lại đại điện vốn ồn ào nháy mắt im lặng xuống giống như thường ấn người khác cũng đều chưa phát hiện thẩm trường thanh là tới như thế nào giống như đột ngột xuất hiện lại giống như vẫn luôn ngồi ở nơi đó thủ đoạn quỷ dị khó lường như thế, càng khiến người ta kính sợ. Cho dù là ở đây có không ít tông sư, cũng chưa thể phát hiện bất cứ manh mối nào. Trong lúc nhất thời, kính sợ trong lòng mọi người đối với vị trấn thủ sứ phủ Nam U này đều tăng lên rất nhiều. Khung cảnh an tĩnh lại, Thẩm Trường Thanh mới bình tĩnh mở miệng. Bản quan là ai, tin tưởng không cần nhiều lời, các vị đều có thể đủ rõ. Lần này bản quan tổ chức bách tông hội minh là hy vọng bàn bạc hẳn hoi với các vị một phen, thế cục phủ Nam U ngày sau nên đến như thế nào. Vừa dứt lời, phía dưới không có ai tùy tiện đáp lời sau một lúc vân hĩ liền cười nói thế cục phủ nam u đều ở trong một lời của thẩm đại nhân bất luận thẩm đại nhân làm như thế nào thanh ngọc tông ta đều toàn lực ủng hộ ở lúc hắn nói ra khỏi miệng người không ít tông môn ánh mắt đều trở nên vi diệu bọn họ cũng không biết thanh ngọc tông từ khi nào đã âm thầm đầu nhập vào trấn ma ti hay là nói thanh ngọc tông còn chưa đầu nhập vào trấn ma ti nhưng đã là có ý tưởng này cho nên mới sẽ ở lúc này công khai lấy lòng nhưng mặc kệ như thế nào sau khi vân hĩ mở miệng có tông môn cũng ngồi không yên nữa không sai thẩm đại nhân chỉ cần có bất cứ sự phân phó nào ngọc xuân môn ta tất nhiên nghe theo phái tử xương theo thẩm đại nhân làm chủ sai đâu đánh đó ta người đại biểu từng tông môn mở miệng rất có ý tứ đầu nhập vào trấn ma ti ngay tại chỗ thật ra trong lòng mọi người đều rất rõ ràng thế cục phủ nam u trước mắt căn bản sẽ không cho phép tông môn khác bảo trì trung lập bạn đang xem nhân tộc trấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim hoặc là ngả về phía thiên hạ minh hoặc là ngả về phía trấn ma ti cho dù trước đó có Tông Môn muốn bỏ trì trung lập, ở sau khi tin tức Bách Tông Hội Minh truyền ra, cũng không có khả năng trung lập nữa. Đến rồi, vậy là nói lên, đã làm chuẩn bị đầu nhập vào Trấn Ma Ti. Không đến, vậy là không phục Trấn Ma Ti, chờ đợi Bách Tông Hội Minh qua đi, nhất định là chỉ còn đường chết. Có thể nói, Bách Tông Hội Minh, thực tế chính là Trấn Ma Ti đang ép toàn bộ Tông Môn chọn đội ngũ. Tông Môn thế lực trước mắt đến nơi đây, đều đã làm tốt chuẩn bị đầu nhập vào Trấn Ma Ti. Lúc trước, bọn họ chỉ là đang nghĩ, như thế nào tìm một điểm cắt vào mặt thôi. Thanh Ngọc Tông hôm nay dẫn đầu mở miệng, các tông môn này cũng liền thuận thế biểu đạt ý tứ của mình. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến mức Thẩm Trường Thanh cũng vì thế cảm thấy bất ngờ. Một ít lời chuẩn bị sẵn, ở dưới tình huống các tông môn này biết điều như thế, cũng không tiện nói ra khỏi mồm nữa. Hai tay làm động tác ép, khung cảnh một lần nữa im lặng xuống. Tâm tư các vị, bản quan cũng tìm hiểu rõ ràng rồi, các người đã tán thành trấn Ma Ti, như vậy bản quan cũng nguyện ý cùng nhau hợp tác với các tông. Thẩm Trường Thanh nhìn mọi người nói, sau đó hắn lại nhìn về phía Thanh Ngọc Tông, trong ánh mắt toát ra cảm xúc tán dương một ánh mắt khiến trong lòng vân hĩ và thường ấn đều vui vẻ bọn họ biết thanh ngọc tông dẫn đầu tỏ thái độ khiến ấn tượng của vị thẩm trấn thủ này đối với thanh ngọc tông lại tốt thêm một phần dừng một chút thẩm trường thanh nói tiếp hôm nay phủ nam u có thiên tai giáng xuống lại có thiên hạ minh đám loạn đảng làm hại khiến thế cục trung truyền bất an dân chúng cũng khổ không nói nổi nhưng có một điểm phải rõ là bất luận là thiên tai hoặc thiên hạ minh đều chỉ là vấn đề nhất thời mà thôi không cần bao lâu bản quan sẽ mang thiên hạ minh trừ tận gốc tiêu diệt hết toàn bộ đoạn đẳng. bởi vậy kẻ địch của trước mắt phủ nam u thậm chí đại tần đều chỉ có một đó là yêu tà dứt lời hắn nhìn về phía mọi người mang sắc mặt mỗi người đều thu hết vào đáy mắt sau đó mới tiếp tục mở miệng từ hơn 300 năm trước yêu tà hàng thế tới nay yêu tà nhất tộc đã là đại địch của nhân tộc ta không mang toàn bộ yêu tà tiêu diệt nhân tộc ta vĩnh viễn không có ngày yên nhưng thủ đoạn của yêu tà quỷ dị hiểm ác võ giả chúng ta đối phó yêu tà trong đó tồn tại phiêu lưu không nhỏ. Bản quan biết, các vị đang ngồi đối với yêu tà đều rất thống hận, đồng thời cũng có tâm tư chảm trừ yêu tà. Trước kia yêu tà làm loạn, các tông đều có ra tay cứu viện, ở trong chốn giang hồ có danh tiếng rất lớn, ở trong dân chúng cũng rất có uy vọng. Thẩm Trường Thanh nói, đồng thời, cũng có một số tông môn ở trong tiêu diệt yêu tà tổn thất không nhẹ, khiến tông môn suy bại, thậm chí hoàn toàn biến mất. Những tông môn này, tuy biến mất trong chốn giang hồ, nhưng bọn họ lại được chấn ma ti ghi lại trong danh sách, cho nên vì tăng lên thực lực các tông cũng có thể cam đoan các tông có thể tiêu diệt yêu tà trình độ lớn nhất duy trì phủ nam u ổn định bản quan quyết định các tông phàm là ai bắt giữ yêu tà đều có thể lấy yêu tà làm bằng chứng đến trấn ma ti đổi lấy điểm công tích đợi tới sau khi điểm công tích tích góp đến trình độ nhất định liền có thể ở trong trấn ma ti đạt được nhiều tài nguyên võ học nói đến mức này trừ thanh ngọc tông giữ bình tĩnh người các tông khác đều là đột nhiên biến sắc hẳn có không ít người ánh mắt đều nóng cháy hẳn lên ý tứ thẩm đại nhân là nói chúng ta bắt giữ yêu tà đến trấn ma ti có thể đạt được điểm công tích, do đó đổi tài nguyên võ học. Không sai. Thẩm Trường thanh gật đầu. Ngay sau đó, lại có người hỏi, "Xin hỏi Thẩm đại nhân, chúng ta có thể đổi võ học thế nào?" hoặc là nói, "Võ học đổi có giới hạn cấp bậc hay không?" "Xin hỏi Thẩm đại nhân," rất nhiều người đều liên tiếp mở lời đặt câu hỏi, bộ dáng có chút sốt ruột không giàn được. Không có cách nào cả. Ai cũng biết, Trấn Ma Ti nắm giữ trong tay rất nhiều tài nguyên võ học. Những tài nguyên này, nếu có thể đạt được, đối với rất nhiều tông môn mà nói, đều là một chuyện tốt bằng trời dù sao võ học mạnh mẽ trong chốn giang hồ đều là tồn tại nhà ai người ấy hưởng không có ai dễ dàng ấy ra chia sẻ với người khác các vị đều yên lặng một chút thẩm trường thanh nâng tay ra hiệu mọi người an tĩnh lại đợi tới sau khi khung cảnh an tĩnh lại hắn mới lại nói một con quỷ quái cấp u có thể được một điểm công tích cấp u thẩm trường thanh mang lời ban đầu nói với thanh ngọc tông lặp lại một lần cuối cùng hắn lại nói rõ một lần nữa võ học cấp bậc ngang nhau thấp nhất chỉ cần một điểm công tích có thể đổi ví dụ như nói võ học cảnh giới thông mạch một điểm công tích cấp u có thể đổi phó học tiên thiên đổi tiêu hào thấp nhất là một điểm công tích tiên thiên, phó học tông sư phía sau, thậm chí phó học đại tông sư đều là như thế. mà trong toàn bộ phó học đại tông sư, phó học thân thể bản thân bản quan tu cũng có thể cho các người tư cách đổi. nhưng giai đoạn đầu là các người có đủ điểm công tích, thẩm trường thanh tung ra một dụ hoặc lớn hơn nữa. hắn bây giờ thần tiêu kim thân đã viên mãn, sau này đợi thần hồn tăng lên, có thể mang thần tiêu kim thân tiến một bước, tấn thăng môn võ học này đến một tầng tiếp theo. như vậy thần tiêu kim thân liền không còn quan trọng như vậy nữa. Hơn nữa, cho dù là bây giờ, lấy ra phương pháp tu luyện mấy cấp độ đầu của thần tiêu kim thân cũng không phải không được. Khác nhau là ở chỗ bản không chọn vẹn cùng bản đầy đủ mà thôi. Đương nhiên, đối với bản thân thẩm trường thanh mà nói là bản không chọn vẹn, nhưng đối với tông môn khác mà nói, chính là so với võ học trấn phái của vô thượng đại tông còn quý giá hơn rất nhiều. Không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở rồn rập, lúc trầm lúc bổng ở trong đại điện. Đối phương tung ra dụ hoặc quá lớn, làm bọn họ cũng có chút tâm tính không vững không hề nghi ngờ chuyện trong miệng thẩm trường thanh nói đối với bất cứ một tông môn nào ở đây mà nói cũng là dụ hoặc khó có thể ngăn cản cho dù là vân hĩ đã sớm nói với đối phương bây giờ nghe nói thật lại một lần nữa vẫn không tránh khỏi dung chuyển trong lòng so với tông môn khác thanh ngọc tông là cái gì cũng không thiếu nhưng nếu là đề cập đến cấp bậc đại tông sư mà nói thanh ngọc tông thật ra là cái gì cũng thiếu các vị thiên hạ yêu tà nhiều như sao trên trời chỉ cần các ngươi có thể bắt giữ được đủ nhiều yêu tà như vậy bất cứ võ học nào các ngươi muốn đổi đều không có bất cứ vấn đề gì, cho dù là vượt qua cấp bậc đại tông sư cũng tương tự. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là các ngươi phải có đủ điểm công tích. Chỉ cần có điểm công tích, toàn bộ đều không phải vấn đề. Trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười, hắn có thể đoán được, về sau hơn trăm tông môn này bắt sự yêu tà cho mình, thực lực rốt cuộc sẽ tăng lên nhanh chóng cỡ nào. Chuyện Bách Tông hội minh tiến triển thuận lợi khác thường, tông môn đến, bản thân đã có ý tứ đầu nhập vào trấn Ma Ti, về sau nghe nói chỗ tốt, tự nhiên cũng liền không có đạo lý từ chối đồng thời bọn họ cũng hiểu. Một khi tông môn bọn họ đồng ý, liền tương đương đứng ở trên trận doanh phe Trấn Ma Ti. Nhưng vậy lại làm sao? Trấn Ma Ti chính là thế lực của nhà nước, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, không phải thế lực bình thường có thể bằng được. Cho dù là thiên hạ minh, ở trong mắt bọn họ, có thể hoành hành ở phủ Nam U, nhưng ở trước mặt Trấn Ma Ti to như vậy, chỉ sợ cũng phải thấp hơn một bậc. Huống hồ! Thích Ma Ha là đại tông sư, thẩm trường thanh cũng là đại tông sư. Dưới loại tình huống này, thiên hạ minh có thể lấy được phủ Nam U hay không? cũng vẫn là một vấn đề. Các tông môn ngay từ đầu đã bảo trì trung lập, vẫn luôn cố kỵ chính là vấn đề này. Nếu không, sớm ở một khắc đó Thiên Hạ Minh thành lập, bọn họ đã ngả về rồi, hoặc là thời điểm chấn Ma Ti tiêu diệt tông môn, đã đầu phục Thiên Hạ Minh. Sở dĩ mãi không có động tác, nói trắng ra, chính là các tông môn này không cho rằng Thiên Hạ Minh có thể thắng. Trước mắt thật phải ở trong hai thế lực chọn ra một thế lực để theo mà nói, như vậy chấn Ma Ti chính là lựa chọn trước sau như một. Nếu nói, ở trước sau bách tông hội minh có tông môn còn có thể có một chút trần chờ như vậy lúc bách tông hội minh sau khi được thẩm trường thanh hứa hẹn bọn họ liền mang một phần trần chờ đó hoàn toàn đánh mất mọi người đều biết tài nguyên võ học của trấn ma ti là phong phú nhất dù sao trấn ma ti từ khi thành lập tới nay đã thu thập võ học các tông trong thiên hạ muốn không phong phú cũng không được hôm nay thẩm trường thanh làm đại tông sư đương thời trong tay càng nắm giữ lượng lớn võ học đại tông sư điều này càng làm người ta có đuổi cũng không đi võ học tông sư tuy hy vọng đạt được không lớn nhưng trung quy là có một chút hy vọng như vậy tồn tại nhưng võ học đại tông sư mà nói chính là thật sự khan hiếm trong chốn giang hồ người thật sự có khả năng nắm giữ võ học đại tông sư cũng chỉ có hai người thẩm trường thanh không cần nhiều lời còn lại thích ma ha trong tay nắm giữ lượng lớn võ học đại tông sư hay không vẫn là một vấn đề bởi vậy muốn đạt được võ học đại tông sư đối với rất nhiều người mà nói cũng chỉ có thẩm trường thanh một con đường này có thể đi sau khi bách tông hội minh kết thúc toàn bộ tông môn đều cáo từ rời đi đến đây bách tông hội minh khiến giang hồ phủ nam u rất chú ý liền tuyên bố kết thúc không qua bao lâu nội dung bách tông hội minh đã chuyển lưu ra sau khi nhận được tin tức trong đó cho dù là không ít tông môn của phe thiên hạ minh cũng chấn động tâm thần không có cách nào cả dụ hoặc của võ học đại tông sư thật sự là quá lớn từ trình độ kịch liệt của bán đấu giá chợ đen lúc trước có thể nhìn ra được trong chốn giang hồ đối với võ học đại tông sư rốt cuộc là coi trọng cỡ nào chuyện chậm dặn dò ngươi ngươi chưa đi làm sao trong hoàng cung đại lương lương hoàng thản nhiên mở miệng người đứng trước mặt hắn chính là Bắc Minh vọng từ phủ Nam U trở về. Nghe vậy, hắn lắc lắc đầu. Thần nhìn ra được thẩm trường thanh người này là không có khả năng rời khỏi đại tần, ít nhất tạm thời không có khả năng rời khỏi. Nhìn từ tin tức đạt được, cùng với thế cục đại tần chấn ma ti hôm nay phán đoán, thẩm trường thanh rất có khả năng chính là người cầm quyền đời tiếp theo của đại tần chấn ma ti. Phải biết rằng thời gian của đông phương chiếu là không nhiều nữa. Muốn lôi kéo một tên chấn thủ xứ phủ Nam U dễ dàng, nhưng muốn lôi kéo một vị người cầm quyền đời tiếp theo của Trấn ma ti lại không đơn giản như vậy. Ít nhất, điều kiện đại lương đưa ra còn không đủ để khiến đối phương động lòng. Có nhân tố như vậy ở bên trong, Bắc Minh Vọng mới chưa nói ra lời lôi kéo đối với Thẩm Trường Thanh. Đã không thể làm được, nói ra cũng là tự tìm mất mặt. Lương Hoàng trầm mặc một phen, sau đó lắc lắc đầu, người nói cũng có vài phần đạo lý. Một vị đại tông sư đương thời, cổ huyền cơ nếu không phải vắng đầu, không có khả năng không để đối phương là người cầm quyền chấn ti đời tiếp theo. Một điểm này, đại lương ta tạm thời không cho được. Đại lương chấn Mati, cũng có chỗ khó của đại lương trấn ma ti cho một cái vị trí phủ chủ vậy không có vấn đề gì nhưng nếu trực tiếp cho đối phương vị trí người cầm quyền đời tiếp theo của đại lương trấn ma ti vậy không có khả năng dù sao hắn nếu thật làm như vậy đại lương trấn ma ti một bên đó chỉ sợ cũng có không ít phiền toái bản thân tuy là lương hoàng cũng không phải là thực sự quyết định tất cả chuyện thẩm trường thanh tạm thời gác lại một chút đi hôm nay đại lương ta lấy được phương pháp đột phá đại tông sư ngày sau bồi dưỡng ra đại tông sư mới còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi bồi dưỡng một vị đại tông sư khó không đối với thế lực bình thường mà nói rất khó nhưng nếu đối với đại lương mà nói thật ra cũng không khó khăn như vậy trước kia không rõ phương pháp đột phá đại tông sư đại lương cho dù là trong tay nắm giữ lượng lớn tài nguyên cũng không có cách nào bồi dưỡng ra một vị đại tông sư nhưng bây giờ khác bạn đang xem nhân tộc trấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim đại lương đã đạt được phương pháp đột phá như vậy nếu là dốc hết toàn lực đi bồi dưỡng xuất hiện một vị đại tông sư vẫn là không có vấn đề gì bắc minh vọng nói phương diện hệ thống tinh thần không có vấn đề trong trấn ma ti có nhốt yêu tả cho dù là tích lũy ra một vị tông sư tuyệt tình hệ thống tinh thần cũng chỉ là trả giá lớn hơn một chút mà thôi đan điền chân khí mà nói có thể sử dụng thiên tài địa bảo tích lũy nghĩ hẳn tiêu hao cũng là rất lớn chỉ có hệ thống thân thể cần ngày đêm rèn luyện cho dù có trí bảo phụ trợ cũng cần thời gian mới được tinh thần chân khí đối với đại lương mà nói đều là có thể trực tiếp đắp lên nhưng hệ thống thân thể mà nói thì không dễ dàng như vậy đương nhiên cái không có dễ dàng như vậy này cũng chỉ là tương đối mà nói thôi. Nếu thật muốn toàn lực cung cấp, Bắc Minh vọng cảm giác không cần mấy năm, có thể khiến một vị tông sư trưởng thành đến mức tuyệt đỉnh hệ thống thân thể. Chỉ là, bệ hạ, nếu là bồi dưỡng ra một vị đại tông sư như thế, Tiêu Hào tất nhiên là cực kỳ kinh người, một vị đại tông sư chỉ là tương đương với chấn thủ sư cấp Vương mà thôi, cũng không thể thay đổi cục diện gì. Bắc Minh vọng không khỏi nhắc nhở một câu, đổi lấy phương pháp đột phá lại tông sư, vậy không có vấn đề gì, trả giá đắt cũng là đáng giá. Nhưng mà nếu dùng lượng lớn tài nguyên đi đắp ra một vị đại tông sư vậy có chút khó mà nói phương pháp đột phá có rồi chỉ cần cho đại lương thời gian về sau nhất định có thể cuồn cuộn không ngừng xuất hiện đại tông sư thứ đại lương thật sự cần chỉ là thời gian mà thôi nhưng nếu lương hoàng nói như vậy cái gọi là đại tông sư là toàn bộ dùng tài nguyên đắp ra vậy tiêu hao liền nghiêm trọng hơn nữa cho dù là lấy quốc lực đại lương biện pháp nuông chiều cho hư như thế cũng không bồi dưỡng ra được mấy vị đại tông sư xa không tốt bằng dòng chảy nhỏ nhưng kéo dài bắc minh vọng vừa dứt lời lương hoàng đột nhiên xoay người hai tay chắp sau lưng sắc mặt nhìn lên bầu trời có biến hóa vi diệu đại tướng quân nói không sai nhưng điều kiện tiên quyết ở chỗ đại lương ta thật sự còn có nhiều thời gian như vậy mới được bệ hạ lời ấy là có ý tứ gì bắc minh vọng khẽ biến sắc hắn đối với thế cục cả thiên hạ cũng là rất hiểu biết làm đại tướng quân đại lương cũng không có khả năng cái gì cũng không biết nhưng thế cục hôm nay không có khả năng dao động căn cơ đại lương mới phải phương diện thời gian theo hắn thấy đại lương là phi thường đầy đủ lương hoàng khẽ lắc đầu Chấm cảm giác được, thời gian của đại lương đã không nhiều nữa, hoặc là nói thời gian để lại cho đại tần đại Việt cũng không nhiều, nếu không cổ huyền cơ sẽ không muốn ngự giá thân trình lúc này. Mục đích của hắn, chỉ sợ là muốn ở trước khi tuổi thọ bản thân hao hết, liền mang đại tru đánh hạ, trải con đường sau này cho đại tần, cũng vì ứng đối phiền toái kế tiếp. Phiền toái nghi hoặc trong lòng bắc minh vọng càng sâu hơn. Đối với nghi hoặc của hắn, lương hoàng lại chưa đưa ra quá nhiều giải đáp. Việc này ngươi cũng không cần hỏi chấm, thật ra chấm cũng không phải quá rõ, chỉ là một cảm ứng trong cõi hư vô mà thôi nhưng có một điểm phải rõ là yêu tà trước nay đều là kẻ địch lớn nhất của nhân tộc ta Man tộc cấu kết yêu tà đại chu cấu kết yêu tà bọn họ chính là tai họa ngầm lớn nhất nếu không đại lương ta cũng sẽ không xuất binh cứu viện thực cho rằng phái đại nho tới đây thì có thể khiến trẫm đồng ý kết minh hay sao quả thực buồn cười đại lương xuất binh cứu viện không phải là vì đại nho du thuyết mà là sớm đã có ý tưởng này chỉ là chờ đợi người đại tần đến cho mình một cái cớ ra tay mà thôi nếu không phải như thế đại lương là tuyệt đối sẽ không nhúng tay đại chu cùng đại tần phân tranh trầm mặc một lúc lâu bắc minh vọng nói trước mắt tần hoàng ngự giá thân trinh đại lương ta cần phải có cử động gì yên lặng xem biến hóa là được cổ huyền cơ muốn đánh vậy để hắn đi đánh đại lương ta là không vội có thể phái binh giúp đỡ đã là giúp đại tần hắn không ít dù sao đại lương ta chờ được đại tần hắn không chờ được lương hoàng mỉm cười thời gian của cổ huyền cơ là quả thật không nhiều nữa hoàng thất đại tần một thế hệ này cũng không có người nào xuất chúng đừng nói tiến thủ cho dù là thủ thành cũng là một vấn đề hắn vẫn luôn muốn trải đường cho hoàng thất đại tần đáng tiếc lại có thể như thế nào hồ phụ quyển tử đại khái như thế đi đối với ý tưởng cùng cách làm của cổ huyền cơ lương hoàng là rất hiểu hoàng thất không người nối nghiệp ở sau khi mình chết rất có khả năng không chấn được triều cương không thể bảo vệ đại tần ổn định cơ nghiệp hơn 300 năm lúc nào cũng có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát muốn nói không để ý chút nào đó là không có khả năng ở trong mắt hắn cách làm của cổ huyền cơ hôm nay chính là ở trước khi bản thân chết lại một lần nữa củng cố cơ nghiệp đại tần không đến mức ở sau khi bản thân ngã xuống, đại tần trực tiếp sụp đổ. Bắc Minh vọng nghe vậy, cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Lương Hoàng. Một cái hoàng thất không người nối nghiệp, quả thật là chuyện khá phiền toái. May mắn là, vị Lương Hoàng này của Đại Lương tuổi thọ ít nhất còn có mấy chục năm, hơn nữa các hoàng tử kia của hoàng thất Đại Lương cũng không phải là tài trí bình thường, vấn đề không người nối nghiệp này, không quan hệ lắm với Đại Lương. Sau đó, hắn lại nghĩ tới cái gì, không khỏi mở miệng hỏi. Nếu Tần Hoàng có thể đột phá cảnh giới Đại Tông Sư, vấn đề tuổi thọ gần hết, hẳn là có thể được giảm bớt nhỉ võ giả đánh vỡ cực hạn đối với phương diện tuổi thọ nhất định là có một chút tăng trưởng vô dụng lương hoàng lắc đầu hắn tuy không phải đại tông sư nhưng đưa ra trả lời phi thường chắc chắn hắn phục hồi tinh thần nhìn sự nghi hoặc trên mặt bắc minh cũng không giải thích cái gì trẫm có chút mệt rồi đại tướng quân đi xuống trước đi thân cáo lui trong vạn phật tông đại hùng bảo điện kịch liệt rung động ngay sau đó núi phật trưởng to như vậy cũng kịch liệt lắc lư hẳn lên một khắc đó tựa như địa long xoay người toàn bộ cường giả của vạn phật tông đều bị kinh động ngay tại lúc bọn họ không rõ nguyên do có ánh vàng lấp lánh từ trong đại hùng bảo điện bán ra lao thẳng vào tầng mây ánh vàng mênh mông toàn bộ mọi người nhìn thấy ánh vàng trong lòng đều dâng lên một nỗi kính sợ không tên loại cảm giác đó giống như thấy được chuyện thần thánh nào đó ngay sau đó ánh sáng vàng dâng trào biến thành một phong bức tượng phật thật lớn tông chủ huyền không ngẩng đầu nhìn tượng phật ánh vàng chiếm cứ bầu trời kia gương mặt già nua không có cách nào giữ được bình tĩnh bởi vì mặt bức tượng phật đó rõ ràng là bộ dáng thích ma ha lúc này người khác cũng đều phát hiện gương mặt tượng phật hoàn toàn là giống thích ma ha như đúc loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp ngay tại lúc mọi người chấn động không thôi tượng phật một tay niêm hoa ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người thế mà mở mồ niệm một tiếng phật hiệu a di đà phật thanh âm to lớn có chứa vô thượng uy nghiêm trong nháy mắt những người nghe tiếng phật hiệu đó sắc mặt đều dại ra hư ảnh tượng phật còn chưa có gì có lẽ chỉ là tương tự chân ý hiển hóa mà thôi nhiều lắm chân ý hiển hóa của đối phương so với người khác lớn hơn rất nhiều nhưng hư ảnh tượng phật nói chuyện vậy hoàn toàn khác rõ ràng dễ thấy cái này tuyệt đối không phải chân ý hiển hóa đơn giản như vậy chẳng lẽ tông chủ thành phật rồi trong vạn phật tông có đệ tử nhịn không được kinh hô thành tiếng khi vừa dứt lời toàn bộ đệ tử vạn phật tông nghe được câu này sắc mặt đều trở nên kích động đúng thành phật rồi đây là giải thích duy nhất nếu không phải thành phật sao có thể có hiện tượng lạ như vậy cảnh tượng hoành tráng như vậy căn bản không phải võ giả bình thường có được cũng chỉ có phật trong lời đồn mới có thể có được uy nghiêm như vậy ở lúc mọi người chấn động ngoài trăm dặm dịch ninh mới từ một di chỉ thượng cổ đi ra liền vừa vặn nhìn thấy một màn tượng phật chiếm cứ hư không miệng niệm phật hiệu một khắc đó hắn liền nhịn không được nói tục một câu đẹp thích mà ha thế mà thật sự thành công rồi khí vận phong thần một cảnh giới huyền diệu khó giải thích dịch ninh quanh nam ra vào các di chỉ đối với chuyện khí vận phong thần cũng là hiểu biết không ít chỉ là khiến hắn không ngờ là Trừng mình thế mà còn có người biết chuyện khí vận phong thần hơn nữa còn thành công phiền toái rồi nhìn tượng phật trên không vẻ mặt dịch ninh chấn động khí vận phong thần đó là so với đại tông sư càng thêm mạnh mẽ một cái cảnh giới thượng cổ tổ mạch đoạn tuyệt phương pháp đánh vỡ cực hạn tông sư cũng hoàn toàn biến mất không thấy khiến đánh vỡ cực hạn trở thành một truyền thuyết một cái truyền thuyết không thể nghiệm chứng thật giả thích ma ha có thể đánh vỡ cực hạn có thể nói là thiên phú dị bẩm hoặc là cơ duyên xảo hợp nhưng có thể làm đến khí vận phong thần một bước này hắn tuyệt đối là chiếm được truyền thừa của di chỉ thượng cổ, hơn nữa là loại cực kỳ mạnh mẽ. Sự chấn động trên mặt hắn không giảm, trong đầu đang nhìn lại ký ức của mình đối với thượng cổ. Bản thân quanh nam gia và di chỉ thượng cổ, Dịch Ninh có thể tự tin nói, trong thiên hạ luận tới hiểu biết đối với thượng cổ, không có mấy ai có thể mạnh hơn hắn. Hôm nay hư ảnh tượng Phật xuất hiện, hiện tượng lạ như vậy, phi thường tương tự với một cảnh giới di chỉ thượng cổ ghi lại. Sau đó, Dịch Ninh lại nghĩ tới, mình trước đó không lâu từ trong một di chỉ thượng cổ đạt được ghi chép. Đại tông sư cái tên này, thật ra đã sớm tồn tại ở thượng cổ thích ma ha lại nói mình là vị đại tông sư đầu tiên cảnh giới này cũng là bản thân ban cho trái lại đủ không biết xấu hổ trước mắt hắn lại đột phá chỉ sợ không cần bao lâu các cảnh giới thượng cổ đã tồn tại kia cũng trở thành của chính hắn rồi nhưng chào phúng thì chào phúng thực lực thích ma ha càng thêm mạnh mẽ cái đó lại là thật không được việc này phải tìm thầm trường thanh trước nói một lần bằng không thiên hạ minh tấn công quy mô hắn sẽ phiền toái vừa nghĩ tới đây dịch ninh nhất thời rời khỏi nơi này đi về phía thành phá sơn tượng phật biến mất hào quang màu vàng ẩn đi toàn bộ hiện tượng lạ đều biến mất không thấy giống như là trước giờ đều chưa từng xuất hiện nhưng ở trong đầu người khác vẫn còn có một màn mới vừa rồi quanh quần uy thế vô thượng đó là người ta khó có thể quên trong đại hùng bào điện cửa điện đóng chặt mở ra một đám trưởng lão vạn phật tông đã sớm chờ ở nơi đó rốt ruột không chịu nổi đi vào phía dưới tượng phật cao lớn thích ma ha ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trên khuôn mặt vốn tuấn giật đã bớt đi vài phần phàm chân tục khí thêm vài phần khí chất thần thánh phiêu miểu. Các ngươi đến rồi." Giọng nói bình tĩnh từ trong miệng hắn truyền ra, rơi vào trong tay người khác, lại như tắm gió xuân, tâm linh đều được gội rửa. Thân thể huyền không chấn động, ngay sau đó chắp hai tay lại. "A Di Đà Phật, mới vừa rồi trong thiên địa có hiện tượng lạ xuất hiện, xin hỏi là tông chủ dẫn tới phải không?" Trưởng lão khác cũng đều nhìn về phía người phía trước, muốn đạt được đáp án. Ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Thích Ma Ha Niêm Hoa cười, "Không sai, chính là bổn tọa cảnh giới có điều đột phá, do đó dẫn tới hiện tượng lạ." Quả nhiên, mọi người đều thầm nghĩ một tiếng. Huyền không hỏi tiếp, cảnh giới đột phá theo như lời tông chủ, là đã đánh vỡ cực hạn của đại tông sư phải không? Đúng vậy, bạn đang xem nhân tộc trấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Xin hỏi tông chủ, phía sau đại tông sư lại là cảnh giới gì? Cảnh giới này, bổn tọa đặt tên là lĩnh vực. Lĩnh vực? Vẻ mặt Huyền không kinh ngạc, cái tên này hắn có chút không quá hiểu. Thích ma ha mỉm cười, cái gì gọi là lĩnh vực, bổn tọa liền cho các ngươi nhìn một chút đi. Vừa dứt lời, không thấy hắn có động tác gì, không gian chung quanh liền chấn động vài phần, ngay sau đó, đám người huyền không đột nhiên biến sắc hẳn. Chuyện gì vậy? Chân khí của ta vì sao không thể điều động? Lực lượng của ta tựa như bị giam cầm, có trưởng lão vẻ mặt thất kinh. Thủ đoạn mạnh nhất của võ giả chính là bắt nguồn từ lực lượng của bản thân, hôm nay lực lượng biến mất không thấy, giống như bị hoàn toàn đánh rớt phàm trần, muốn không kinh hoàng cũng không được. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của mọi người, thích Ma Ha niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, đó là thủ đoạn của lĩnh vực cảnh chỗ bổn tọa ở là một phương lĩnh vực ở trong lĩnh vực bổn tọa chính là chúa tể có thể tùy ý cấp đặt giam cầm lực lượng của người khác nói xong ý niệm hắn khẽ động hoàn toàn giải tán lĩnh vực nháy mắt tiếp theo lực lượng bị giam cầm của mọi người đều một lần nữa trở lại sắc mặt vốn kinh hoàng nhất thời khôi phục không ít cho dù như thế ánh mắt bọn họ nhìn về phía thích maha vẫn tràn ngập chấn động có thể tùy ý cấp đoạt lực lượng người khác thủ đoạn như vậy quả thực chính là đả kích mang tính nghiền áp thử nghĩ một chút đối phương mở ra lĩnh vực toàn bộ cường giả đều giống như người thường, sau đó lại ra tay đối phó, gạt bỏ quả thực là dễ dàng. Chấn động qua đi, Huyền không lập tức phản ứng lại. Tông chủ đột phá lĩnh vực cảnh, có được thần uy như thế, phủ Nam U không có địch thủ nữa. Sự mạnh mẽ của lĩnh vực cảnh so với đại tông sư còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu. Nghĩ đến loại thủ đoạn vừa rồi, trong lòng hắn liền chấn động không thôi. Có thể nói, lúc đại tông sư thích mà ham muốn tiêu diệt mình, Huyền không còn có nắm chắc đi ngăn cản đôi chút. Hôm nay đối phương đột phá lĩnh vực cảnh, nếu muốn tiêu diệt mình, hắn cảm giác bản thân là không có năng lực ngăn cản lĩnh vực mở ra lực lượng bản thân bị giam cầm như vậy sao có thể ngăn cản thích ma ha nói thiên hạ minh từ giờ trở đi chỉnh hợp lực lượng trước lấy thành nam hải lại lấy thành phá sơn đến lúc đó phủ nam u liền thành thiên hạ của bồn tọa tông chủ chúng ta ban đầu ước hẹn một năm cùng thẩm trường thanh chẳng lẽ không để ý tới nữa sao có trưởng lão trầm giọng hỏi nghe vậy thích ma ha khẽ lắc đầu cái gọi là ước định đều chỉ là ước thúc đối với kẻ yếu mà thôi hôm nay bổn tọa đã đột phá lĩnh vực cảnh sao có thể cho hắn nửa phần cơ hội nữa dựa theo ta nói đi làm là được tuân thủ ước định đó là không có khả năng ban đầu hứa hẹn ước định là vì hắn không có nắm chắc thắng được thẩm trường thanh mà thôi thật muốn chém giết sẽ chỉ lưỡng bại câu thương nhưng bây giờ đã khác bản thân thành công khí vận phong thần đột phá đến lĩnh vực cảnh đại tông sư ở trước mặt hắn đã không có khả năng là đối thủ nếu như vậy thích ma ha cũng liền không có ý tưởng tuân thủ ước định nữa chúng ta rõ toàn bộ trưởng lão đều gật đầu đáp ứng. Bản thân bọn họ đã không muốn thiên hạ minh lập ước định gì với thẩm trường thanh, dựa theo ban đầu thiết tường, nên một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lấy toàn bộ phủ Nam U mới đúng. Bây giờ thích ma ha đột phá thành công, chuẩn bị tấn công thành Nam hai lần nữa, có thể nói là chính hợp tâm ý bọn họ. Ở lúc trưởng lão khác lui ra, huyền không chấp hai tay lại, tông chủ, có chuyện ta còn phải bầm báo một phen. Chuyện gì? Hơn một tháng qua, nhiều chỗ của phủ Nam U xuất hiện thiên tai, trong phạm vi thiên hạ minh ta quản hạt, Bị thiên tai lan đến càng thêm nghiêm trọng không ít dân chúng thương vong náo động khiến lòng người hoảng sợ cho dù đến bây giờ thiên tai cũng chưa dừng lại ta lo lắng phương diện này là có nguyên nhân gì ở bên trong nếu không giải quyết nó bất lợi với thiên hạ minh ta huyền không nói theo sự thật thiên hạ minh nếu nắm giữ toàn bộ phủ nam u chỉ riêng dựa vào các tông môn kia là không được thu nạp lòng người là phải làm trước đó tiêu diệt yêu tả chính là một cách làm trong đó nhưng bây giờ thiên tai liên tiếp khiến trong dân chúng nổi lên lời đồn khắp nơi Thiên hạ minh muốn duy trì cục diện ổn định đã là gian nan hơn rất nhiều. Đợi hắn nói xong, vẻ mặt thích ma ha cũng chưa có biến hóa gì lớn. Việc này ngươi không cần quá mức lo lắng. Bổn tọa hôm nay đã là lĩnh vực cành, bất cứ thiên tai nào cũng không có khả năng dao động căn cơ thiên hạ minh ta. Hơn nữa bổn tọa đã xuất quan, nghĩ hẳn thiên hạ minh ta cũng sẽ không bị thiên tai lan đến nữa. Trước mắt toàn lực lấy phủ nam u là chính, chuyện còn lại đợi sau khi lấy được phủ nam u lại xử lý. Vâng, sau khi nghe điều thích ma ha nói, huyền không giống như ăn một liều thuốc an thần hoàn toàn yên lòng. Ở sau khi hắn rời đi, trong đại điện chỉ còn lại có một mình thích ma ha. Thiên tai, hắn thấp giọng lầm bẩm, ánh mắt lại bình tĩnh dọa người. Cuối cùng, thích ma ha thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu, trong đại hùng bảo điện liền hoàn toàn yên tĩnh xuống. A Di Đà Phật. Trấn Ma Ti thành phá sơn. Bách Tông hội minh chấm dứt, Thẩm Trường Thanh hôm nay đang giải quyết vấn đề đến sau thiên tai, đồng thời cũng là đang chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị một lần hành động tìm cơ hội thu phục thiên hạ minh. Ngay tại hôm nay, hắn vừa mới chuẩn bị từ nghị sự đại điện rời đi, liền nhìn thấy một người tới trước mặt. Dịch các chủ, nhìn thấy người tới, trên mặt thẩm trường thanh có chút kinh ngạc. Hắn nhận ra đối phương, rõ ràng chính là các chủ nội vụ các dịch ninh. Nói tới dịch ninh, mình tuy biết đối phương tới phủ Nam U, nhưng lại trước sau chưa có cơ hội gặp một lần, chưa từng nghĩ vị các chủ nội vụ các này thế mà trực tiếp tới đây. Ở lúc thẩm trường thanh nhìn thấy dịch ninh, dịch ninh cũng vừa vặn nhìn thấy hắn. Đã lâu không gặp, thẩm trấn thủ đã từ trường lão võ các đến trấn thủ sứ phủ Nam U hôm nay, khiến dịch mỗ vội phục nha. Hắn cười chắp chắp tay đối mặt một vị trấn thủ sứ phủ nam u dịch ninh vẫn là một bộ dáng cả lơ phất phơ đã không có nửa phần kính sợ cũng không có bất cứ sự gò bó nào tính cách đối phương thẩm trường thanh cũng tập mãi thành thói quen dịch các chủ hôm nay có dành đến thành phá sơn không biết là có chuyện gì khi nói chuyện hắn một lần nữa ngồi trở về sau đó đưa tay ra hiệu dịch các chủ nói chuyện cũng đừng đứng nữa được dịch ninh gật đầu trực tiếp ngồi xuống ở một vị trí trống sau đó đánh giá cao thấp thẩm trường thanh trên mặt biểu cảm vui cười bớt đi vài phần thêm một ít cảm khái thẩm chấn thủ đạt được truyền thừa không đơn giản nha thế mà có thể kế sau thích ma ha trở thành vị đại tông sư thứ hai phải biết rằng từ sau khi thượng cổ biến mất phương pháp đánh vỡ cực hạn hầu như là hoàn toàn tuyệt tích nghe vậy thẩm trường thanh khẽ nhíu mày ý tứ dịch các chủ là nói thượng cổ thật ra là tồn tại đại tông sư tin tức này khiến hắn có chút ngoài dự liệu bởi vì thẩm trường thanh vẫn luôn cho rằng thượng cổ có thể không có cường giả cảnh giới đại tông sư mới đúng dù sao nếu thượng cổ tồn tại không có khả năng một chút tin tức cũng không lưu truyền tới nay tới hôm nay ở trước khi đại tông sư xuất thế cảnh giới phía sau tông sư tựa như một tầng sương mù một truyền thuyết hư vô mở mịt Dịch ninh nói ban đầu ta cũng không thể xác định bao nhiêu nhưng lần trước ta không phải mời người đi một di chỉ thượng cổ sao ngươi không muốn đi ta cũng chỉ đành tự mình đi ở nơi đó ta thật ra đạt được một ít tin tức mới thời kỳ thượng cổ không chỉ có đại tông sư tồn tại còn có cường giả trên đại tông sư tồn tại thích ma ha căn bản không phải kẻ mở ra cảnh giới đại tông sư hắn chỉ là may mắn đạt được truyền thừa thượng cổ mà thôi hôm nay lại tự xưng bản thân chính là đại tông sư đệ nhất nhân quả thật buồn cười nghe được câu này thẩm trường thanh xem như hiểu ra không ngờ thượng cổ là có đại tông sư tồn tại hơn nữa còn có cường giả cảnh giới trên đại tông sư nhưng tin tức này hắn không chấn động bao nhiêu thượng cổ cách bây giờ thời gian không ngắn nếu từng thực có cường giả đứng đầu nào tồn tại cũng không phải chuyện không có khả năng sau đó thẩm trường thanh lại hỏi nghe nói thượng cổ tổ mạch đoạn tuyệt cho nên mới dẫn tới thượng cổ biến mất xuống dốc như vậy dịch các chủ có biết tổ mạch rốt cuộc là cái gì hay không nó lại là đoạn tuyệt như thế nào vấn đề này hắn cũng đặt ở trong lòng rất lâu rồi nhưng người bình thường không có cách nào đưa ra đáp án ở trên vấn đề này chỉ có dịch ninh đối phương quanh nam gia và các di chỉ không chừng đã đạt được bí mật gì hữu dụng tựa như một lần này trong khi hỏi thẩm trường thanh cũng cẩn thận đánh giá dịch ninh ánh mắt bỗng nhiên giật mình tông sư tuyệt đỉnh không nói chuẩn xác hẳn là hệ thống tinh thần tuyệt đỉnh lúc một lần trước tiếp xúc hắn tuy không phải quá rõ cảnh giới của dịch ninh nhưng có thể khẳng định một điểm là đối phương là tuyệt đối chưa đến mức tông sư tuyệt đỉnh. Bây giờ nhìn qua, đối phương rõ ràng đã đến tông sư tuyệt đỉnh. Phương diện này, muốn nói không có cơ duyên gì, đó là tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Trường Thanh ngay lập tức nghĩ đến, chính là Di Chỉ Thượng Cổ trong miệng Dịch Ninh vừa rồi nói. Nhưng vấn đề này hắn chỉ là tạm thời đặt dưới đáy lòng, không lập tức hỏi ra. Một bên khác, Dịch Ninh không biết suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, mà là đang nghiêm túc trả lời vấn đề này. Tổ mạch là cái gì, thật ra khó mà nói ta từng tiến vào không ít di chỉ thượng cổ có cái nói tổ mạch thật ra là thiên hạ long mạch có cái nói tổ mạch thật ra là một linh mạch phát ngang đại lục giữa hai cái ta cho rằng thứ sau tương đối đáng tin bởi vì rất nhiều ghi chép về tổ mạch của di chỉ thượng cổ đều là nói rõ tổ mạch đoạn tuyệt dẫn tới linh khí suy yếu rất nhiều sau đó tông sư tuyệt đỉnh trở thành một cái công xiềng khiến người ta không có cách nào đột phá cảnh giới đại tông sư nhưng tình huống chân thực như thế nào còn phải chậm rãi nghiệm chứng mới được một hơi nói không ít dịch ninh hơi tạm dừng tiếp tục mở miệng về phần nguyên nhân tổ mạch đoạn tuyệt trong di chỉ thượng cổ ghi lại rất ít ta ra vào không ít di chỉ thượng cổ nhưng cũng chỉ chiếm được đôi câu vài lời mà thôi từ trên những tin tức đó ta trái lại trình hợp ra một vài thứ tổ mạch đoạn tuyệt là vì thượng cổ từng có một cuộc đại chiến kinh thiên bùng nổ một trận chiến đó khiến tổ mạch đoạn tuyệt cường giả thượng cổ bị diệt hết chính bởi vì các cường giả đó đột ngột ngã xuống mới đưa đến rất nhiều truyền thừa biến mất thượng cổ đại chiến sau đó dẫn tới tổ mạch đoạn tuyệt toàn bộ cường giả đều ngã xuống ý kiến này không phải không có một chút đạo lý. Nghiêm túc suy nghĩ, thẩm trưởng thanh cảm giác cũng rất có căn cứ. Bằng không, rất khó giải thích, thượng cổ vì sao nói không còn là không còn. Nhiều cường giả như vậy, ngoại trừ một số di chỉ nào đó, người khác một chút truyền thừa cũng không lưu lại. Nhưng phương diện này còn có một vấn đề. Đó là, rốt cuộc là đại chiến như thế nào mới có thể dẫn tới cường giả thượng cổ bị diệt hết. Nội loạn, hoặc là có kẻ thù bên ngoài. Nếu là thứ trước mà nói còn tốt, nhưng nếu là thứ sau, vậy có chức phiền phức rồi. Hắn cũng không thể khẳng định kẻ địch lúc trước đại chiến với cường giả thượng cổ đã chết hết hay chưa hay là nói vẫn đang nấp ở nơi nào đó dịch các chủ có biết thượng cổ cách hiện nay rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm hay không bạn đang xem nhân tộc trấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim không phải quá xác định nhưng có một điểm là có thể khẳng định ít nhất cũng có ba năm ngàn năm đi lâu thì hơn vạn năm cũng không phải không có khả năng chuyện cách quá lâu rồi ghi chép đã không rõ ràng nữa dịch ninh trả lời ba phải cái nào cũng được thời gian cụ thể thượng cổ đến nay là rất khó tính toán trừ lại thay đổi lại có chiến loạn xảy ra, muốn chuẩn xác ghi lại một mốc thời gian, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh như có chút suy nghĩ gật đầu, nếu có khoảng cách mấy ngàn năm thời gian, vậy thật ra có thể yên tâm một chút. 2222, dù sao mấy ngàn năm trôi qua, cho dù là ngày xưa có kẻ địch, nói không chừng lúc này cũng đã hóa thành bụi đất rồi. Trung Quy không đến mức những kẻ địch đó có thể dễ dàng sống mấy ngàn năm chứ. Nhưng cái này cũng không phải không có khả năng, nhưng theo hắn thấy, điều này có chút khó có thể tin cho dù là mình bây giờ cảnh giới đại tông sư thẩm trường thanh cũng không thể cam đoan mình có thể sống 200 năm hay không nếu mấy ngàn năm nói không chừng thân thể cũng mục nát rồi tuy nói càng là tồn tại mạnh mẽ thân thể càng khó có thể mục giữa hủy diệt nhưng hắn cũng không xác định mình sau khi chết thân thể thật có thể tồn tại mấy ngàn năm mà không mục nát âm thầm lắc đầu mang cách nghĩ không thực tế vứt đi sau đó thẩm trường thanh nói nếu ta không nhìn lầm di các chủ hẳn là đã đến trình độ tông sư tuyệt đỉnh rồi nhỉ không biết trong di chỉ thượng cổ rốt cuộc là có huyền diệu như thế nào có thể làm người ta đến mức như thế phương diện tinh thần tăng lên cũng là thứ hắn bức thiết cần mười con yêu ma cấp cao mới khiến mình từ thần hồn bậc hai miễn cưỡng đột phá đến bậc bảy thẩm trường thanh hầu như có thể tưởng tượng tăng lên sau bậc bảy rốt cuộc là cần bao nhiêu năng lượng mới được thần hồn giống với chân ý của cảnh giới tông sư càng về sau tăng lên mỗi một bậc tiêu hao đều không phải phía trước có thể sánh bằng mười con yêu ma cấp cao có thể khiến thần hồn bậc hai đến bậc bảy nhưng đã tới bậc bảy về sau mà nói 10 con yêu ma cấp cao, có thể chỉ khiến thần hồn đến bậc 8 bậc 9 mà thôi. Nhưng mà, muốn tìm 10 con yêu ma cấp cao, khó khăn không phải lớn bình thường. Cho nên nếu về sau muốn tăng lên thần hồn, hắn phải xuất phát từ nơi khác. Tuy bây giờ Trấn Ma Ti cùng với các tông đều sẽ cung cấp yêu tà cho mình, nhưng các yêu tà đó đều rất nhỏ yếu. Ngày thường có thể cung cấp không ít giá trị giết chóc, muốn nói tăng lên thần hồn, vậy không có khả năng gì. Chỉ nói quỷ quái cấp sát. Muốn nói thần hồn bậc 7 đến bậc 8 mà nói, thẩm trường thanh đánh giá, ít nhất cũng cần giết một vạn con quỷ quái cấp sát mới có khả năng này dù sao cảnh giới hắn bây giờ mà nói so sánh với quỷ quái cấp sát có ba cảnh giới chênh lệch bởi vậy muốn tăng lên cũng không dễ dàng như vậy lại nhìn dịch ninh nói bản thân thượng cổ đã có tồn tại mạnh mẽ nói không chừng trong gì chỉ thực lưu lại một số thứ nào đó có thể tăng lên thần hồn nói đến cùng thần hồn khó tu đó là chuyện không thể nghi ngờ thượng cổ có thể có cường già đi đến một bước này thậm chí là vượt qua cảnh giới đại tông sư, như vậy nhất định là tồn tại một số phương pháp nào đó, hoặc là có được một số trí bảo nào đó, có thể khiến lực lượng thần hồn được tăng lên. Bằng không, nếu chỉ cần dựa vào khổ tu, thẩm trường thanh tuyệt không tin. Nghe vậy, dịch ninh nở nụ cười. Trong di chỉ thượng cổ thứ có thể tăng lên tinh thần lực rất nhiều, chỉ là di chỉ thượng cổ càng quý giá, phiêu lưu trong đó càng lớn. Ta từng kiến thức mấy di chỉ thượng cổ đáng sợ, tông sư đỉnh phong đi vào, một cái vô ý chính là kết cục chết mất xác nếu không đoán sai những gì chỉ đó chỉ sợ sẽ là để lại cho đại tông sư thẩm trấn thủ nếu thật có hứng thú không bằng ta dẫn người đi qua thực có cái gì vậy chia hai tám người tám ta hay như thế nào nói đến về sau dịch ninh lộ ra nụ cười mọi người đều hiểu đụng tới di chỉ thượng cổ mạnh mẽ hắn là đã sớm muốn đi nhưng rất nhiều thời điểm đều bởi vì nguyên nhân thực lực của mình không thể không chùn bước một lần trước dịch ninh cũng là nhìn chúng thực lực của thẩm trường thanh mới sẽ mở lời mời ngại là đối phương chứng mắt chỉ đành tự mình kiên trì đi may mắn là hắn chưa ngã xuống ở trong di chỉ, ngược lại là từ bên trong đạt được lợi ích, trực tiếp tấn thăng đến cấp bậc tông sư tuyệt đỉnh. Một lần này, nếu Thẩm Trường Thanh đồng ý cùng mình tiến vào di chỉ thượng cổ, dịch Ninh cảm giác hắn là sắp kiếm lớn rồi. Những di chỉ đó, cho dù là mình chỉ chiếm hai thành, lợi ích cũng là khó có thể tưởng tượng. Đề nghị của Dịch Ninh, Thẩm Trường Thanh chưa lập tức đáp ứng, mà là tự hỏi một chút, không hề nghi ngờ. Nếu đối phương nói là thật, như vậy trong di chỉ thượng cổ, thực có khả năng tồn tại thứ khiến thần hồn mình tấn thăng nói thật có các nơi cung cấp yêu tả hắn muốn tiến một bước dung hợp thần tiêu kim thân căn bản không phải vấn đề gì nhưng phương diện thần hồn theo không kịp không có cách nào đi tùy ý dung hợp thần hồn bậc bảy khống chế thân thể thần tiêu kim thân bậc mười đã là cực hạn nếu là thân thể lại làm ra đột phá như vậy cường độ thân thể sẽ trực tiếp vượt qua thần hồn nắm giữ đến lúc đó thực lực đừng nói tăng bao nhiêu có thể không ngã đau đã không tệ rồi cho nên thần hồn tăng trưởng trở thành chuyện cấp bách trước mắt của thẩm trường thành, chỉ có thần hồn trưởng thành thực lực bản thân mới có thể tiến một bước lột xác tới một cấp bậc mạnh hơn nữa nếu không thần hồn sẽ là một hạn chế thật lớn chỉ tự hỏi một hồi hắn đã nghĩ thông lợi hại trong đó trực tiếp gật đầu đồng ý được nếu là gì các chủ nói không sai ta bên này cũng không có vấn đề gì dựa theo ước định thu hoạch trong di chỉ thượng cổ người ta chia hai tám là được vậy thì tốt được đối phương đồng ý nụ cười trên mặt dịch ninh càng tươi hơn nữa hắn nhìn chằm chằm các di chỉ thượng cổ mạnh mẽ kia đã rất lâu rồi bản thân muốn đi vào bên trong đạt được cơ duyên trong đó, lại chịu giới bởi thực lực của mình mà không có cách nào. Nhưng mà, mình không vào được, Dịch Ninh lại lo lắng các di chỉ thượng cổ đó bị người khác phát hiện. Loại cảm giác đó, giống như mình mang theo bên người một cái dương chứa tài bảo, khóa dương mình không có cách nào mở ra, không lấy được tài bảo bên trong, nhưng lại sợ cái dương mất đi, tài bảo rơi vào trên tay người khác. Như vậy, hắn liền có chút khó chịu. Trước mắt thẩm trường thanh đồng ý thăm dò, mọi chuyện liền dễ xử lý hơn rất nhiều. Lấy thực lực của đối phương, hung hiểm của các di chỉ thượng cổ kia, nghĩ hẳn cũng không phải vấn đề gì lớn. Chuyện này quyết định như vậy đi, đúng rồi, dịch các chủ đột nhiên đến thành phá sơn, chỉ là vì tìm ta tìm kiếm di chỉ thượng cổ hay sao? Người xem ta cái trí nhớ này, thiếu chút nữa quên việc chính. Trải qua nhắc nhở, dịch ninh vỗ mạnh đầu mình một cái, lúc này mới nhớ ra mình đến thành phá sơn vốt cuộc là vì cái gì. Chuyện di chỉ thượng cổ có chút hương phấn, suýt nữa đã quên chuyện quan trọng thật sự. Nhìn thấy bộ dáng đối phương, trong lòng thầm trường thanh khẽ giật mình. Hắn cho rằng dịch ninh tới nơi này, thực chỉ là đơn thuần vì chuyện di chỉ mà thôi nhưng nhìn từ bây giờ đối phương còn có mục đích khác lúc này nụ cười trên mặt dịch ninh thu liễm hiếm thấy lộ ra biểu cảm nghiêm nghị thẩm chấn thủ trong khoảng thời gian này phủ nam u là có không ít thiên tai xuất hiện chuyện thiên tai dịch các chủ nếu là ở phủ nam u mà nói nghĩ hẳn không thể không biết nhỉ thẩm trường thanh thuận miệng trả lời một câu ngay sau đó hắn lại như nghĩ tới cái gì chẳng lẽ dịch các chủ biết nguyên nhân thật sự thiên tai xuất hiện quả nhiên dịch ninh không trả lời ngay mà là khẳng định nói một tiếng hắn trước đó vẫn luôn ở lại bên trong di chỉ thượng cổ đối với thiên tai của phủ nam u thật ra là không có một chút hiểu biết nào chỉ là nhìn thấy một số việc mới dẫn tới suy đoán như vậy mà thôi hôm nay nhận được trả lời xác thực liền chứng thật suy nghĩ trong lòng nếu ta không đoán sai thiên tai bắt nguồn từ thích ma ha thích ma ha thẩm trường thanh nhíu mày sắc mặt có chút cổ quái nếu thiên tai là bắt nguồn từ thích ma ha thiên hạ minh một bên đó thiên tai kịch liệt hơn rất nhiều hắn không có đạo lý làm chuyện giết địch tám trăm tự tổn hại một ngàn một ngày thiên tài bắt nguồn từ thích ma ha không phải không có khả năng nhưng mà thích ma ha ăn no rừng mỡ đưa tới thiên tài đánh tám mươi gậy hắn thật sự là không nghĩ ra mục đích đối phương làm như vậy là cái gì xịt ninh nói thẩm chấn thủ có từng nghe nói khí vận phong thần hay không không có thẩm trưởng thanh lắc đầu rất dứt khoát khí vận phong thần hắn chưa từng nghe trái lại tín ngưỡng phong thần từng nghe một ít ở cùng lúc trả lời đối phương hắn cũng đang nghĩ hai thứ có phải có liên hệ gì hay không xịt ninh nhìn đối phương một cái thật sâu hắn không cảm thấy thẩm trường thanh không biết tin tức khí vận phong thần đối phương có thể đột phá đại tông sư khẳng định là đạt được truyền thừa của di chỉ thượng cổ mạnh mẽ truyền thừa có thể làm người ta đột phá đại tông sư sao có thể không có đôi câu vài lời liên quan khí vận phong thần nhưng đối phương phủ nhận dịch ninh trong lúc nhất thời cũng không thể xác định thật giả chỉ là thật giả cũng tốt quan hệ không lớn với hắn cho nên chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt tiếp tục mở miệng khí vận phong thần theo ta hiểu biết chính là một phương pháp cường giả thượng cổ ở sau khi tiến vào cảnh giới đại tông sư hướng lên trên đột phá phương pháp này có một điều kiện tiên quyết đó là bản thân chính là chủ một phương thế lực sau đó tiêu hao khí vận trụ thế lực bản thân do đó để bản thân được tiến một bước lột xác nhưng cái này có quan hệ gì với thiên tai thẩm trường thanh ở thời điểm tiêu hóa nội dung trong lời nói của đối phương lại hỏi ra một cái vấn đề dịch ninh nói thẩm trấn thủ có điều không biết khí vận hư vô mờ mịt nhưng có một cái khái quát tổng đó là mệnh số giống như một quốc gia Quốc vận hưng thịnh, tự nhiên là mưa thuận gió hòa, không có bất cứ tai kiếp gì. Nếu quốc vận suy sụp, quốc gia liền thiên tai liên tục, nhân họa nổi lên khắp nơi, tới cuối cùng sụp đổ. Nói đến cùng, khí vận nếu hao tổn quá nhiều, sẽ dẫn tới các loại tai kiếp. Khí vận hao tổn, sẽ dẫn tới các loại tai kiếp. Lời của Dịch Ninh làm vẻ mặt Thẩm Trường Thanh biến đổi, hắn lập tức hiểu ý tứ trong lời của đối phương. Dịch các chủ là nói, phủ Nam U xuất hiện thiên tai là vì thích Ma Ha đang tiêu hao khí vận. người nói đúng thiên tài của phủ nam u thật là bởi vì thích ma ha tiêu hao khí vận dịch ninh khẽ gật đầu sau đó nói tiếp hắn tiêu hao khí vận của thiên hạ minh khiến bản thân đạt được đột phá mà hôm nay thiên hạ minh chiếm cứ hai phần năm phủ nam u một khi khí vận thiên hạ minh hao tổn nghiêm trọng toàn bộ phủ nam u đều sẽ bị lan đến đây là nguyên nhân vì sao phủ nam u có thiên tai xuất hiện thiên hạ minh một bên đó thiên tai lại càng thêm nghiêm trọng trước mắt thích ma ha tuy đột phá thành công khiến thiên tai tạm thời ngừng lại nhưng khí vận tiêu hao khó có thể bù lại Kế tiếp chỉ sợ thiên tai sẽ liên tục xuất hiện, thẳng đến khí vận sau đó khôi phục mới có thể hoàn toàn dừng lại. Nghe vậy, thẩm trường thanh nhíu chặt lông mày. Dựa theo cách nói của Dịch Ninh, Thích Ma Ha đã đột phá thành công. Hơn nữa, kế tiếp còn có nhiều thiên tai hơn xuất hiện. Tin tức này có thể nói là một tin tức tệ đến không thể tệ hơn nữa. Dịch các chủ làm sao xác định Thích Ma Ha đã đột phá thành công? Thích Ma Ha cho dù là đột phá thành công, hắn rất tò mò. Dịch Ninh là làm sao biết được? Tính đến nay, Thiên Sát Vệ cũng chưa có tin tức gì truyền đến tin tức của vị các chủ nội vụ các này không lẽ so với thiên sát vệ còn linh thông hơn nghe vậy Dịch ninh cười khổ thực không dám giấu cửa vào di chỉ của ta lần này chính là tới gần vạn phật tông một bên đó mới vừa ra liền gặp được hiện tượng lạ thích ma ha đột phá cho nên ta mới ngay lập tức đến thành phá sơn thông báo thích ma ha sau khi đột phá thực lực không phải là đại tông sư có thể so sánh đặt ở trong yêu tà nhất tộc cũng là tồn tại tương đương với đại yêu trong trấn ma ti có thể vững vàng áp chế thích ma ha một bậc có lẽ cũng chỉ có đông phương chiếu thì ra là thế, bạn đang xem nhân tộc chấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Trong lòng thầm trường thanh bỗng buông lòng, hắn cho rằng thích ma ha sau khi đột phá sẽ mạnh đến một trình độ kinh người thế nào. Nhưng theo cách nói của dịch ninh, chỉ là tương đương với đại yêu mà thôi, còn là đại yêu không bằng đông phương chiếu. Nếu thật như vậy, uy hiếp của thích ma ha cũng không phải quá lớn. Luận tới thực lực, không phải thầm trường thanh cuồng vọng, hắn cảm thấy dưới tình huống mình ra hết con bài chưa lật, đông phương chiếu quả thật không nhất định đã là đối thủ của mình nếu thích ma ha không bằng đông phương chiếu vậy cũng không có khả năng chống lại mình cũng có một vấn đề thực lực thích ma ha chỉ là dịch ninh tính ra không phải trăm phần trăm chuẩn xác nhưng đối phương quanh nam gia và các di chỉ thượng cổ đối với cường giả cảnh giới bậc này có một sự hiểu biết cũng không phải là chuyện kỳ quái lại nói bản thân tuy có thể ở lúc đại tông sư thực lực mạnh mẽ so với đại yêu bình thường thẩm trường thanh cũng không cho rằng người khác cũng có thể làm tới một bước này hắn nội tình thâm hậu là có bảng điều khiển tồn tại trừ phi Thích Ma Ha cũng có được bảng điều khiển, nhưng khả năng này hầu như bằng không. Đối phương thực có bảng điều khiển, không có khả năng bây giờ mới miễn cưỡng đột phá giới hạn đại tông sư. Cho nên, cho dù là Thích Ma Ha đột phá đến một cảnh giới khác, Thẩm Trường Thanh cũng không lo lắng quá nhiều, lấy hoàn cảnh thần tiêu kim thân bậc 10 viên mãn của mình, chấn áp một người vừa mới đột phá, nghĩ hẳn là không có vấn đề lớn. Đúng rồi, cảnh giới đó tên là gì? Hình như tên là lĩnh vực đi. Sịch Ninh phục hồi tinh thần lại, không khỏi nói một câu. Hắn vốn tưởng mình để lộ ra tin tức thích ma ha đột phá, sẽ làm đối phương phi thường chấn động, thậm chí còn sinh ra kiêng kỵ sợ hãi. Nhưng mà, dịch ninh thất vọng rồi. Từ đầu tới cuối, hắn đều chưa ở trên người thẩm trường thanh nhìn thấy một chút cảm xúc nào như vậy. Hơn nữa, ở lúc mình nói ra thực lực của thích ma ha, đối phương thế mà còn có loại cảm giác như chút được cánh nặng. Có ý tứ gì? Không lẽ thích ma ha có thể so với đại yêu, còn không đủ để khiến hắn kiêng kỵ? Hay là nói, thực lực vị trấn thủ sứ phủ Nam U này không đơn giản như bề ngoài? Dịch ninh lâm vào trầm ngâm. Hắn phát hiện, mình một lần này sau khi tiến vào di chỉ thượng cổ vài lần rồi ra thế giới cũng như biến dạng rồi trước kia sinh ninh cho rằng không ngừng tiến vào di chỉ thượng cổ khiến thực lực bản thân nhanh chóng tăng trưởng có thể vượt qua người khác một mảng lớn nhưng đợi tới lúc thật sự trở về mới kinh ngạc phát hiện mình chẳng những chưa vượt qua người khác một mảng lớn ngược lại là bị người khác vượt qua một mảng lớn muốn nói không bực bội đó là giả nhưng mà tâm tính dịch ninh tốt xấu gì cũng mạnh cảm xúc này chỉ là vừa mới dâng lên không bao lâu đã bị hắn đánh tan rồi một bên khác thẩm trưởng thanh cũng nghĩ đến câu trả lời trước đó nghe được lĩnh vực chỉ từ trên hai chữ này hắn có thể nhìn ra rất nhiều thứ đối với cái gọi là cảnh giới lĩnh vực cũng có không ít phán đoán nếu giết thích maha có khả năng khiến khí vận phủ nam u tiêu hao trở về do đó giải quyết vấn đề thiên tai hay không thẩm trưởng thanh đột nhiên nảy ra ý tưởng hỏi nghe vậy dịch ninh không khỏi ngây người chém giết thích maha có thể hóa giải thiên tai phủ nam u hay không thật ra ta cũng không thể trăm phần trăm khẳng định bởi vì từ trong di chỉ thượng cổ đạt được tin tức cũng đều là không được đầy đủ. Có rất nhiều thứ, nói thật, đều là cá nhân ta góp lại suy tính ra mà thôi. Dịch Ninh không quá tự tin trả lời. Hắn biết thiên tai phủ Nam U là thích ma ha chế tạo ra. Nhưng mà, sau khi chém giết thích ma ha, sẽ giảm bớt thiên tai hay không, vậy thì không biết. Hơn nữa, chém giết một vị cường giả lĩnh vực cảnh, lại há là chuyện dễ dàng như vậy. Lĩnh vực cảnh, đó là tương đương với đại yêu của yêu tà nhất tộc, chấn thủ sứ cấp tôn trong chấn ma ti. Nếu thực lực của thầm trường thanh đủ mạnh, có lẽ có thể đánh bại đối phương, nhưng muốn nói chém giết, vậy thật sự là quá khó khăn. Nhưng, trong lòng đối phương rốt cuộc nghĩ như thế nào, Dịch Ninh cũng không dám xác định. Điều hắn có thể làm, chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Thẩm trường Thanh chưa lập tức đáp lời, đang yên lặng cân nhắc lời mới vừa nghe được. Chém giết thích ma ha, chưa chắc có thể giảm bớt thiên tai phủ Nam U. Nhưng mà kệ có thể giảm bớt hay không, thích ma ha đều nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không, tùy ý đối phương tiếp tục lại một lần nữa tiêu hao khí vận của phủ Nam U mà nói, như vậy toàn bộ phủ nam u đều có khả năng bị thiên tai tàn phá sau đó hóa thành một vùng tuyệt địa tới giờ phút này hắn coi như hiểu thích ma ha chịu đủ vất vả muốn sáng tạo thiên hạ minh muốn đánh hạ phủ nam u mục đích là gì mục đích chính là vì luyện hóa khí vận do đó làm được khí vận phong thần đặt chân lĩnh vực cảnh sau đó thẩm trường thanh lại nghĩ một chút nếu nói thích ma ha có thể luyện hóa một bộ phận khí vận phủ nam u sau đó đặt chân lĩnh vực cảnh như vậy cổ huyền cơ làm tần hoàng nắm giữ toàn bộ khí vận đại tần vì sao lại không luyện hóa khí vận chứ một bộ phận khí vận phủ nam u có thể khiến thích ma tấn thăng cái gọi là lĩnh vực cảnh nếu có thể mang toàn bộ khí vận đại tần luyện hóa chỉ sợ là có thể trực tiếp tấn thăng đến một cấp bậc tuyệt đối đáng sợ nhỉ nhưng như là thích ma ha như vậy chỉ luyện hóa một bộ phận khí vận đã khiến phủ nam u thiên tai nổi lên khắp nơi nếu luyện hóa khí vận toàn bộ đại tần chỉ sợ thiên tai to lớn kia lan đến sẽ không chỉ địa bàn đại tần đến lúc đó dân chúng thương vong khó có thể đo đếm đại tần cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát hơn nữa khí vận thật ra không phải muốn luyện hóa thì luyện hóa phương diện này hẳn là còn có một chút hạn chế ta không biết mới đúng thẩm trường thanh chuyển động suy nghĩ đối với thuyết khí vận hắn cũng chỉ là bằng vào suy đoán của mình để phán đoán mà thôi hỏi dịch ninh hiển nhiên là không có đáp án gì nhưng có một điểm có thể khẳng định khí vận không phải muốn luyện hóa thì luyện hóa bằng không cổ huyền cơ có thể luyện hóa một ít khí vận để bản thân được đột phá đột phá thành công tuổi thọ nhất định sẽ có tăng trưởng ý niệm hạ xuống thẩm trường thanh nhìn về phía dịch ninh dịch các chủ đã đến thành phá sơn không bằng trước hết lưu lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian đợi ta xử lý xong chuyện thiên hạ minh người ta lại cùng nhau tới di chỉ thượng cổ không thành vấn đề thẩm chấn thủ tự sắp xếp là được dịch ninh khoát tay một bộ dáng không thèm để ý hắn mới từ di chỉ thượng cổ đi ra bản thân cũng không tính lập tức đi vào cho dù là lừa của đội sản xuất cũng phải có thời điểm nghỉ ngơi tuy thực lực tăng lên rất quan trọng lại không có khả năng mỗi giờ mỗi khác đều ở trong di chỉ thượng cổ như vậy dịch ninh cảm giác mình phải điên rất nhanh thẩm trường thanh bảo người sắp xếp cho dịch ninh một chỗ ở bản thân vẫn như cũ ở lại trong đại điện dịch ninh nói thích maha đã đột phá thành công vậy hắn chưa chắc sẽ tuân thủ ước hẹn một năm nếu ta là thích maha như vậy ở sau khi ta đột phá điều ngươi lập tức muốn làm chính là điều động lực lượng thiên hạ minh đến công quy mô lấy thế xét đánh không kịp vương tai lấy thành nam hải trước rồi nói tiếp đợi tới lúc quân tiên phong chỉ thẳng thành phá sơn chấn ma ti lại nào có thể ngăn cản ánh mắt hắn lóe lên cách làm như thế là căn cứ điều kiện tiên quyết bản thân chỉ là đại tông sư bình thường nếu không phải như vậy tính toán của thích ma hà liền phải thất bại nhưng mặc kệ như thế nào thành nam hải làm tiền tuyến giáp giới với thiên hạ minh khẳng định là đứng mũi chịu sào bản thân thẩm trường thanh chính là một người không nói quy củ cho nên ở trong mắt hắn người khác cũng chưa chắc sẽ để ý quy củ gì vốn ở sau khi thần tiêu kim thân viên mãn hắn đã có ý nghĩ ra tay đối với thiên hạ minh chỉ là bị thiên tai tạm thời bám chân mà thôi nhưng bây giờ thẩm trường thanh không tính kéo dài thời gian nữa thiên hạ minh là một khối u ác tính thích ma ha càng là khối u ác tính trong khối u ác tính tuy nói thực lực của đối phương lại tăng lên hắn cũng không có gì kiêng kỵ nhưng nói đến cùng vẫn là một cái tai họa ngầm mang tai họa ngầm giải quyết tốt hơn để ở nơi đó nói không chừng khi nào sẽ bùng nổ người đâu thẩm trường thanh lạnh lùng quát một tiếng vừa dứt lời ngoài đại điện liền có người đi đến trấn thủ đại nhân có gì phân phó bảo hình dịch tới đây một chuyến vâng không đến một khắc đồng hồ hình dịch vội vã chạy tới chấn thủ đại nhân tìm ta là có gì phân phó giúp ta hạ một phần chiến thư chiến thư vẻ mặt hình dịch ngần ra hắn phản ứng đầu tiên chính là hạ chiến thư cho ai trước mắt người phủ nam u có thể hạ chiến thư hình như không có ai nữa nhỉ thẩm trường thanh nói thiên hạ minh thích ma ha à vẻ mặt hình dịch hơi thay đổi hắn không ngờ đối tượng đối phương muốn hạ chiến thư lại là thích ma ha phải biết rằng hai người sớm ở mấy tháng trước đã tính là lập chiến thư rồi chỉ là thời gian ước định ta một năm sau mà thôi trước mắt cách kỳ hạn một năm còn có mấy tháng thời gian mới đến thẩm trường thanh nói mùng một tháng bảy bổn tọa và hắn ở núi thánh phật ngoài thành nam hải chiến một trận người thắng sống kẻ thua chết tại hạ lĩnh mệnh hình dịch sau khi hít thật sâu liền cúi đầu đáp đi đi thẩm trường thanh phất phất tay bảo đối phương lui ra ngay sau đó hắn cũng rời khỏi đại điện về tới trong chỗ ở của mình mùng một tháng bảy sắp xỉ còn có khoảng mười ngày thời gian hắn cũng không vội lập tức chạy qua có được thần thông giúp địa thành thốn Thật muốn đi qua thành Nam Hải bên đó cũng không cần thời gian quá dài. Ở trước đó, điều Thẩm Trường Thanh phải làm chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, để bản thân tới một trạng thái đỉnh phong để ứng đối một trận chiến kế tiếp. Sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực. Huống chi thích Ma Ha đã là cái gọi là cường giả lĩnh vực cảnh, mạnh hơn đại tông sư tầm thường rất nhiều. Đối chiến cường giả cỡ này, hắn bề ngoài tuy không thèm để ý, nhưng trong lòng lại rất trịnh trọng. Động tác của hình dịch rất nhanh. Ở sau khi Thẩm Trường Thanh dặn dò công việc, lập tức để thiên sát vệ mang tin tức truyền ra không đến năm ngày thời gian đã có thiên sát vệ đi lên núi phật trường tới trong đại hùng bảo điện của vạn phật tông nhìn quét cường giả vạn phật tông cùng với thích ma ha phía trước trong lòng la hình thừa nhận áp lực rất lớn giờ phút này thích ma ha nhìn người trước mặt giọng nói bình thản người của thiên sát vệ đến vạn phật tông của bồn tọa chẳng lẽ là thật sự không sợ chết sao trong lời nói đơn giản bình tĩnh ẩn chứa vô thượng uy thế khiến xương khớp la hình vang lên răng rắc, cái chán toát ra mồ hôi lạnh có nháy mắt hắn cũng có loại xúc động trực tiếp quỳ xuống nhưng nghĩ đến thân phận của mình la hình mạnh mẽ chống đỡ áp lực này miễn cưỡng làm tới trình độ mặt không đổi sắc gần từng tiếng nói hai quân giao chiến không chém sứ giả ta chính là tới mang đến chiến thư miệng cho quý tông chiến thư vẻ mặt thích ma ha có một phần dao động trưởng lão khác của vạn phật tông đã có không ít người trợn mắt nhìn tự mình đến vạn phật tông hạ chiến thư đó là đang khiêu khích vạn phật tông nếu không phải có thích ma ha bọn họ đã trực tiếp ra tay tiêu diệt la hình không sai la hình ở sau khi nói ra hai chữ chiến thư nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều. Khẩu dụ thầm chấn thủ, mùng 1 tháng 7, hẹn thích tông chủ ở núi Thánh Phật chiến một trận, người thắng sống kẻ thua chết. Trầm mặc, trầm mặc như chết, bạn đang xem nhân tộc chấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Thích ma hà mí mắt sụp xuống không nói, người khác cũng đều không nói gì. La hình đứng ở nơi đó, cố gắng ổn định tâm thần, lặng lặng chờ đợi đối phương trả lời. Sau một lúc, trong miệng thích ma ha thốt ra một chữ, được. Tại hạ đã chuyển lời xong, cáo từ. La hình ôm quyền nói xong, Điền trực tiếp xoay người rời đi. Bước chân hắn không nhanh không chậm, lưng thẳng tắp đi về phía bên ngoài đại hùng bào điện, cho dù là cảm nhận được lượng lớn ánh mắt giống như châm chọc nhìn chăm chú phía sau, cũng chưa quay đầu nhìn. Đợi tới sau khi rời khỏi đại hùng bào điện, loại cảm giác đó mới biến mất không thấy. Không dừng lại, La Hình trực tiếp rời khỏi núi Phật Trường, trở về phục mệnh. Trong đại hùng bào điện, có trưởng lão mặt lộ lửa giận, chấn ma ti quá càn dỡ rồi, thế mà dám ở lúc này hạ chiến thư, hơn nữa còn đặt địa điểm ở núi Thánh Phật. Núi Thánh Phật, đó là ngọn núi tương đối nổi tiếng của phủ Nam U. Vạn Phật Tông từng muốn đặt địa chỉ ở núi Thánh Phật nơi đó, về sau bởi vì một số nguyên nhân nào đó, mới trở thành núi Phật Trường. Nhưng mặc kệ như thế nào, núi Thánh Phật đều dễ dàng làm người ta liên tưởng đến Vạn Phật Tông. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh trực tiếp đặt địa điểm chiến đấu ở chỗ núi Thánh Phật, rõ ràng là muốn đánh vào mặt Vạn Phật Tông. Không cần nổi giận, núi Thánh Phật cũng tốt, hay là nơi nào cũng thế, đối với Thiên Hạ Minh ta đều không có bất cứ ảnh hưởng gì, Thẩm Trường Thanh hắn đã dám đến khiêu chiến, vậy bổn tọa liền cho hắn cơ hội này giết hắn phủ nam u liền không có thế lực nào có thể ngăn cản bước chân thiên hạ minh ta thích ma ha thản nhiên mở miệng hắn vốn là tính ra tay với trấn ma ti lúc này thẩm trường thanh đến hạ chiến thư vừa lúc hợp tâm ý mình chỉ là thích ma ha không quá rõ là đối phương rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin thế mà dám ở lúc này đến hạ chiến thư với mình bên trong nói không chừng còn có âm mưu nào tồn tại nhưng hắn cũng không quá lo lắng bất cứ âm mưu quỷ kế nào đều phải có thực lực làm cơ sở bản thân luyện hóa khí vận thiên hạ minh tiếp đó tấn thăng cường ra lĩnh vực cảnh trong thiên hạ người có thể chống lại mình đã là không có mấy ai bên trong mấy người đó tuyệt đối không bao gồm thẩm trường thanh thực lực của đối phương thích ma ha rất rõ chỉ là cảnh giới đại tông sư mà thôi hắn không tin đối phương cũng có thể giống như mình đột phá đến lĩnh vực cảnh cho dù là có phương pháp đột phá thẩm trường thanh cũng chỉ là chấn thủ sứ phủ nam u mà thôi lệ thuộc triều đình đại tần căn bản không có tư cách luyện hóa khí vận mùng một tháng bảy tin tức thẩm trường thanh ở núi thánh phật hiêu chiến thích ma ngắn ngủn vài ngày thời gian đã hoàn toàn truyền lưu ra ngoài. không chỉ một mình phủ nam u, cho dù là phủ khác, một số kẻ tin tức linh thông cũng đã biết chuyện này. nháy mắt, giang hồ chấn động, có không ít người đều ngay lập tức chạy tới thành nam hải một bên đó, chỉ vì tận mắt thấy một trận chiến sau đây. hôm nay tin tức thích ma ha thật sự đột phá lĩnh vực cảnh còn chưa hoàn toàn truyền ra. theo người khác thấy, một trận chiến núi thánh phật chính là một hồi quyết chiến của hai vị đại tông sư đương thời. nếu có thể tận mắt thấy, nói không chừng có thể từ trong đó đạt được một ít cảm ngộ trải sẵn con đường cho mình ngày sau đột phá. Chính bởi vì như thế, những người này mới có thể đuổi cũng không đi như thế. Thẩm Trường Thanh kêu chiến thích Ma Ha, nghe nói đoạn thời gian trước, Vạn Phật Tông bên kia truyền đến hiện tượng lạ, có khả năng là thực lực thích Ma Ha lại đột phá, hắn lúc này khiêu chiến, sẽ quá mức mạo hiểm hay không? Trong hoàng cung, Cổ Huyền Cơ nhìn tình báo bên trên, thản nhiên nói, ngồi đối diện hắn là Đông Phương Chiếu. Đoạn thời gian gần đây, đối phương có thể nói là thường xuyên vào cung, bàn bạc một ít chuyện quan trọng, chúng ta có thể đạt được chuyện hiện tượng lạ ở vạn Phật tông. Thẩm Trường Thanh thân là chấn thủ sứ phủ Nam U, không có khả năng không rõ tin tức này, nhưng hắn vẫn có gan khiêu chiến. Phương diện này nhất định là có quyết định của chính hắn ở bên trong đi. Đông Phương Chiếu khẽ lắc đầu. chuyện phủ Nam U, hắn cũng luôn chú ý, đặc biệt liên tục xuất hiện thiên tai, càng thu hút ánh mắt người ta. Thẩm Trường Thanh đang điều tra nơi phát ra thiên tai, hắn cũng đang điều tra. đáng tiếc, đến bây giờ cũng chưa có tiến triển quá lớn. Cổ Huyền Cơ nói, vấn đề thiên tai phủ Nam U hẳn là đến từ thích Ma đi Thích Ma Ha, bệ hạ chẳng lẽ biết cái gì? Đông Phương chiếu lộ vẻ mặt kinh ngạc, xem ra đối phương là biết một ít tin tức mình không rõ. Nghe vậy, Cổ Huyền cơ cười nhẹ, "Sao, trong thiên hạ còn có chuyện Đông Phương trấn thủ ngươi không biết? Bệ hạ nói quá lời rồi, trên đời này chuyện thần không biết nhiều lắm, bệ hạ nếu là biết, không ngại giải thích nghi hoặc đối chút cho thần." Nếu chậm không đoán sai, thiên tai của phủ Nam U, là Thích Ma Ha luyện hóa khí vận phủ Nam U dẫn tới, vị đại tông sư này không đơn giản, trên người hắn là có truyền thừa thượng cổ. Đáng tiếc thượng cổ biến mất quá nhanh chưa thể có quá nhiều truyền thừa lưu lại nếu không nhân tộc ta ở trước mặt yêu tả cũng không đến mức ở hoàn cảnh xấu cổ huyền cơ nói xong lời cuối cùng có chút bất đắc dĩ lắc đầu hắn là thật sự tiếc truyền thừa thượng cổ nếu hoàn thiện nhân tộc tuyệt đối không chỉ như thế trong lòng đông phương chiếu suy nghĩ linh hoạt luyện hóa khí vận phủ nam u ngươi cũng đừng hỏi chậm quá nhiều chậm chỉ là biết một ít tin tức giải rác mà thôi nếu cụ thể ngươi cũng đừng hỏi bên trong trấn ma ti ngươi hẳn là có không ít người quanh nam ra vào các gì chỉ thượng cổ nếu có rảnh ngươi có thể đi hỏi một chút nói không chừng có thể đạt được một ít tin tức cổ huyền cơ ngắt lời đối phương thấy vậy đồng phương chiếu cũng không hỏi nữa chuyện phù nam u trái lại có thể tạm gác lại thẩm trưởng thanh trước mắt khiêu chiến thích ma ha nghĩ hẳn là có nắm chắc nhưng thật ra chuyện bệ hạ ngự giá thân trinh thật sự không cân nhắc một chút nữa cân nhắc cổ huyền cơ lắc đầu trên mặt lộ ra một nụ cười như là tự diễu cũng như là châm chọc ngươi cho rằng trẫm còn có thời gian cân nhắc sao đông phương chiếu trầm mặc không nói cổ huyền cơ nói Thời gian của Trẫm không nhiều nữa, thời gian của ngươi cũng không nhiều nữa, yêu tà nhất tộc đối với Đại tần ta mà nói là uy hiếp chí mạng, đại chu đám con rối của yêu tà cũng là kẻ địch của Đại tần ta. Nếu là không dọn dẹp sạch sẽ chúng, sao có thể khiến Trẫm an tâm? Nếu tùy ý cục diện như thế duy trì tiếp, đợi sau khi Trẫm chết, Đại tần chỉ sợ cũng phải hoàn toàn sụp đổ rồi nhỉ? Có chấn Ma ti, tất nhiên toàn lực duy hộ Đại tần ổn định." Đông Phương Chiếu trầm giọng nói. Nghe vậy, Cổ Huyền Cơ khẽ lắc đầu. "Có chấn Ma ti, Trẫm tự nhiên là yên tâm." nhưng cục diện trước mắt chỉ một mình chấn ma ti cũng không có sức làm được quá nhiều chẳng bằng chấm nhân cơ hội này mở mang bờ cõi cho các người, cũng tiện ra cố căn cơ đại tần ta bệ hạ đã làm ra quyết định vậy thần cũng sẽ không khuyên cái gì nữa chỉ là trước mắt man tộc uy hiếp còn đó nếu là bệ hạ ngự giá thân trinh man tộc một bên đó chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy đông phương chiếu nói bây giờ kẻ địch của đại tần không chỉ là yêu tà cùng đại chu đơn giản như vậy đại lương cùng đại việt tuy có thể phái binh hỗ trợ nhưng cảnh nội hai thế lực cũng có yêu tà tàn phá, không có khả năng thật sự dốc hết toàn lực giúp đỡ. Nếu không, rất dễ dàng hậu viện bốc cháy. Man di nho nhỏ, chỉ là bệnh ngoài da, nếu không phải có nguyên nhân khác, chậm ngày xưa đã sớm đập diệt man hoang, mang toàn bộ man tộc đều giết sạch, nào đến mức để bọn chúng có cơ hội đến phủ đại hoang của ta dương oai nữa. Ánh mắt của Huyền Cơ lạnh đi vài phần, trên người có khí thế cường đại phát ra. Đối với man tộc, hắn từ trước tới giờ đều chưa từng đặt vào mắt. Từ khi đại tần thành lập tới nay, man tộc đã bị đánh chỉ có thể co đầu rút cổ man hoang trước kia mặc dù có xâm phạm biên cảnh nhưng trả giá thường thường vượt xa thu hoạch nếu không phải các phương diện nhân tố kiềm chế lấy thực lực đại tần đã sớm tiêu diệt man tộc còn để đối phương nhảy nhót đến bây giờ nói đến phía sau sự lạnh lùng trong mắt cổ huyền cơ thu liễm vài phần giọng nói một lần nữa khôi phục bình tĩnh man tộc không phải vấn đề một trận chiến phủ nam u thế cục cũng nên trở nên xám sủa nếu là chấn ma ti thắng có thể cân nhắc để hắn tới phủ đại hoang một bên đó chủ trì đại cục một vị đại tông sư tọa chấn là sự chấn nhiếp không nhỏ nghĩ hẳn man tộc cũng không có tư cách lật tung trời như vậy cũng được đông phương chiếu gật gật đầu để thẩm trường thanh đi chấn thủ phủ đại hoang quả thật là không có vấn đề gì nhưng đối phương có đồng ý không trái lại vẫn là một vấn đề chuyện phía sau liên xem mọi người đi nói chuyện như thế nào trực tiếp mệnh lệnh đó là không có khả năng dù sao cường giả cỡ này dùng cái gọi là mệnh lệnh đi ép người hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại một trận chiến núi thánh phật hôm nay gây ra động tĩnh không nhỏ theo người thấy trấn ma ti hay là triều đình bên này còn cần phái một ít cường giả đi qua hay không thực có tình huống gì đột phát cũng có thể xử lý đôi chút cổ huyền cơ chuyển hướng đông phương chiếu lắc đầu thần cho rằng cũng không cần đại tông sư quyết chiến không phải người thường có khả năng nhúng tay nơi đó là thành nam hải nếu thật xảy ra vấn đề gì tự có chấn thủ xứ ra mặt giải quyết huống hồ đường xá xa xôi cho dù là chúng ta phái người đi qua cũng không nhất định có thể kịp ừm thẩm đại nhân khiêu chiến thích ma ha chúng ta hôm nay coi như là thế lực trận doanh chấn Mati lúc này nên là thời điểm biểu lộ thái độ trong thanh ngọc tông thường ấn nhìn mọi người nói dứt lời vân hĩ thản nhiên nói tông chủ nói không sai tuy mấu chốt một trận chiến này là ở thắng bại của thẩm đại nhân cùng thích ma ha nhưng thanh ngọc tông ta cũng cần biểu lộ ra một cái thái độ bất cứ một bên nào chiến bại nhất định sẽ nhấc lên chém giết hỗn loạn cho nên lão phu cho rằng thanh ngọc tông không cần đi quá nhiều người nhưng phải có thực lực đủ mạnh mọi người trầm mặc thực lực đủ mạnh cách nói như vậy tỏ ra có chút ba phải cái nào cũng được thực lực thế nào mới được cho là đủ mạnh hơn nữa bọn họ cũng rõ vân hĩ nói không phải làm bộ nếu thật thắng bại phân ra đại chiến sau đó không thể tránh né dù sao không có ai sẽ ở sau khi chiến bại trực tiếp lựa chọn đầu hàng mang mọi thứ của mình đều giao ra chiến một trận đó là tất nhiên nhìn mọi người trầm mặc vân hĩ chậm rãi nói vậy do lão phu đại biểu thanh ngọc tông qua đó đi đại trưởng lão ta là tông chủ thanh ngọc tông việc này nên là ta đi mới đúng thường ấn nói tiếp một câu nghe vậy vân hĩ lắc đầu tông chủ chính là hy vọng của thanh ngọc tông không thể dễ dàng mạo hiểm lão phu một nắm xương già cũng không có bao nhiêu năm để sống nữa nếu có thể tranh thủ cho thanh ngọc tông vài phần hy vọng coi như là tận dụng hết chức năng việc này không cần nói nữa cứ quyết định như vậy đi tại trường lão cao thượng trường lão khác đều cúi đầu đồng thời trong lòng cũng âm thầm thở phào có người đi tự nhiên liền không cần bọn họ đi nữa nói thật một trận chiến núi thánh phật đối với cho người khác mà nói xem cuộc chiến là không tệ có thể tận mắt chứng kiến cường giả cảnh giới đại tông sư chiến đấu sinh tử nhất định sẽ có không ít cảm ngộ nhưng nếu tham chiến vậy hoàn toàn khác chiến đấu loại cấp bậc đó cho dù là võ giả cảnh giới tông sư một cái không chú ý cũng có khả năng trực tiếp ngã xuống như vậy bọn họ tự nhiên không hy vọng đám người mình qua đó tình huống tương tự thanh ngọc tông ở tông môn khác cũng có xảy ra các thế lực tới hơn bách tông hội minh đều rõ đây là một lần cơ hội hướng chấn mà ti lấy lòng tương tự nếu một trận chiến núi thánh phật tông môn chỗ mình không tỏ vẻ một chút nào chưa biết chừng chấn ma ti đợi tới sau khi chấm dứt sẽ tính sổ đương nhiên cũng có một khả năng đó là thích ma ha thắng chấn ma ti chính thức rời khỏi phủ nam u nhưng khả năng này đối với tông môn thế lực từng tham gia bách tông hội minh không có ai dám đi dễ dàng đánh cược trên tường thành của thành nam hải bạn đang xem nhân tộc chấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim vân tôn nhìn về ngọn núi kia phía trước phẳng phất là một bức tượng phật thần lớn kia bề ngoài vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng ngại phức tạp không thôi từ sau khi đạt được tin tức chiến thư tâm thần hắn liền chưa từng bình tĩnh. Tuy sớm đã biết, giữa Thích Ma Ha và Thẩm Trường Thanh nhất định sẽ có một trận chiến, lại không ngờ một trận chiến này sẽ đẩy sớm như thế. Đối với Thẩm Trường Thanh có thực lực chấn áp Thích Ma Ha hay không, Vân Tôn cũng không có trăm phần trăm nắm chắc. Hy vọng đừng xuất hiện đường rẽ gì đi, nhưng vạn Phật Tông chút thời gian trước có hiện tượng lạ, rất có khả năng là thực lực Thích Ma Ha lại lần nữa tinh tiến, một trận chiến này là thật sự khó mà nói. Hắn thầm nghĩ, thực lực Thích Ma Ha tăng lên, thực lực Thẩm Trường Thanh khẳng định cũng có tăng lên chuyện đại lương và đại việt đưa tới 10 con yêu ma cấp cao tuy bí ẩn nhưng vân tôn cũng rất rõ ràng đạt được lực lượng tinh thần 10 con yêu ma cấp cao cung cấp nói không chừng khiến thực lực đối phương tăng trưởng không ít bằng không thẩm trường thanh cũng không có khả năng ở lúc này đã đi khiêu chiến thích ma Ha. rất rõ ràng người trước cho rằng thực lực của mình tăng lên có nắm chắc chấn áp đối phương người sau cũng cho rằng thực lực của mình đột phá phủ nam u không ai địch nổi nữa mỗi người đều cực kỳ tự tin cho nên công khai ở núi thánh phật quyết chiến nhưng kết quả như thế nào vân tôn không thể xác định ở sâu trong nội tâm hắn tự nhiên là hy vọng thẩm trường thanh thắng nói như thế nào nữa đối phương cũng là người của chấn ma ti trong tiểu viện thẩm trường thanh ngồi thẳng ở nơi đó trên ghế đá trước mặt có pha một ấm linh trà linh trà đối với hắn cảnh giới này mà nói đã không tạo ra được tác dụng gì không có khác biệt lớn với lá trà tầm thường nhưng có một điểm là lá trà bình thường không bằng được đó là linh trà có thể làm người ta tâm linh bình tĩnh khiến võ giả tâm như nước lạng trước sau đều bảo trì một trạng thái tốt nhất ở bên cạnh hắn hình dịch thấp giọng nói trấn thủ đại nhân ngày mai là mùng một tháng bảy thẩm trường thanh chưa đáp lời chỉ là khẽ ư ừ, coi nha đã trả lời thấy vậy hình dịch cũng không biết nên nói cái gì thành phá sơn tới thành nam hải hao phí thời gian không ngắn cho dù là tông sư toàn lực chạy đi cũng không phải một ngày có thể tới hơn nữa nếu tiêu phí nhiều sức lực chạy đi như vậy lúc đối chiến sẽ chịu thiệt cho nên hắn có chút không quá rõ thẩm trường thanh vì sao bây giờ vẫn ở lại bên trong trấn ma ti không có một chút ý tứ xuất phát không lẽ hình dịch nhìn về phía thiên khôi nằm úp sấp ở trên mặt đất thiên khôi bốn cánh hung thú mạnh mẽ tông sư đỉnh phong luận tới tốc độ mà nói quả thực không phải tông sư tầm thường có thể bằng được nhưng cho dù như thế toàn lực chạy đến thành nam hải cũng cần không ít thời gian trong lòng có nghi hoặc rất lớn nhưng hắn cũng chưa nói ra hình dịch tin tưởng đối phương không có động tác nhất định là có quyết định của mình đã thế hắn cũng không cần thiết nói nhiều như vậy thời gian trôi qua hình dịch tuy rất có lòng tin nhưng cũng có chút ngồi không yên sau đó hắn liền nói một câu cáo từ rồi rời đi đối với việc này thẩm trường thanh cũng không ngăn trở hắn đang chờ chờ một thời cơ thích hợp mười ngày mọc lên ở phương đông lượng tử khí đầu tiên trong thiên địa tự nhiên mà vậy bay xuống ngay sau đó giống như chịu một số sự dẫn dắt nào đó rơi ở trong chén trà dung hợp với linh trà khiến nước trà vốn màu xanh nhạt nhuộm vài phần màu tím uống xong một ngụm thân thể ngồi lâu bất động của thẩm trường thanh rút cục đứng lên hắn chưa thông báo bất luận kẻ nào chỉ là đơn giản bước ra một bước liền biến mất ở trong sân xúc địa thành thốn ở lúc hắn rời khỏi thiên khôi nằm úp sấp ở trên mặt đất chớp chớp mắt vẫn chưa thể nhìn ra đối phương rốt cuộc là như thế nào biến mất không thấy nữa núi thánh phật ngọn núi thần này vốn là nổi tiếng xa gần thường xuyên dẫn tới dân chúng thăm viếng hôm nay lại hội tụ một đám nhân sĩ giang hồ nếu cẩn thận nhìn có thể phát hiện nhân sĩ giang hồ ở đây tuy nhiều nhưng thực ra là chia làm ba trận doanh một là trấn mặt ti hai là thiên hạ minh cuối cùng chính là nhân sĩ giang hồ khác nghe tin tới xem náo nhiệt quan sát đại tông sư quyết đấu thẩm chấn thủ bây giờ còn chưa có tin tức sao trong trận doanh trấn ma ti vân tôn đứng khoanh tay môi hơi mấp máy liền có thanh âm thật nhỏ truyền vào trong tay người bên cạnh phí vân nghe vậy khẽ lắc đầu chưa thiên sát vệ đến nay chưa nhận được hành tung của thẩm trấn thủ phiên toái rồi vân tôn nhìn về phía trận doanh thiên hạ minh ánh mắt lạnh nhạt phi thường tông môn võ giả phe thiên hạ minh tuy nhiều nhưng cũng không được hán để ở trong lòng Chấn thủ sư cấp vương chỉ có cường giả cảnh giới đại tông sư mới có thể chống lại Đại tông sư trở xuống ở trước mặt chấn thủ sứ cấp vương không có gì khác với con kiến. Nhưng hắn biết rõ hôm nay cho dù là chấn ma ti diệt toàn bộ tông môn của thiên hạ minh cũng không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì thật sự quyết định hai bên thắng bại từ trước tới giờ đều không phải người khác mà là hai người thích ma hà và thẩm trường thanh. Thắng bại của hai người mới là mấu chốt lớn nhất. Nếu là một người bại vong như vậy bên hắn tuyệt không có bất cứ lực lượng nào để ngăn cản. Nhưng mà theo vân tôn thấy hai người một trận chiến này phân ra thắng bại hẳn là không có vấn đề gì nhưng muốn nói thật phân ra sinh tử, khả năng không lớn. Cho nên, sau khi phân ra thắng bại, chắc chắn sẽ có một hồi hỗn chiến lớn hơn nữa xuất hiện. Đến lúc đó, chính là lúc định ra quyền sở hữu phủ Nam U. Tuy nói bây giờ Thích Ma Ha cũng còn chưa tới, nhưng Thẩm Trường Thanh không đến, trong lòng hắn trước sau đều không tự tin. Dù sao, Thích Ma Ha nếu đến, Thẩm Trường Thanh không đến, nơi này không ai có thể chống đỡ được đối phương. Thích Ma Ha thực lực chưa tinh tiến, đã có thể chém giết viên cực, khiến đối phương cơ hội đào tẩu cũng không có. Hôm nay thích ma ha thực lực tinh tế lần nữa vân tôn là không có lấy một chút lòng tin để giao thủ Trình lệch của hai người đã là càng lúc càng lớn rất khó tưởng tượng trấn thủ sứ trấn áp thiên hạ có một ngày sẽ bị võ giả giang hồ dọa nhưng không có cách nào võ giả đánh vỡ cực hạn so sánh với võ giả bình thường là hai cấp bậc khác nhau thời gian trôi qua không ngừng có người đến hoặc là thuần túy vì xem cuộc chiến hoặc là phe thiên hạ minh hoặc là phe trấn ma ti chỉ là tránh chủ trước sau đều chưa xuất hiện mặt trời nhô lên cao có người đã chờ không kiên nhẫn nữa. Sao người còn chưa đến vậy? Ai biết, chờ là được. Ai, nghe thanh âm phía sau, vẻ mặt Vân Tôn không thay đổi. Đã chưa mở lời quát lớn, cũng chưa để ý cái gì. Vân Hĩ nhìn trường hợp trước mắt, trong lòng không có lo lắng, có chỉ là ngưng trọng. Hắn biết, hai người đến càng muộn, chiến đấu phía sau liền có khả năng càng thêm kịch liệt. Không biết qua bao lâu, một luồng khí tức mạnh mẽ nghiền áp xuống, khiến bầu trời cũng vì vậy thất sắc vài phần. Mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy thích mà mặc cả da trắng, dưới chân từng bước nở sen tựa như tiên thần lâm phàm chậm rãi hạ xuống nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ vân tôn nhìn đối phương trong mắt có sự kiên kỵ thật sâu thực lực của hắn thật sự càng mạnh hơn rồi trước kia nhìn thấy thích ma ha hắn còn có thể nhìn thấy một chút manh mối của đối phương hôm nay lại nhìn lại là nhìn không ra một chút sâu cặn nào giống như đối phương chính là một vực sâu không thấy đáy người thường căn bản không có cách nào nhìn thấy điểm cuối vực sâu là ở nơi nào ra mắt minh chủ ở lúc thích ma đến người phai thiên hạ minh cũng đồng loạt không mình hành lễ thanh âm chỉnh tề vang vọng núi thánh phật riêng một điểm này đã xưng được là thanh thế lớn các võ giả giang hồ đến vây xem sau khi nhìn thấy một màn này trên mặt đều có biểu cảm chấn động đây là minh chủ thiên hạ minh quả nhiên là khí độ phi phàm trong đám người trong lòng quy nguyên tử âm thầm chấn động khí chất của đối phương so với khí chất bất cứ một cường giả nào hắn từng gặp đều còn mạnh mẽ hơn rất rõ ràng đây mới là bộ dáng cường giả đứng đầu nên có nhìn thích ma ha hắn như là nhìn thấy tồn tại gì khiến người ta ngước nhìn, trong lòng không chịu khống chế dâng lên vài phần kín sợ. Ngay sau đó, Quy Nguyên Tử lại nhìn về phía phe chấn Ma Ti, hôm nay binh chủ thiên hạ minh đến đây, nhưng thẩm trường thanh vẫn như cũ chưa xuất hiện. Một bên khác, Thích Ma Ha đổi lại một tay niêm hoa trước kia, sửa thành chắp tay sau lưng, nhìn về phía phe chấn Ma Ti, thanh âm không nhanh không chậm. Thẩm trường thanh ở đâu? Thẩm chấn thủ đang trên đường đến, Thích Tông chủ cần gì phải nóng vội? Vân Tôn trầm giọng đáp lại. Trước mắt thẩm trường thanh chưa tới, hắn chính là xương sống của trận doanh chấn ma ti cho dù trong lòng rất kiên kỵ đối phương lúc này cũng không thể lùi bước nửa phần bổn tọa không có thời gian lãng phí với các ngươi một khắc đồng hồ nữa thẩm trưởng thanh không đến vậy bổn tọa trước hết đi giải quyết các ngươi dù sao sớm muộn gì cũng là một cái kết quả chỉ là trình tự khác biệt mà thôi thích ma ha thản nhiên nói nghe vậy trên mặt vân tôn hiện ra tức giận nhưng cũng chưa đi nói cái gì nữa người phe chấn ma ti đều nhìn thích ma ha một bộ dáng giận mà không dám nói gì không có cách nào cả Vân Tôn dẫn đầu cũng không nói, bọn họ cũng không dám đi nói cái gì. Vị Minh Chủ Thiên Hạ Minh này nói chuyện tuy cuồng vọng, nhưng thực lực cũng đáng sợ dọa người. Rất nhanh, thời gian một khắc đồng hồ đã trôi qua. Thích Ma Ha chậm rãi nói, xem ra Thẩm Trường Thanh là sợ mà không đánh. Hôm nay để bổn tọa thanh lý các người, sau đó lại giải quyết hắn đi. Đám người Thiên Hạ Minh phía sau nghe vậy, trong mắt đều lộ ra biểu cảm hưng phấn. Ở trong mắt bọn họ, Thẩm Trường Thanh lâu như vậy không tới, rõ ràng là sợ không dám tới. đã như vậy đó chính là thời cơ tốt tiêu diệt phe chấn ma những người này đều đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ thích Ma Ha thật sự ra lệnh một tiếng sẽ ngay lập tức ra tay những người vây xem kia thì trên mặt hiện ra tiếc nuối đáng tiếc quá đáng tiếc rồi mục đích bọn họ tới nơi này là vì quan sát hai vị đại tông sư quyết chiến mà không phải đi xem một cuộc tàn sát đơn phương nhưng vấn đề là bây giờ thẩm trường thanh không đến quyết chiến rõ ràng là không có khả năng ở lúc người khác cảm thấy tiếc nuối phe chấn ma ti lại như đối mặt đại địch thích ma hà nếu thật sự không giảng võ đức ra tay đối với đám người mình vậy chỉ có thể liều chết một phen vân tôn âm thầm điều động lực lượng rất có ý tứ đối phương vừa ra tay liền lập tức thi triển một đòn sấm xét lui ba nghìn ba trăm ba mươi ba đó là không có khả năng bạn đang xem nhân tộc trấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim ở dưới mọt ánh mắt nhìn vào mình đường đường một vị người cầm quyền trấn ma ti không đánh đã lui lan truyền ra ngoài có thể nói là thanh danh hủy hết thậm chí khiến thanh danh trấn ma ti cũng chịu ảnh hưởng ở lúc âm thầm điều động lực lượng, bờ môi của hắn mấp máy, giọng nói thật nhỏ truyền vào trong tay Phí Vân. "Thích Ma Ha vừa động thủ, người trước hết rút về thành Nam Hải, tổ chức người khác rút lui, đừng tử chiến với hắn, tránh cho thương vong người vô tội." Vân trấn thủ, Phí Vân nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ở lúc hắn đang muốn nói gì, lại nhìn thấy Vân Tôn nâng tay, ngăn cản mình tiếp tục nói. Một bên khác, vẻ mặt Thích Ma Ha lạnh nhạt, "Hôm nay là thời điểm chết của các ngươi." Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, uy thế vô song bùng nổ ra giống như sóng chiều biển lớn mãnh liệt dựng lên hướng về phe chấn ma hung hăng chấn áp xuống ầm 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 không trung bầu trời vì thế gào thét tựa như là không thừa nhận nổi uy áp đáng sợ này đúng lúc này một người đột ngột xuất hiện ở phía trước phe chấn ma tương tự có một luồng khí tức đáng sợ dâng lên hung hăng va chạm với nó giang giác hư không cũng như sụp đổ phát ra tiếng giống như thủy tinh vỡ sóng khí khủng bố hướng về bốn phương tám hướng thổi quét khiến người chung quanh tất cả đều không tự chủ được lui về phía sau thích tông chủ chẳng lẽ một lát cũng không chờ được vội chịu chết như vậy sao giọng nói bình thản vang lên truyền vào trong tai mọi người ở đây phe thiên hạ minh đều biến sắc mà phe chấn ma ti lại là mặt lộ vẻ vui mừng trên núi thánh phật võ giả mấy trận doanh toàn bộ đều hội tụ ở chỗ bình đài đỉnh núi vị trí chính giữa lại có hai người đứng thích ma ha nhìn thấy người tới ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng rốt cục có một chút dao động người rốt cuộc đến rồi đáng tiếc người không nên đến nếu không đến ngươi có lẽ không phải chết nhưng ngươi bây giờ đã đến đây như vậy hôm nay là nhất định ngã xuống khi nói chuyện khí thế trên người hắn bốc lên giống như lao thẳng vào mây trời quấy động phong vân biến sắc trên không có ánh vàng lấp lánh phát ra hóa thành một hư ảnh phật đà thật lớn nhìn hư ảnh phật đà vẻ mặt thẩm trường thanh không thay đổi lúc này khi thích ma ha mở miệng nói chuyện hư ảnh phật đà khổng lồ kia cũng đồng bộ mở miệng giọng thật lớn vang vọng trong dặm thực lực của ngươi không tệ đáng tiếc là bổn tọa đã đánh vỡ cực hạn đại tông sư tấn thăng lĩnh vực cảnh cái gọi là đại tông sư ở trước mặt Cường gia lĩnh vực cảnh, cũng chỉ là con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Hôm nay, người nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, mọi người biến sắc. Lĩnh vực cảnh? Cảnh giới này đối với những người kia mà nói, đều là một cái tên xa lạ. Nhưng mà, ý tứ trong lời nói của Thích Ma Ha, bọn họ lại có thể nghe hiểu. Cái gọi là lĩnh vực cảnh, chính là một tầng cảnh giới cao hơn đại tông sư. Không ổn. Vẻ mặt Vân Tôn khó coi đến cực điểm. Hắn tuy đoán được thực lực Thích Ma tinh tiến, cũng không ngờ đối phương thế mà trực tiếp đánh vỡ cực hạn đại tông sư, tấn thăng đến một cấp bậc khác. Phải biết rằng, đột phá một đại cảnh giới, không phải là tiểu cảnh giới tinh tiến có thể bằng được. Nếu lời đối phương là thật, như vậy một trận chiến này, Trấn Ba Ti chỉ sợ là phải thua rất khó xem. Không phải không có lòng tin đối với Thẩm Trường Thanh, nếu thích Ma Ha chưa đánh vỡ cực hạn đại tông sư, Vân Tôn cho rằng Thẩm Trường Thanh là có phần thắng rất lớn. Dù sao chiến thư là đối phương hạ, muốn nói không có chuẩn bị, khẳng định không có khả năng. Nhưng vấn đề ở chỗ, thích mà hà đánh vỡ cực hạn đại tông sư như vậy vấn đề liền nghiêm trọng rồi trừ phi thẩm trường thanh cũng tương tự đánh vỡ cực hạn đại tông sư nhưng có khả năng sao đối phương tấn thăng đại tông sư tính toán đầu ra đấy cũng chỉ nhiều nhất khoảng một năm mà thôi có khả năng một năm cũng không đến thời gian ngắn như thế có thể củng cố cảnh giới đại tông sư hay không cũng là một vấn đề càng đừng nói là đột phá đến cấp bậc tiếp theo riêng một điểm này phe chấn ma ti đã rơi vào thế yếu không chỉ vân tôn sắc mặt khó coi người tông môn khác thuộc phe chấn ma ti cũng đều sắc mặt thất kinh rất hiển nhiên thích ma ha đột phá cũng là điều bọn họ không kịp chuẩn bị chẳng lẽ thanh ngọc tông ta một lần này thật sự chọn nhầm phe rồi sao sắc mặt vân hị rất khó coi nếu thẩm trường thanh bại phong Trấn ma Tinh nhất định là phải toàn diện thất bại như vậy thanh ngọc tông cũng liền không có kết cục gì tốt vận khí tốt đó là bị thiên hạ minh chèn ép từ từ suy sụp nếu vận khí không tốt trực tiếp bị thiên hạ minh tiêu diệt nhưng tuy như thế hắn cũng biết thanh ngọc tông không có đường lui đáng nói một khi lựa chọn đội ngũ liền không có cơ hội hối hận cho nên vân hĩ bây giờ cũng chỉ có thể giữ im lặng 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 chờ đợi kết quả sự việc lĩnh vực cảnh thẩm trường thanh nhìn thích ma ha khí thế to lớn trước mặt trên mặt biểu lộ một nụ cười châm chọc cho dù ngươi đột phá lĩnh vực cảnh lại có thể như thế nào hôm nay người ngã xuống sẽ chỉ là ngươi khí thế tuy mạnh nhưng không cho hắn áp bách quá lớn khoảng thời gian này tĩnh dưỡng khiến tinh khí thần thẩm trường thanh đều đến một đỉnh phong trước nay chưa từng có bổn tọa là nên nói ngươi vô tri hay nên nói ngươi cuồng vọng trên mặt thích ma ha cũng có châm chọc dưới chân hắn tự có hoa sen vàng nở rộ mang thân thể nâng từng bước một lên không trung bổn tọa cho ngươi kiến thức một phen cái gì gọi là lĩnh vực cảnh vừa dứt lời hư không chấn động một dao động huyền diệu phát ra hóa thành một vùng lĩnh vực chấn áp xuống một khắc đó thẩm trường thanh cảm giác được không gian chung quanh truyền đến một lực áp bách mạnh mẽ tựa như muốn mang toàn bộ lực lượng của mình đều chấn áp cướp đoạt loại cảm giác này đó giống như hắn không ở thiên địa ban đầu nữa mà là tồn tại ở một phương không gian khác mà chúa tể một phương không gian đó chính là thích ma ha trên không Nháy mắt, hắn đã hiểu ra, thì ra đây là lĩnh vực cảnh, bảo vai Thẩm Trường Thanh chấn động một phen, trong mơ hồ đang chống lại không gian áp bách kia. Cái gì gọi là lĩnh vực? Hắn bây giờ xem như thật sự hiểu ra rồi. Tự thành một phương không gian, toàn bộ kẻ địch tồn tại ở một phương không gian này đều sẽ bị lĩnh vực chấn áp, do đó tạm thời mất đi tư cách sử dụng lực lượng của bản thân. Không thể không nói, loại thủ đoạn này quả thật phi thường mạnh mẽ. Đổi cái phương thức để nói, cường giả lĩnh vực cảnh, đối phó người lĩnh vực cảnh trở xuống, trời sinh đã đứng ở thế bất bại hơn nữa tồn tại cảnh giới này hoàn toàn không sợ nhân số trồng chất mặc kệ ngươi bao nhiêu người lĩnh vực mở ra toàn bộ đều phải ngã xuống phàm trần tới lúc đó còn không phải tùy ý xâm lược sao cảm nhận được lĩnh vực cường đại rồi phải không thích maha quan sát người phía dưới trên khuôn mặt lạnh nhạt trước kia hiện ra biểu cảm của ngạo bản thân hắn chính là tuyệt thế thiên tài của vạn phật tông có chỗ ngạo khí của mình chỉ là người khác chưa có tư cách khiến hắn triển lộ ngạo khí nhưng thẩm trường thanh khác đối phương cũng là một vị tuyệt thế thiên tài cho nên ở trước mặt người như vậy thích ma ha không duy trì một màn lạnh nhạt của mình nữa mà là trực tiếp vạch trần bản tính của mình đáng tiếc người trung quy không có cơ hội thật sự giao thiệp với cảnh giới này bởi vì hôm nay chính là thời điểm chết của người. khi hắn nói chuyện một trường đột nhiên hạ xuống trưởng cương ngưng đọng như thực chất lực lượng đáng sợ nghiền áp không khí nổ tung trực tiếp hướng về người phía dưới chấn áp đi muốn giết ta người cũng xứng thẩm trường thanh cười to trên thân thể đột nhiên có đường vân sấm sét phát họa lực lượng tiềm tàng ở sâu trong thân thể ở giờ khắc này được bùng nổ ra luồng lực lượng đó như núi lửa bùng nổ cương mãnh vô song vượt qua cực hạ đại tông sư bình thường âm 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 hư không nổ tung không ra lĩnh vực chung quanh ở trước mặt lực lượng này tựa như bẻ gãy nghiền nát tan vỡ ra từng tấc ngay sau đó chỉ thấy hắn ấn ra một chỉ chỉ cương trí cương trí dương trực tiếp đánh ở trên trường cương hai luồng lực lượng va chạm khiến thiên địa cũng nháy mắt thất sắc không đợi bụi bậm hạ xuống thẩm trường thanh bước ra một bước thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ Nháy mắt tiếp theo lại xuất hiện ở trước mặt Thích Ma Ha. Cái gì? Biến cố đột ngột khiến Thích Ma Ha biến sắc hẳn, đặc biệt thẩm trường thanh tốc độ cực nhanh, thế mà khiến hắn hoàn toàn chưa phát giác được. Chờ lúc lại nhìn thấy, đối phương đã đến trước mặt mình. Lúc này, một nắm tay cực lớn chiếu vào mi mắt, Thích Ma Ha không kịp nghĩ nhiều, nâng tay đón đỡ. Phanh, quyền trường giao nhau, lực lượng khủng bố bùng nổ ra. Lực lượng chấn động mạnh mẽ, khiến làn da bàn tay Thích Ma Ha sụp đổ, thân thể cũng lùi về phía sau. Đây là thực lực lĩnh vực cảnh sao? Có chút quá yếu rồi nhỉ." Thẩm Trường thanh nhẹ nhàng nói. Đồng thời, hắn bước ra một bước, thân thể một lần nữa biến mất ở tại chỗ, đợi tới lúc xuất hiện, đã ở phía sau Thích Ma Ha, lại là một cú đấm tấn công. Thích Ma Ha không kịp phản ứng, trực tiếp bị một cú đấm này đánh trúng sau lưng. Nháy mắt, quần áo rách toang, trên lưng be bét máu thịt, thân thể cũng ở dưới luồng lực lượng tấn công đáng sợ này hướng về phía dưới rơi xuống. Ầm ầm ầm. Núi Thánh Phật chấn động không thôi, một cái hố to trực tiếp xuất hiện ở trong đỉnh núi. Trong hố, máu thì trên lưng thích ma ha đang từng chút một khôi phục vẻ mặt trên mặt lại giữ tợn hẳn lên người thành công chọc giận ta rồi hắn không tùy ý khuếch tán lĩnh vực của mình nữa mà là mang lực lượng lĩnh vực duy trì ở phạm vi ba thước quanh thân thể mình như vậy nếu thẩm trường thanh lại công kích có thể bị mình ngay lập tức phát hiện được không có cách nào cả tốc độ vừa rồi của đối phương khiến thích ma ha cũng chấn động nếu không mượn lực lượng lĩnh vực nhất định không phát hiện được hành tung của đối phương nhưng nếu tùy ý khuếch tán lực lượng lĩnh vực sẽ dẫn tới lĩnh vực trở nên mỏng yếu Do đó bị đối phương đánh vỡ. Bởi vậy, chỉ có duy trì lĩnh vực ở phạm vi ba thước quanh thân, xem như cách làm tốt nhất. Quả nhiên, ở lúc công kích một lần sau của Thẩm Trường Thanh đến, Thích Ma Ha đã đạt được cảm ứng, trực tiếp quay người đánh ra một cú đấm tương tự. Một cú đấm này bao hàm toàn bộ lửa giận, cũng là một cú đấm đỉnh phong nhất từ sau khi hắn đột phá lĩnh vực cảnh. Âm, uhm, không gian vạn vạn nứt ra, lực lượng cuồng bạo bùng nổ ra. Thích Ma Ha chỉ cảm thấy lực lượng của mình ở trước mặt đối phương như bị bẻ gãy nghiền nát, căn bản là không có cách nào chống lại. Làn ra cánh tay tung cú đấm trực tiếp nứt ra, các đốt ngón tay của nắm tay càng mất hết máu thịt, hiện ra sự ngón tay màu vàng nhạt. Đau đớn thấu tim, khiến vẻ mặt hắn vặn vợ đi vài phần, nhưng sự chấn động trong lòng, so với đau đớn đến càng thêm làm người ta sợ hãi. Sao có khả năng, bạn đang xem nhân tộc chấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Thích mà ha nhìn người trước mặt, vô luận như thế nào cũng không thể tin, luận tới cường độ thân thể, vì thế mà không bằng đối phương. Nếu nói, mấy lần giao phong trước đó, làm mình bị đánh một cái không kịp trở tay. Như vậy giờ phút này giao phong, bản thân chính là thật sự rơi vào thế yếu. Cái này hoàn toàn không giống với thiết tưởng ban đầu của Thích Ma Ha. Hắn vốn tưởng lấy thực lực đột phá lĩnh vực cảnh của mình, hoàn toàn có thể đè ra đánh thẩm trường thanh, sau đó dễ dàng hành hạ đến chết đối phương. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Không đợi Thích Ma Ha chấn động bao nhiêu, thế công của thẩm trường thanh đã lại lần nữa đến. Ta cũng đã nói, lĩnh vực cảnh lại có thể như thế nào, hôm nay chính là thời điểm chết của ngươi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi cũng là một cú đấm đơn giản, lực lượng lại giống như lật sông nghiêng biển, vẻ mặt thích ma ha kịch liệt biến hóa, không thể bận tâm có nửa phần che giấu nào nữa. Trong nháy mắt, hắn ấn ra một trường, Phật Đà trên không cũng hạ xuống một trường. Quyền cương giống như gặp công kích đáng sợ, trực tiếp tan vỡ ra. Hai bàn tay giao nhau, hào quang màu vàng lấp lánh manh mông bùng nổ, trường cương giống như vàng dòng đúc thành, hướng về thẩm trường thanh trấn áp, thần thông thượng cổ, Như Lai thần trường, tới hay lắm. Nhìn thấy thích ma ha lại một lần nữa thi triển thần thông, thẩm trường thanh hoàn toàn không sợ hãi khí huyết thân thể sôi trào đôi mắt hắn có màu tím mờ mịt sấm sét phát họa hắn hướng về trường cương giống như vàng dòng đúc thành ấn ra một chỉ khí tức hủy diệt mênh mông cuồn cuộn chu tà tịch diệt chỉ thần thông tiến một bước dung hợp đã không phải thần thông bình thường có thể bằng được nếu nói võ học cùng một cấp bậc dung hợp lần nữa như vậy võ học cho dù sẽ không đánh vỡ cực hạn cấp bậc cũng sẽ tăng lên tới một cái trình độ đứng đầu cho nên hai môn thần thông tiến một bước dung nhập như vậy cấp bậc chu tà tịch diệt chỉ ở trong thần thông cho dù không phải thật sự đứng đầu, cũng tuyệt đối tính là thượng thừa. Một chỉ này, thẩm trường thanh không có bất cứ gì giữ lại. Thần tiêu kim thân viên mãn, thần hồn bậc bảy, toàn bộ lực lượng toàn thân đều thúc giục ra hết, thì triển ra chỉ cương mang tính hủy diệt này. Âm âm âm. Trong thiên địa có lực lượng đáng sợ buông xuống, rơi ở trên chỉ cương. Trong nháy mắt đó, khí tức hủy diệt giống như gió tăng thế lửa, trong khoảnh khắc thổi quét toàn bộ núi thánh phật, ở trong thiên địa mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ võ giả khi cảm nhận được lực lượng này, đều giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển lớn một cái vô ý liền có khả năng bị ngọn sóng bao phủ cuối cùng ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người hai luồng lực lượng kịch liệt đánh vào nhau trong tích tắc hư không sụp đổ tan vỡ lần đầu tiên có người thấy được tối đen sau lưng không gian đó là cảnh tượng sau khi lực lượng vượt qua cực hạn không gian có thể thừa nhận không chịu nổi gánh nặng không gian im lặng tan rã có mảnh vỡ màu đen lan tràn đến giống như lá cây sau khi cháy có cho tàn màu đen theo gió phiêu tán trong thiên địa nhưng khác nhau là hôm nay mảnh vỡ màu đen phiêu tán tràn ngập khí tức tử vong lực lượng đáng sợ ngón tay vân tôn cũng đang run rẩy trong mắt hắn chỉ còn lại có chấn động nhìn một màn không gian tan vỡ trước mắt khuôn mặt không ngừng run rẩy chấn động hoảng sợ kính sợ các loại cảm xúc khác nhau tràn ngập trong lòng bản thân vốn là chấn thủ sứ cấp vương vân tôn tự nhiên cho rằng thẩm trường thanh cùng thích ma ha thực lực mạnh hơn mình nhưng tốt xấu gì cũng có thể chống lại đôi chút nhưng hôm nay hắn mới chính thức rõ ý nghĩ của mình là buồn cười cỡ nào chống lại Nhìn không gian tan vỡ kia, Vân Tôn im lặng. Đánh vỡ không gian, vẫn luôn đều là tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi, cho dù là hắn toàn lực ra tay, cũng khó xé rách một góc không gian. Tương tự, không gian sau khi tan vỡ, lực lượng bên trong tiết lộ ra, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt mình. Cho dù là cách nhau rất xa, luồng khí tức tịch diệt kia, cũng khiến Vân Tôn cảm giác được tâm thần mình, cũng như là bị đồng lại, chênh lệch. Đây là chênh lệch. Mặc kệ là Thích Ma Ha, hoặc là Thẩm Trường Thanh, đều đã không phải kẻ mình có tư cách chống lại, không chuẩn xác mà nói cho dù là từ cách giao thủ do so chiêu chỉ sợ cũng đã không có nữa lúc này chỉ công hủy diệt tấn công trưởng cương tựa như vàng dòng đúc thành ở trước mặt một chỉ này ầm ầm tan vỡ ra luồng lực lượng đó vượt qua cực hạn trưởng cương có thể thừa nhận trưởng cương sụp đổ hư ảnh đại phật phát ra tiếng giống giận không cam lòng bị luồng lực lượng này đánh nát tan giã. cuối cùng luồng lực lượng tịch diệt đó hung hăng rơi ở trên người thích ma ha lĩnh vực tan vỡ thân thể giống như bất hủ ở trước mặt chu tà tịch diệt chỉ giống như là tờ giấy dễ dàng bị xuyên thủng. Dù là như thế, lực lượng chỉ cương cũng là dư thế không dừng, rơi trên thân núi, trong nháy mắt, thân núi sụp đổ tan rã. Ở trong ánh mắt chấn động của mọi người, một đỉnh núi cao hơn trăm trượng ở núi Thánh Phật, trực tiếp bị luồng lực lượng này san bằng đến trình độ ngang hàng. Sau đó, lực lượng tịch diệt chậm rãi tiêu tán. Thẩm Trường Thanh thu hồi ngón tay, mặt không đỏ thở không gấp đứng ở nơi đó, lại nhìn Thích Ma Ha, cả da trắng nhóm máu, trước ngực bị lực lượng đục lỗ, một cái lỗ lớn hiện ra ở nơi đó, trái tim cùng với lục phủ ngũ tạng đều đã bị lực lượng kiêm mới vừa rồi phá hủy. Nhưng mà, cho dù là như vậy, hắn cũng chưa lập tức ngã xuống. Cường giả lĩnh vực cành, sinh mệnh lực căn bản không phải võ giả bình thường có thể tưởng tượng. Cảm thụ được thân thể đau đớn, vẻ mặt thích ma hao vạn vẹo, ánh mắt âm độc, không phục hồi thần thánh như trước nữa. Vì sao? Thực lực của ngươi vì sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi rõ ràng chưa đột phá lĩnh vực cành, vì sao? Hắn không cam lòng, cũng không hiểu. Mình vất vả luyện hóa một bộ phận khí vận phủ Nam U, tiếp đó đánh vỡ cực hạn, tấn thăng lĩnh vực cành, vốn tưởng có thể quét ngang thiên hạ, nhưng trận đầu tiên đã gãy cánh. Đả kích như thế, đã khiến Thích Ma Ha có chút điên cuồng. Đặc biệt, mình hơn 700 năm trước vào thiên cảnh, vì có thể có đủ cơ hội đột phá lĩnh vực cảnh, cùng với cảnh giới cao hơn, không tiếc hô tọa hơn 700 năm, chỉ vì chờ đợi một cơ hội như vậy. Hắn vốn tưởng, thời đại này sẽ là thời đại mình chấn áp tất cả, nhưng sự thật lại cho bản thân một đòn nặng nề. Người luyện hóa khí vận phủ Nam U, khiến phủ Nam U thiên tai tàn sát bừa bãi, hành động này mất sạch nhân tính, bản quan chính là trấn thủ sứ phủ nam u làm sao cho phép người nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật thẩm trường thanh lạnh nhạt nói khi nói chuyện hắn đã nâng tay một luồng lực lượng đang ngưng tụ ở nơi đó có thể nhìn ra được thương thế đến trình độ này thích ma ha cũng vẫn như cũ chưa có dấu hiệu mất mạng đã như thế vậy mình tiện đối phương đoạn đường mặc kệ như thế nào thẩm trường thanh cũng sẽ không cho phép kẻ địch như vậy tồn tại trên đời đợi tới lúc dứt lời hắn đã ấn ra một trường đối mặt luồng lực lượng trí cương trí dương đó thích ma ha không ngăn cản tùy ý luồng lực lượng đó phá hủy thân thể mình máu thịt vỡ toang thân thể nghiền nát ở một khắc đó thân thể bị phá hủy có một thích ma ha phiên bản thu nhỏ từ trong thân thể thoát ly ra hóa thành hào quang hướng về bầu trời phương xa bỏ chạy ánh mắt đầu tiên thẩm trường thanh đã nhận ra thích ma ha kia rốt cuộc là cái gì thần hồn sau khi đến cảnh giới đại tông sư lực lượng tinh thần thai ngén thần hồn chỉ cần thần hồn không chết cho dù là thân thể bị phá hủy cũng vẫn có cơ hội đoạt xá sống lại hôm nay đối phương tấn thăng lĩnh vực cảnh thần hồn rõ ràng là càng thêm cường đại, cho dù hôm nay là mặt trời chói chang, vẫn không có chút ảnh hưởng nào đối với thần hồn. Mắt thấy đối phương bỏ chạy, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, mang khoảng cách hai người rút ngắn lại. Lăng không hư độ, xúc địa thành thốn, vốn thần hồn thích ma ha tốc độ chạy trốn cực nhanh, hoàn toàn không phải võ giả bình thường mắt thường có thể bắt giữ. Nhưng mà, mặc cho tốc độ nhanh như vậy, vẫn như cũ không bằng thần thông xúc địa thành thốn. Bước ra vài bước, Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn ngăn cản đường đi của đối phương. Thẩm Trường Thanh ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt người thi hon thần hồn của thích ma ha vẻ mặt tràn ngập lửa giận cùng với sự không cam lòng thật sâu hắn không ngờ mình đã bỏ qua thân thể lợi dụng thần hồn chạy trốn vẫn không thể chạy thoát đối phương chặn lại bây giờ thích ma ha có thể khẳng định trong tay đối phương nhất định là nắm giữ một môn thần thông khinh công cực kỳ mạnh mẽ nếu không không có khả năng đuổi kịp tốc độ thần hồn mình chạy trốn ta hỏi ngươi như thế nào mới có thể hóa giải thiên tai phủ nam u thẩm trường thanh chưa lập tức ra tay hắn bây giờ cũng không sợ thích đối phương sẽ chạy thần hồn tuy nhanh cũng không bằng xúc địa thành thốn của mình hơn nữa thích ma ha bây giờ chỉ còn lại có thần hồn mà thôi một thân thực lực mười phần không còn được một tuy bằng vào lực lượng thần hồn cũng có thể tiêu diệt võ giả cảnh giới tông sư nhưng rất khó chống lại đại tông sư đại tông sư còn không chống lại được lại nào là đối thủ của mình ở trong mắt hắn đối phương đã là cá trong chậu không còn có khả năng thoát đi thích ma ha nói ta nói rồi ngươi sẽ thả ta đi sao nếu có thể giải quyết thiên tai phủ nam u bản quan có thể cân nhắc một phen nhớ kỹ người không có đường sống lựa chọn, hoặc là nói, hoặc là chết. Được, ta nói. Thích Ma Ha nhìn ra được, đối phương cũng không phải nói giỡn. Chuyện đến tình trạng hôm nay, hắn cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Thiên tai của phủ Nam U chính là khí vận hao tồn dẫn tới, phương pháp hóa giải rất đơn giản, chỉ cần cải thiện dân sinh, khơi thông sông núi, khiến cho khí vận phủ Nam U tăng trở lại, thiên tai tự nhiên mà vậy sẽ biến mất. Nghe được đối phương trả lời, ánh mắt thẩm trường thanh lóe lên. Phương pháp thích Ma Ha nói, quả thật có thể làm. Nguyên nhân phủ Nam U thiên tai là ở trên khí vận hao tổn chỉ cần khôi phục khí vận vậy không phải vấn đề gì lớn nữa mà khí vận là cái gì thật ra phi thường hư vô mờ mịt rất khó có giới hạn định nghĩa nào chuẩn xác nhưng có một điểm có thể khẳng định là chỉ cần phủ nam u dân sinh ổn định như vậy khí vận sẽ tăng lên nhưng việc này cần thời gian không phải ngày một ngày hai có thể làm được chỉ riêng vấn đề bây giờ thiên tai dẫn tới thời gian giải quyết hậu quả cần tiêu phí đều là lấy năm làm đơn vị tính toán người nói là một biện pháp nhưng bản quan cho rằng giải quyết vấn đề thiên tai phủ nam u có lẽ còn có một phương pháp khác thẩm trường thanh khi nói chuyện ánh mắt nhìn về phía thích maha lạnh đi trong nháy mắt thần hồn thích maha run rẩy ngươi muốn nuốt lời không bản quan không phải muốn nuốt lời ta chỉ là nói lúc trước có thể cân nhắc buông thang ngươi mà thôi hơn nữa bản quan cảm thấy ngươi nói có một chút dấu giếm cũng chưa nói thật hết thẩm trường thanh khí huyết thân thể sôi trào hư không thừa nhận áp lực ở dưới luồng lực lượng đó chấn áp thần hồn thích maha hầu như là bị mạnh mẽ cố định ở nơi đó muốn bỏ chạy cũng không có cách nào. Ta đã mang thứ ta biết nói ra, ngươi cần gì nói không giữ lời, hỏng danh dự của mình, với lại ta chỉ còn lại vẹn vẹn tàn hồn, đã không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói đối với ngươi, thả ta một con đường sống, ngày sau ta không bao giờ đối nghịch với ngươi nữa. Bạn đang xem nhân tộc chấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Cảm nhận được thần hồn của mình bị áp chế, Thích Ma Ha còn đang cố gắng tranh thủ cơ hội sống sót cho mình. Hôm nay, hắn đã hạ thấp tư thái, không một câu một cái tự dưng bổn tọa nữa. Nghe vậy, thẩm trường thanh không chút dao động, ánh mắt lạnh như băng của hắn dừng ở trên thần hồn đối phương bình tĩnh mở miệng người luyện hóa khí vận phủ nam u cho nên dẫn tới phủ nam u giáng xuống thiên tai nếu giết người chỉ sợ cũng có thể để khiến khí vận phủ nam u khôi phục do đó hóa giải thiên tai nhỉ không có khả năng khí vận ta đã luyện hóa tiêu hao cho dù giết ta khí vận phủ nam u cũng không khôi phục được người nói không tính bản quan muốn thử một lần thẩm trường thanh trực tiếp ngắt lời thích ma ha dứt lời hắn đã ấn ra một chỉ lực lượng trí cương trí xương tựa như một vòng mặt trời lặn xuống ở trước mặt luồng lực lượng này thích ma hà phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương thần hồn lấy tốc độ cực nhanh tan rã mấy hơi thở qua đi thần hồn vị minh chủ thiên hạ minh này liền hoàn toàn biến mất ầm 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 theo thích ma hà ngã xuống trên không trung phủ nam u đột nhiên có thiên lôi nổ vang trong mơ hồ lại như là có hung thú nào giống giận xích gào thẩm trường thanh ngẩng đầu nhìn trời nơi đó không có thiên lôi toát ra chỉ có tiếng sét nổ vang nhưng mà trong cõi nào đó hắn cảm giác được phủ nam u nổi lên một ít biến hóa Loại biến hóa đó khiến bản thân sinh ra vài phần vui vẻ, giống như biến hóa như vậy là một chuyện tốt. Khí vận phủ Nam U trở về rồi. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới khả năng này, hắn không nhìn thấy khí vận, cũng không rõ khí vận phủ Nam U trở về hay không, nhưng cảm giác trong cõi hư vô lại khiến hắn sinh ra ý niệm này. Lúc này, mọi người của phủ Nam U, trong lòng đều không khác nhau lắm toát ra cảm giác tương tự. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, bước ra mấy bước, một lần nữa về tới trên núi Thánh Phật, nơi đó dấu vết chiến đấu vẫn còn xác thích ma hà cũng để lại nơi đó cái xác đó máu thịt đã hoàn toàn bị phá hủy nhưng có khung xương lây dính màu vàng lưu lại rõ ràng dễ thấy võ giả sau khi tấn thăng đại tông sư máu thịt xương khớp đều tiến một bước đạt được lột xác về sau muốn hoàn toàn phá hủy cũng không phải một chuyện dễ dàng hôm nay thích ma Ha ngã xuống để lại một bộ khung xương này đối với người khác mà nói chính là một món trí bảo khó được nhưng thẩm trường thanh chưa đặt ánh mắt ở trên khung xương màu vàng nhạt kia mà là nhìn về phía người phe thiên hạ minh thích ma ha luyện hóa khí vận phủ nam u dẫn tới thiên tai liên tục xuất hiện khiến dân chúng thương vong thê thảm nặng nề chết chưa hết tội các tông môn của thiên hạ minh đều là loạn đảng bản quan hạ lệnh giết sạch lúc dứt lời hắn liền vung tay lên trong nháy mắt người phe chấn ma ti sớm chuẩn bị sẵn sàng ở lúc mệnh lệnh truyền ra liền trong nháy mắt hướng về thiên hạ minh chém giết đồng thời những người chỉ vì vây xem quyết chiến kia ở lúc thẩm trường thanh nói chuyện đã dẫn trước một bước rút đi không lui không được núi thánh phật kế tiếp nhất định là có một cuộc hỗn chiến Bọn họ nếu ở lại chỗ này, chưa biết chừng đã bị coi là loạn đảng của Thiên Hạ Minh. Đến lúc đó, chết ở trong tay Trấn Ma Ti thì quá oan uổng. Giết sạch loạn đảng." Vân Tôn gầm lên, lúc bước ra một bước, đánh ra một cú đấm, lực lượng trấn thủ sứ cấp vương bùng nổ, nháy mắt đã mang một tông sư của Thiên Hạ Minh tiêu diệt. Thực lực của hắn tuy không bằng Thích Ma Ha, nhưng trong Thiên Hạ Minh, ngoài Thích Ma Ha, cũng không có bất cứ một người nào có thể chống lại một vị trấn thủ sứ cấp vương. Theo Vân Tôn ra tay, phe Thiên Hạ Minh không có chút chiến ý nào nữa. Nói chuẩn xác, sớm ở lúc thích ma Ha ngã xuống sĩ khí phe thiên hạ mình đã lặng yên tan rã trước mắt người của trấn ma ti ra tay khiến một chút kiên trì cuối cùng của bọn họ cũng tán loạn hết không có bất cứ sự ngăn cản nào người thiên hạ minh tản ra bỏ chạy thích ma ha ngã xuống thiên hạ minh căn bản không có ai chiến một trận nếu là không chạy núi thánh phật sẽ trở thành nơi táng thân của đám người mình chỉ là người của thiên hạ minh muốn chạy trốn người của trấn ma ti cũng sẽ không tùy ý bọn họ thoát đi trấn thủ dư lấy vân tôn cầm đầu tự mình ra tay chỉ có võ giả tông sự đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng chống lại một chút âm um, âm um. lực lượng bùng nổ lay động núi đá đổ nhào huyền không đừng có bất cứ sự dãy dụa nào nữa sau khi ngươi chết ta sẽ đưa người vạn vật tông xuống gặp ngươi Vân tôn tư thái ngạo nghễ một cú đấm đã chấn áp đối phương tông sư đỉnh phong thực lực chỉ vậy mà thôi mình không phải đối thủ của thích Ma Ha thì thôi một tên tông sư đỉnh phong vừa lúc phát tiếp một lần lửa giận trước đó tích góp âm um, âm um, âm um. từng cú đấm đánh xuống thân thể cường hãn của huyền không ở trước mặt luồng lực lượng này sụp đổ từng tấc một lại là một cú đấm thần núi hiện ra một cái hố to huyền không đã giống như bùn nhão nằm ở chỗ cái hố to trong mắt có sự không cam lòng có chỉ là tức núi hắn biết thích ma ha chết thiên hạ minh phân liệt như vậy vạn vật tông nhất định là phải bị diệt không có bất cứ dư điện nào quay về nữa a di đà phật thấp giọng niệm một tiếng phật hiệu huyền không muốn chắp hai tay lại lại không có cách nào làm được đợi phật hiệu hạ xuống thần quang trong mắt đã hoàn toàn biến mất loạn hôm nay núi thánh phật hoàn toàn loạn cả lên người trấn ma ti đang đuổi giết người thiên hạ minh đang chạy trốn so với nói đây là một cuộc hỗn chiến chém giết chẳng bằng nói là trấn ma đơn phương giết chóc thẩm trường thanh yên lặng nhìn chiến đấu trong núi thánh phật trong mắt không có chút thương hại nào chọn nhầm đội đây là hậu quả sớm ở lúc các tông môn này đầu nhập vào thiên hạ minh bắt đầu đối phương nên nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy một phe hoàn toàn chiến bại nào có khả năng bình yên vô sự ngày xưa thiên hạ minh quật khởi công thành chiếm đất đại quân triều đình cùng cường giả trấn mà ti chết ở trong tay thiên hạ minh có không ít từng tông môn gia nhập thiên hạ minh trong tay đều nhộn máu đại tần đã là như thế bây giờ thích ma hàng ngã xuống bọn họ cũng nên trả giá đột nhiên có tông sư lao ra khỏi núi thánh phật thẩm trường thanh ấn ra một chỉ trực tiếp đánh nổ thân thể đối phương tông sư không phải đại tông sư lại càng không phải cường giả lĩnh vực cảnh thân thể bị đánh nổ đó là tương đương hoàn toàn ngã xuống kế tiếp mỗi khi có người thiên hạ minh chạy khỏi núi thánh phật đều sẽ bị hắn ra tay đánh giết nhưng chỉ cần không chạy khỏi núi thánh phật hắn sẽ không sẽ ra tay can thiệp cái gì trừ phi là có người chấn ma ti gặp nguy hiểm tính mạng giết chóc đang tiếp tục mấy canh giờ sau vân tôn quần áo không dính máu đi đến sắc mặt kính cẩn thầm chấn thủ toàn bộ người thiên hạ minh đã tiêu diệt hết trước kia nhìn thấy thẩm trường thanh hắn phần nhiều là kính sợ thân phận đối phương mà thôi nhưng một lần này vân tôn thật sự kính sợ chính là thực lực của đối phương một trận chiến chém giết thích ma ha khiến hắn thật sự biết vị trấn thủ sư phủ nam u này rốt cuộc là mạnh bao nhiêu chấn thủ sứ cấp vương không chấn thủ sứ cấp vương cho dù mạnh nữa cũng không có khả năng mạnh đến trình độ như thế chấn thủ sứ thật sự có thể có được thực lực như thế chỉ có tầng thứ cấp tôn mới được trong chấn ma ti to như vậy có thể đạt tới tầng thứ cấp tôn chỉ có người cầm quyền thật sự của chấn ma ti mới được người còn lại không còn có bất cứ một người nào có thể tới cấp bậc này hơn nữa vân tôn thậm chí cũng hoài nghi mạnh như đông phương chiếu cũng không nhất định có thể là đối thủ của vị chấn thủ sứ phủ nam u trước mắt này một màn hư không sụp đổ vẫn rõ ràng ở trong tầm mắt lực lượng như thế hắn là tràn đầy cảm nhận có đối phương tọa trấn phủ nam u vân tôn tin tưởng bất cứ yêu ma quỷ quái nào cũng không có năng lực tàn sát bừa bãi ở phủ nam u tốt thẩm trường thanh gật đầu hắn cũng nhìn chiến cục biến hóa người thiên hạ minh bị giết sạch là chuyện trong dự kiến rất nhanh một đám cường giả phe chấn ma ti đều trở về phương diện này có người ban đầu của trấn ma ti cũng có võ giả các tông môn của bách tông hội minh không có ngoại lệ ánh mắt mỗi người nhìn về phía thẩm trường thanh đều tràn ngập kính sợ bọn họ chưa chuyện mà là đang chờ đợi một bước mệnh lệnh tiếp theo của đối phương người thiên hạ minh đến núi thánh phật tuy đã giết hết nhưng căn cơ thiên hạ minh vẫn còn bản quan muốn trong một tháng mang thiên hạ minh trừ tận gốc toàn bộ tông môn đầu nhập vào thiên hạ minh đều tiêu diệt không để lại chút hậu họa nào phá tông diệt môn thu hoạch toàn bộ nộp lên trấn ma thi sau đó dựa theo công lao phân phối bất cứ kẻ nào dám giấu riêng bản quan tuyệt không khoan dung vẻ mặt thầm trường thanh lạnh lùng mọi người nghe vậy đều cúi đầu cẩn tuân dụ lệnh trấn thủ đại nhân sau khi nói xong thẩm trường thanh lại nhìn về phía vân tôn ban đầu thiên hạ minh công phá không ít thành trì của phù nam u trong đó có tướng lĩnh không đánh đã hàng cam tâm đầu nhập vào loạn đảng hôm nay thích ma ha đã chết thiên hạ minh sụp đổ sắp tới người truyền mệnh lệnh bản quan mang toàn bộ người phản bội chém giết hết không được lưu tình vâng vân tôn cung kính nhận lệnh người phản bội đại tần tự nhiên đáng chết đặc biệt những kẻ không đánh đã hàng kia càng thêm làm người ta chán ghét sau đó thẩm trường thanh nhìn về phía bộ khung xương màu vàng kia trên mặt đất thi thể thích ma Ha mang về cho ta không thể rơi vào trong tay người khác hải cốt cường giả lĩnh vực cảnh đó là thứ tốt một đôi sừng của xích lân còn có thể rèn ra thượng phẩm linh binh nhưng mà thực lực xích lân chỉ là không đến tông sư đỉnh phong mà thôi mà thích ma ha chính là cường giả lĩnh vực cảnh tuy xem đối phương đột phá lĩnh vực cảnh giống như chỉ là thần hồn được lột xác ở phương diện thân thể cũng chưa có gì tiến triển so với thân thể mình sau khi thần tiêu kim thân viên mãn cũng còn kém rất xa nhưng sớm ở lúc đột phá đại tông sư thân thể thích ma ha đã từng được một lần lột xác hơn nữa bộ hài cốt này có thể thừa nhận lực lượng của mình mà không hủy càng nói lên rất nhiều thứ nếu lợi dụng thật tốt nhất định là một món bảo vật đợi tới sau khi vân tôn nhận lệnh rời đi thẩm trường thanh mới nhìn về phía thiên kích treo bên hông thanh trường đao này từ sau khi đúc ra số lần thật sự ra khỏi vỏ rất ít không có cách nào cả bách chiến đao pháp uy lực có hạn cho dù là có thượng phẩm linh binh tăng phúc lực lượng có thể phát huy ra cũng không lớn so sánh võ học đại tông sư cùng thần thông mới là thủ đoạn chủ yếu của bản thân. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh đã tính sẵn rồi. Lần sau nếu lại có giá trị giết chóc, liền lấy dung hợp một môn đao pháp cấp bậc thần thông làm chủ. Nói trắng ra là, mình ở cảnh giới tông sư, lĩnh ngộ ra vẫn là đao ý. Nếu có thể đạt được một môn thần thông đao pháp, uy lực trong đó chỉ sợ mạnh hơn rất nhiều so với Chu Tà Tịch Diệt Chỉ. Đáng tiếc bạn đang xem nhân tộc trấn thủ xứ được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Thích Ma Ha không phải yêu tà, nếu hắn là yêu tà hoặc yêu nhân, một trận chiến này ta ít nhất cũng có thể thu thập được hơn một ngàn điểm giá trị giết chóc thẩm trường thanh có chút tức núi lĩnh vực cảnh hàn là tương đương với đại yêu nếu chém giết yêu nhân cùng yêu tả cấp bậc như vậy thu hoạch có thể nghĩ mà biết nhưng hắn tiếc núi thì tức núi cũng không nghĩ quá nhiều trước mắt núi thánh phật một mảng hỗn độn toàn bộ người của thiên hạ minh đều bị giết chết hết khắp nơi có thể thấy được thi thể ngã xuống đất máu tươi chảy đầy đất nhìn từ bề ngoài mà nói chỉ thấy phần đầu phật đà của núi thánh phật đã bị máu tươi nhuộm đẫm chẳng những không có nửa phần thần thánh đáng nói ngược lại đã có thêm vài phần khí tức tà ác không dùng thời gian quá dài chiến trường đã được quét tức sạch sẽ thẩm trường thanh bảo đám người vân tôn tiếp tục dẫn người càn quét sư nghiệt thiên hạ minh bản thân lại trước một bước đi thành nam hải đầu đảng tội ác đã chết thiên hạ minh bị diệt là chuyện sớm muộn gì lấy lực lượng chấn ma ti cộng thêm các tông môn tiêu diệt thiên hạ minh dễ như trở bàn tay cho nên hắn cũng không cần thiết nhúng tay thích ma hà đã chết quý thiên lộc đạt được tin tức trên mặt có biểu cảm chấn động bởi vì cần tọa chấn thành phá sơn cho nên hắn không thể tới núi thánh phật xem cuộc chiến nhưng mà đối với tin tức núi thánh phật quý thiên lộc là vẫn luôn chú ý vì thế thích ma hà ngã xuống không đến một ngày thời gian đã bị thiên sát vệ dùng thủ đoạn đặc thù lấy tốc độ nhanh nhất đưa tin cho thành phá sơn quý thiên lộc tự nhiên ngay lập tức nhận được tin tức tương quan sau khi nhận được tin tức hắn bị nội dung bên trong làm chấn động không ít thứ nhất đó là thích ma hà không phải đại tông sư mà là đột phá đến cái gọi là lĩnh vực cảnh cái này cũng từ khía cạnh thuyết minh đại tông sư không phải là điểm cuối của võ giả ở trên đại tông sư còn có một cảnh giới tên là lĩnh vực cảnh nếu nói đại tông sư tương đương với yêu ma cấp cao lĩnh vực cảnh chính là tương đương với đại yêu như vậy tranh lệch của võ giả cùng chấn thủ sứ đã bị chính thức san bằng trước kia chấn thủ sứ chấn áp giang hồ là vì võ giả mạnh nhất chỉ là tông sư tuyệt tình có thể chống lại chấn thủ sứ bình thường lại không phải đối thủ của chấn thủ sứ cấp vương càng không thể chống lại chấn thủ sứ cấp tôn nhưng bây giờ trước có đại tông sư xuất thế so với chấn thủ sứ cấp vương bình thường còn mạnh hơn lại có cường giả lĩnh vực cảnh xuất thế thực lực có thể so với đại yêu cường giả cảnh giới cỡ này vừa ra hai bên ở trên chiến lược đứng đầu coi như là ở một trạng thái ngang hàng cho nên ở sau khi đạt được tin tức này quý thiên lộc hiểu được thật sâu trấn thủ xứ còn muốn siêu nhiên hơn tất cả giống như trước kia đã là không có khả năng gì nữa thích maha tuy chết nhưng trong võ giả có một thẩm trường thanh càng mạnh hơn nữa có thể chém giết thích maha đối phương cho dù không phải lĩnh vực cảnh nhưng luận thực lực cũng tất nhiên đã đến lĩnh vực cảnh hơn nữa là so với lĩnh vực cảnh bình thường còn mạnh mẽ hơn. May mắn, Thẩm Trường Thanh chính là người của trấn Ma Ti, cũng là một vị tồn tại duy nhất dùng thân phận võ giả trở thành trấn thủ sứ. Nếu là người trong giang hồ, việc này vừa xuất hiện, nhất định sẽ làm trấn Ma Ti bị dao động. Thẩm trấn thủ bây giờ còn chưa trở về sao? Áp chế tạp niệm trong lòng, Quý Thiên Lộc nhìn về phía người trước mặt. Hình dịch lắc đầu, Thẩm trấn thủ tạm thời đặt chân thành Nam Hải, hôm nay các tông đầu nhập vào trấn Ma Ti ta đều đang chuẩn bị công việc sau đây đánh thiên hạ minh thành nam hải vừa lúc giáp giới với thiên hạ minh thẩm trấn thù hẳn là muốn ở nơi đó chủ trì đại cục đi ừm quý thiên lộc gật đầu lời của đối phương cũng có vài phần đạo lý mang tin tức này truyền về quốc đô không được có chức nào bỏ sót vâng thích ma hà đã chết thật sự là ra ngoài người ta đoán trước trong một phủ đệ vĩnh sinh minh chủ đeo mặt nạ nhìn tình báo trong tay ánh mắt lóe lên vài phần tin tức này khiến hắn rất bất ngờ lĩnh vực cảnh lời đồn ở thời kỳ thượng cổ là có cường giả đánh vỡ cực hạn tồn tại Thích Ma Ha có thể đi đến một bước này, nghĩ hẳn là đạt được truyền thừa thượng cổ, nhưng không ngờ là, mạnh như Thích Ma Ha, thế mà cũng ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Xem ra, phải một lần nữa đánh giá thực lực vị trấn thủ xứ Phủ Nam U này. Nhìn từ trên tình báo, mặc kệ là Thẩm Trường Thanh hay Thích Ma Ha, thực lực đều vượt qua yêu ma cấp cao, đến có thể so với cấp bậc đại yêu. Trong đó, Thẩm Trường Thanh có thể chém giết Thích Ma Ha, rõ ràng còn là cường giả trong đại yêu. Lấy thực lực yêu tà nhất tộc hôm nay, đại yêu đã xem như đứng đầu rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dưới tình huống yêu thánh không xuất hiện ở thế gian, hơn nữa cho dù là yêu thánh xuất thế, cường giả cấp bậc đại yêu mạnh mẽ bao nhiêu, cũng là không thể nghi ngờ. Trong thời gian này, đại bộ phận lực lượng của Vĩnh Sinh Minh đều từ phủ Nam U rút ra. Nhưng, đối với thu thập tình báo phủ Nam U, Vĩnh Sinh Minh là không dừng lại chút nào cả. Dù sao địa bàn một phủ, nếu rất khoát từ bỏ như vậy, trung quy là có chút không cam lòng. Bây giờ, Vĩnh Sinh Minh chủ lại tạm thời không có ý tưởng này. Có thẩm trường thanh cấp độ đại yêu tọa chấn phủ Nam U, lấy được lượng vĩnh sinh minh bây giờ cho dù là dốc cả ổ cũng chỉ là lấy trứng trọi đá mà thôi cho dù là mượn dùng lực lượng yêu tà nhất tộc sau lưng cũng không nhất định có thể làm gì được phủ nam u càng quan trọng hơn là yêu tà nhất tộc cũng không hy vọng cứng đối cứng với cường giả cấp bậc này như vậy sẽ chỉ tổn thất thực lực bản thân không thấy sao có đông vương chiếu tọa trấn quốc đô đều không có gì yêu tà xuất hiện lần trước yêu tà tập kích bất ngờ quốc đô chẳng qua là vì thả ra vương mộ bạch mà thôi nghĩ đến chuyện này vĩnh sinh minh chủ nhìn người trước mặt trầm giọng nói tin tức vương mộ bạch bây giờ có hay không đó là tồn tại đứng đầu trong đại yêu nếu không yêu tả nhất tộc sẽ không lãng phí nhiều sức lực đi cứu hắn vì thế không tiếc để vĩnh sinh minh bại lộ nằm vùng nhiều năm tiềm tàng ở trong trấn ma ti người nọ lắc đầu vương mộ bạch ban đầu hoạt động ở vùng phủ quảng nguyên về sau lại mai danh ẩn tích đám người thuộc hạ phái người truy tra chẳng những chưa thể đạt được hành tung gì ngược lại bị vương mộ bạch giết không ít người tới hôm nay đã hoàn toàn mất đi hành tung tra một chút tận khả năng tìm được vị trí của vương mộ bạch vẻ mặt phía sau mặt nạ của vĩnh sinh minh chủ có chút bất đắc dĩ vị đại yêu này tính cách khác với yêu ma khác có chút khó có thể nắm lấy nhưng thực lực lại mạnh mẽ đáng sợ muốn theo dõi tồn tại bực này không phải một chuyện dễ dàng nghe vậy người nọ liền kho người lĩnh mệnh thuộc hạ tuân mệnh ở lúc hai người nói chuyện một người từ bên ngoài đi vào không ngờ bổn tọa chỉ là bế quan mấy tháng trong thiên hạ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy xem ra trong khoảng thời gian này ngươi cai quản vĩnh sinh minh cũng chưa thể lấy được tiến triển quá lớn. Võ Hoàng cười lạnh, từ sau khi bại lộ thân phận, hắn đã rất ít đeo mặt nạ. Nhìn thấy người tới, người nọ liền khom mình hành lễ lần nữa. Ra mắt minh chủ, người đi xuống trước đi. Võ Hoàng phất phất tay, bảo đối phương lui ra. Người nọ không dám nhiều lời cái gì, trực tiếp khom người rút đi. Ở lúc đối phương rời đi, Võ Hoàng đứng khoanh tay, nhìn về phía vĩnh sinh minh chủ ngồi ở nơi đó, biểu cảm trên mặt một lần nữa trở nên lạnh nhạt, tin tức kia, ngươi vì sao không nói cho ta biết, ngươi chỉ là tin tức nào giọng điệu vĩnh sinh minh chủ cũng trở nên lạnh nhạt đối phương xuất hiện khiến trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác không thoải mái vĩnh sinh minh chủ chỉ có một người đảm nhiệm là đủ rồi nhiều ngược lại không phải một chuyện tốt Phó hoàng nói chuyện cổ huyền cơ tính ngự giá thân trinh ngươi thế mà muốn để người ta giấu ta như thế nào ngươi là muốn độc chiếm phần công lao nào hay là nói chuẩn bị bài trừ dị kỷ để ngươi có thể một mình cai quản vĩnh sinh minh ngươi hiểu lầm rồi vĩnh sinh minh đã không phải của ngươi cũng không phải của ta mà là các đại nhân kia sau lương Võ Hoàng đừng cho rằng mình làm vĩnh sinh minh chủ vài năm, liền thật sự cho rằng mình là người cầm quyền vĩnh sinh minh. Trên thực tế, ngươi cũng chỉ là một con chó săn mà thôi. Vĩnh sinh minh chủ cười lạnh. Nghe vậy, trên mặt Võ Hoàng không có nét giận dữ, ánh mắt hơi nhau lại. Bổn tọa là chó săn, vậy ngươi lại là cái gì? Ta cũng là chó săn, nhưng ta nhìn thông thấu hơn ngươi, nhất định sống lâu hơn so với ngươi, luận tới thời gian đảm nhiệm trước vĩnh sinh minh chủ, bổn tọa so với ngươi dài lâu hơn nhiều. Nói tới, ngươi nên gọi ta một tiếng tiền bối mới đúng vĩnh sinh minh chủ giọng điệu bình thản võ hoàng nhìn đối phương một cái thật sâu bổn tọa càng thêm tò mò thân phận của ngươi lúc nên để ngươi biết tự nhiên sẽ biết tìm tòi nghiên cứu nhiều như vậy đối với ngươi không có lợi gì vĩnh sinh minh chủ không bàn luận nhiều ở trên đề tài này dừng một chút hắn tiếp tục nói ngươi đã xuất quan vậy vừa đúng lúc đi thích ma Ha đột phá lĩnh vực cảnh trong lời đồn cuối cùng bị thẩm trường thanh chém giết ở núi thánh phật việc này xem như trường lưu khác rồi thích ma vừa chết thiên hạ minh sụp đổ ngươi có ý kiến gì không Trấn Ma Ti một lần nữa nắm giữ phủ Nam U, lại có thẩm trường thanh tọa trấn, coi như tường đồng vách sắt, trừ phi là mang vương mộ bạch tìm về, hoặc là có đại yêu khác ra mặt, nếu không chúng ta không động vào phủ Nam U được. Võ Hoàng vẻ mặt bình tĩnh, đối phương không muốn nhiều lời ở vấn đề ban đầu, khẳng định là đang che giấu thân phận bản thân. Đối với điều này, hắn tuy trong lòng tò mò, nhưng cũng tạm thời không có cách nào làm rõ thân phận đối phương. Bởi vậy, đề tài liền tạm thời chuyển tới phủ Nam U bên này. Võ Hoàng ở sau khi xuất quan, tin tức phủ Nam U cũng là ngay lập tức đã đạt được bổn tọa đề nghị tạm thời đừng thò tay vào phủ nam u phủ lạc an có viện quân đại lương cùng đại việt chúng ta trái lại có thể đi đối phó phủ đại hoàng trước phối hợp với mang tộc đại tần chính phủ không cần phải nhìn chằm chằm phủ nam u nếu lực lượng phủ nam u không mạnh vậy trái lại không có gì hôm nay phủ nam u có thẩm trường thanh rõ ràng đã trở thành một khúc xương cứng thật muốn liều mạng với phủ nam u vĩnh sinh minh sẽ chỉ tổn thất thê thảm nặng nề mặt khác chuyện cổ huyền cơ tính ngự giá thân trinh cũng phải hướng bên trên bẩm báo võ hoàng nhìn về phía đối phương chuyện phù nam u chỉ là việc nhỏ vấn đề thật sự ở chỗ trên người cổ huyền cơ vĩnh sinh minh chủ nói bổn tọa đang chuẩn bị hướng bên trên bẩm báo trong mật thất tối tăm có vô số sương mù đen chật toát ra một đôi mắt đỏ rực từ bên trong xuất hiện ra mắt đại nhân hai người vĩnh sinh minh chủ cùng võ hoàng đều ngay lập tức cúi đầu hành lễ giọng nói khàn khàn vang lên trong mật thất chuyện gì khởi bẩm đại nhân chúng ta nhận được tin tức cổ huyền cơ chuẩn bị ngự giá thân trinh muốn tấn công đại chu võ hoàng dẫn trước một bước nói vừa dứt lời ánh mắt màu đỏ rực dao động vài phần cổ huyền cơ nếu ta không nhớ lầm tuổi thọ của hắn đã không nhiều nữa nhỉ không sai thuộc hạ phòng đoán cổ huyền cơ chính bởi vì tuổi thọ không nhiều nữa cho nên mới muốn ở trước khi ngã xuống bình định đại chu do đó ổn định cục diện đại tần không đến mức ở sau khi hắn chết đại tần lập tức sụp đổ võ hoàng nói ra phán đoán của mình tin tức cổ huyền cơ chuẩn bị ngự giá thân trinh đã chuyển lưu không ít chỉ cần là người sáng mắt đều có thể nhìn ra mục đích của đối phương mật thất bình tĩnh vài phần bạn đang xem nhân tộc chấn thủ xứ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Sau đó, trong sương mù đen lại lần nữa có thanh âm truyền ra. Hắn nếu dám rời khỏi đại tần, vậy để hắn có đi không có về. Bất luận còn lại bao nhiêu thời gian tọa hóa cũng tốt, lần này hắn nếu rời khỏi đại tần, chính là lúc hắn chết. Các người gắt gao chú ý động tác của cổ huyền cơ, phàm là hắn rời khỏi đại tần, ngay lập tức bẩm báo ta. Từ khi thích mà hàng ngã xuống, thời gian cũng sắp xỉ trôi qua non nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, thẩm trưởng thanh vẫn luôn ở lại trong thành Nam Hải, đã là xem xét tiến độ xây dựng ngục trấn ma cũng là vì phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn xảy ra may mắn là sau khi thích ma Hàng ngã xuống cường giả thiên hạ minh cũng đều ở trong một trận chiến núi thánh phật bị tiêu diệt gần hết tới giờ phút này thiên hạ minh đã không còn bao nhiêu cường giả đáng nói đừng nói tông sư đỉnh phong bốn nghìn bốn trăm bốn mươi bốn cho dù là võ giả bước vào cảnh giới tông sư cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy đối mặt lực lượng trấn ma ti cùng các tông môn thiên hạ minh càng không có năng lực ngăn cản qua mười mấy ngày tông môn bị diệt khó có thể đếm xuể vì thế có tông môn ở lúc nhận được tin tức ngay lập tức giải tán tông môn của mình sau đó đừng ai nấy đi đối với những người này trấn ma cũng không bỏ qua phàm là thân phận chấp sự cùng trên nữa toàn bộ đều là truy nã bắt về đồng thời chiến lợi phẩm mỗi ngày nâng đến trấn ma cũng sắp không chứa được nữa thẩm trường thanh còn cố ý bảo người ta mang toàn bộ thu hoạch ngoại trừ võ học biến hết thành ngân lượng về phần võ học mà nói trái lại tạm thời chưa sung vào tàng thư các nghị sự đại điện thẩm trường thanh ở vị trí đứng đầu bọn người vân tôn đều là từ bên ngoài trở về đồng thời người trăm tông ban đầu cũng đều có người tới lạc tổng quản nói một chút thu hoạch lần này của trấn matita đi hắn nhìn về phía lạc tấn ở bên nghe vậy lạc tấn đầu tiên là gật gật đầu sau đó đứng dậy nhìn về phía mọi người cao giọng nói lần này tư diệt 137 tông môn có được thông mạch cảnh 68 đại tông có được tiên thiên cảnh 17 đại tông đứng đầu có được tông sư cảnh cùng với hai vô thượng đại tông phân biệt là vạn phật tông cùng thiên ma môn trong đó đạt được 6 môn võ học tông sư đứng đầu, 63 môn võ học tông sư bình thường, 579 môn võ học tiên thiên, 3781 môn võ học thông mạch. Thu hoạch khác, toàn bộ đổi thành ngân lượng, tổng cộng 4 ước 1756 vạn lượng bạc, 417 triệu 560 nghìn lượng bạc. Đợi Lạc Tấn nói xong, nơi đây đã yên tĩnh như chết. Mỗi người đều là mặt đỏ lên, bên tai vẫn đang quanh quần lời đối phương lúc trước nói. Hơn 400 triệu. Toàn bộ người ở đây, đừng nói từng thấy nhiều bạc như vậy, cho dù là nghe, hầu như cũng chưa từng nghe nói bao nhiêu. a, à, trong lòng thường ấn âm thầm hít vào một hơi, hơn 400 triệu, giống như là vượt qua hắn tưởng tượng. Mượn thanh ngọc tông mà nói đi, tài nguyên trong tông môn cộng lại, cùng lắm chỉ là mấy trăm vạn lượng mà thôi. Cho dù là mang toàn bộ sản nghiệp bán tháo hết ra ngoài, đều đổi thành hiện ngân, có thể cũng chỉ có mấy ngàn vạn lượng. Mà đây là thanh ngọc tông tích lũy hơn một ngàn năm, là nhiều thế hệ truyền thừa. Tới hôm nay mới có cuộc cải như thế mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được hơn 400 triệu rốt cuộc là một khoản tài phú lớn cỡ nào nếu toàn bộ nện ở trong tay một môn phái mà nói như vậy môn phái này không cần bao lâu liền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đại phái hơn nữa là loại đại phái mà môn phái khác căn bản không với tới được nhìn ánh mắt mọi người thẩm trường thanh không cảm thấy có gì kỳ quái sớm ở lúc hắn nhận được tin tức này cũng bị chấn động một phen hơn 400 triệu số lượng này cũng khiến hắn không ngờ được nhưng mà ngân lượng tuy nhiều lại đối với thẩm trường thanh bây giờ mà nói thực ra không có quá nhiều tác dụng trừ ở trong trấn ma ti tuyên bố nhiệm vụ thì không có gì khác đợi mọi người tiêu hóa một phen thẩm trường thanh mới nói lần này thu hoạch đều là các tông bỏ sức trong lòng bản quan cũng rất rõ hôm nay có thể tan giã thiên hạ minh các vị đang ngồi cũng đều có công lao bản quan ban đầu đã hứa hẹn luận công ban thường hôm nay là lúc thích hợp rồi nói tới đây hắn cố ý tạm dừng một phen sau đó lúc này mới lại chậm rãi mở miệng bốn ước một bảy trăm năm mươi sáu vạn lượng bạc trong đó kẻ công phá vô thượng đại tông nên được hai nghìn năm trăm vạn lượng Kẻ công phá đại tông đứng đầu nên được 500 vạn lượng, kẻ công phá đại tông nên được 100 vạn lượng. Cuối cùng kẻ công phá tông môn có được thông mạch cảnh nên được 30 vạn lượng. Nếu là có nhiều tông môn liên thủ công phá một tông môn, vậy ngân lượng đạt được chia đều phân phối. Ngoài ra, vô thượng đại tông Thanh Ngọc tông nên được một môn võ học đại tông sư, đại tông đứng đầu có thể tùy ý chọn lựa một môn võ học tông sư đứng đầu để cập tông sư tuyệt đỉnh, đại tông bình thường có thể tùy ý một môn vào cấp bậc tông sư, tông môn thông mạch cảnh nên được một môn võ học tiên thiên đa tạ thẩm đại nhân bao gồm thanh ngọc tông ở trong mọi người đều cố gắng kiềm chế kích động đồng thanh nói phân phối như vậy mỗi người đều rất hài lòng dù sao nếu không phải thẩm trường thanh ở núi thánh phật chém giết thích ma ha nếu không phải vân tôn đám chấn thủ xứ chém giết các cường giả tông sư đỉnh phong kia bằng vào thực lực các tông căn bản là không có năng lực tiêu diệt rất nhiều tông môn trong thiên hạ minh chính bởi vì sau khi đại bộ phận cường giả đứng đầu đều bị chấn ma ti diệt trừ bọn họ mới có cơ hội diệt tông này hôm nay dựa theo thẩm trưởng thanh phân phối các tông đạt được ngân lượng cộng lại cũng vượt qua 2 ức 4 ngàn vạn, 240 triệu. Không chỉ như thế, các tông đều đạt được một môn võ học trước mắt thiếu, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng tốt. Đặc biệt Thanh Ngọc Tông, võ học đại tông sư, có thể nói là thứ vô thượng đại tông bực này thật sự khát vọng. Nếu có thể đạt được, rõ ràng là bớt đi rất nhiều công phu. Thẩm trường Thanh gật gật đầu, các vị đều đã đồng ý, như vậy phân phối dựa theo phương thức này tiến hành, tìm mình đến vấn đề các tông, các ngươi có thể tự bàn bạc. Có bất cứ dị nghị gì, có thể tìm chấn ma ti nói rõ nhưng bản quan cũng hy vọng các vị đừng bởi việc nhỏ mà hỏng việc lớn đơn giản cảnh cáo một phen chỉ là vì tránh cho có một số người nhìn thấy lượng lớn bạc trực tiếp váng đầu nhưng mà loại tình huống này bình thường sẽ không xuất hiện dù sao quy củ là chấn ma ti định ra bây giờ các tông môn của thiên hạ minh vừa mới bị diệt nếu thật có người trêu vào chấn ma ti quả thật là chán sống nhưng vì sau đó không có chuyện không thoải mái xảy ra thẩm trường thanh cảm thấy vẫn cần nhắc nhở một lần mới được trước mắt tông môn của phủ nam u đã không nhiều nữa các tông môn của thiên hạ minh bị giết trước mắt tông môn giang hồ cũng chỉ còn lại một ít đang ngồi ở đây có thể nói một trận chiến thiên hạ minh khiến thực lực giang hồ phủ nam u giật lùi mấy chục năm hơn trăm năm không có mấy chục năm thời gian trên cơ bản không có khả năng dịu đi nếu lại mang tông môn còn lại diệt một ít hắn cảm giác thật sự có thể giúp mình bắt giữ yêu tà liền không nhiều nữa bởi vậy thẩm trường thanh là thật sự không hy vọng có tông môn lúc này đến trêu vào mình giết một bộ phận có thể để cao uy thế chấn ma ti nhưng nếu giết nhiều đối với bản thân cũng có ảnh hưởng. Nghe vậy, người các tông đều cuốn quyết gật đầu. Chỉ cần không phải kẻ ngu dốt, đều sẽ không lựa chọn ở lúc này đi khiêu kích chấn ma ti. Sau đó, thẩm trường thanh nói, là tổng quản, ngươi phân phối tài nguyên một phen cho người các tông, mặt khác thanh ngọc tông muốn võ học đại tông sự loại nào. Hắn mang ánh mắt đặt ở trên người thường ấn. Nghe vậy, thường ấn trả lời không cần nghĩ ngợi, tại hạ hy vọng đạt được võ học đại tông sư phương diện rèn luyện thân thể. Bất cứ chiêu số nào, đều chỉ là thứ yếu. Chỉ có rèn luyện bản thân, mới là căn cơ thật sự mọi người không thấy trong các võ học đại tông sư đối phương bán đấu giá không có bất cứ một môn nào là võ học tầng diện ngoại công sao nghe vậy thẩm trưởng thanh gật gật đầu có thể ngươi tạm thời ở lại trấn ma tí mấy ngày bản quan sẽ cho võ học ngươi cần đa tạ thẩm đại nhân thường ấn kích động đứng lên đạt được võ học ngoại công đại tông sư như vậy võ học truyền thừa của thanh ngọc tông có thể tiến một bước làm ra đột phá trong ngắn hạn chưa chắc có thể nhìn thấy lợi ích nhưng nếu là xem thời gian dài lợi ích khó có thể đong đếm thậm chí đạt được ngân lượng phong thường cũng không quan trọng bằng một môn võ học đại tông sư này sau đó tất cả mọi người đều ở dưới lạc tấn dẫn sắt rời đi đại điện vốn tỏ ra hơi chật trội nháy mắt trở nên chống trải hẳn lên ngoại trừ ngân lượng cho các tông trấn ma ti vẫn còn có một ức bảy ngàn vạn lượng một trăm bảy mươi triệu còn lại trong đó ta chỉ lấy một ức ba ngàn vạn lượng còn lại đều thuộc về trấn ma ti thành nam hải sở hữu một điểm này vân trấn thủ hẳn là không có vấn đề gì chứ thẩm trường thanh thản nhiên nói nghe vậy vân tôn ôm quyền thẩm trấn thủ nói quá lời rồi nếu không phải ngươi chém giết thích ma hà chúng ta cũng không có hy vọng công phá thiên hạ minh trấn ma ti thành nam hải có thể đạt được hơn bốn ngàn vạn lượng đã là hoàn toàn đủ rồi một điểm này hắn cũng không nói dối trấn ma ti thành nam hải có thể đạt được hơn bốn ngàn vạn lượng cục diện cũng có thể được thay đổi rất lớn cái khác không nói chỉ riêng mở rộng chưa mộ lượng lớn trừ ma sư mới đã không thành vấn đề tương lai một đoạn thời gian rất dài trấn ma ti thành nam hải đều có thể không cần đi phát sâu vì tài nguyên như vậy vân tôn lại nào có thể không hài lòng ừm mặt khác lần này thu được võ học tầng diện tông sư cho thành phá sơn dự bị một phần còn lại toàn bộ đều sung vào tàng thư các của trấn ma ti thành nam hải đi coi như là bồi dưỡng trừ ma sứ sau này cảm tạ thẩm trấn thủ một ức ba ngàn vạn lượng của ta cũng không tính mang đi hôm nay ngục trấn ma đang xây dựng đợi tới sau khi xây dựng hoàn thành ta hy vọng cũng ở trấn ma ti thành nam hải tuyên bố nhiệm vụ tương ứng bắt giữ yêu tà một điểm này vân trấn thủ nghĩ hẳn cũng không có vấn đề gì chứ thẩm trường thanh vào thẳng đề tài chính hắn cần ngân lượng tác dụng thật sự là ở chỗ bắt giữ yêu tà mà thôi tiền tài vật ngoài thân càng là cường giả đối với ngân lượng tầm thường lại càng không có theo đuổi gì lớn trước kia mà nói thẩm trường thanh sẽ cho rằng bạc tương đối quan trọng nhưng bây giờ với hắn mà nói bạc thật ra cũng không quan trọng như vậy nữa nếu không phải vì để người khác giúp mình bắt giữ yêu tà lấy thực lực bản thân cho dù là không có một đồng tiền cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì nói tới có chút bá đạo nhưng sự thật thường thường chính là như thế không thành vấn đề vân tôn trịnh trọng gật đầu chuyện trấn ma ti thành phá sơn tuyên bố nhiệm vụ bắt giữ yêu tả hắn cũng rất rõ hai đại trấn ma ti đều ở phủ nam u tin tức cũng tính là liên hệ cuối cùng thẩm trường thanh nhìn về phía hướng nguyên trấn ma ti thành bại nguyệt hủy ở trong tay thiên hạ minh người cầm quyền viên cực ngã xuống hôm nay thành bại nguyệt trở về trong tay đại tần như vậy nhiệm vụ xây dựng lại trấn ma ti cũng liền lửa xém lông mày hướng trấn thủ làm nguyên trấn thủ sứ trấn ma thành bại nguyệt có ý kiến gì không Phủ Nam U thiết lập ba phân bộ trấn Ma Ti, không phải lung tung mà là có nguyên nhân chủ yếu. Phủ Nam U địa thế rộng lớn, nếu muốn chiếu cố đầu đuôi, phải có ba phân bộ trấn Ma Ti mới được. Nếu không, rất dễ dàng bị yêu tà thừa dịch sơ hở mà vào. Trấn Ma Ti thành bại nguyệt ban đầu tuy bị công phá, nhưng có Thiên Hạ Minh vào làm chủ, có thể nhìn ra được, Thiên Hạ Minh cũng là có ý tưởng thật sự nắm giữ trấn Ma Ti, cho nên mới toàn lực càn quét yêu tà. Nhưng bây giờ, Thiên Hạ Minh đã bị diệt, rất nhiều tông môn trong đó, toàn bộ đều bị phe trấn Ma Ti trừ tận gốc có thể nói quận vực thành bại nguyệt bây giờ xem như một mảnh trống rỗng không có chức lực lượng trấn thủ đáng nói bạn đang xem nhân tộc trấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nếu có yêu tả gây họa hầu như là không hề ngăn cản xây dựng lại trấn ma ti là chuyện bắt buộc phải làm hướng nguyên nghe vậy trên mặt không có kinh ngạc hiển nhiên là có sớm có đoán trước trấn ma ti xây dựng lại là tất nhiên nhưng hôm nay không có trấn thủ sứ cấp vương tọa trấn chỉ có ta cùng phó lan hai người rất khó ổn định được cục diện trấn thủ sứ có thể tọa trấn một phương cũng phải xem là nơi nào như là một phần ba phủ nam u một trấn thủ sứ cấp tướng thì kém nhiều lắm chỉ có trấn thủ sứ cấp phương mới có tư cách tọa trấn loại địa phương này nếu không sẽ không là người cầm quyền mỗi phần bộ trấn ma ti đều là cường giả cấp độ này cho dù hướng nguyên rất tự tin đối với thực lực bản thân nhưng cũng biết mình chưa có năng lực tọa trấn thành bại nguyệt cho dù là thêm một phó lan vẫn là như thế khác biệt của cấp tướng cùng cấp phương không phải chút ít nhân số có thể bù lại trừ phi là có trấn thủ sứ cấp tướng hai con số trở lên như vậy mới có khả năng chống lại chấn thủ sứ cấp vương một chút. Nhưng mà, cũng chỉ là chống lại một chút mà thôi. Tranh lệch hai cấp bậc, muốn bù lại không phải chuyện đơn giản. Thẩm Trường Thanh nói, vấn đề người cầm quyền, các ngươi tạm thời không cần lo lắng nhiều như vậy, ta tọa chấn phủ Nam U, không cho phép yêu tà làm bậy, điều các ngươi cần phải làm là xây dựng lại chấn Ma Ti thành bại nguyệt. Chuyện còn lại, ta sẽ xử lý tốt. Mặt khác chính là ví dụng xây dựng lại chấn Ma Ti, hướng chấn thủ có thể hướng triều đình xin, tin tưởng không có vấn đề gì. Hắn là không tính tự bỏ tiền túi, có thể hướng triều đình xin khẳng định là hướng triều đình xin tốt hơn mình bỏ tiền túi đó là hành vi của cảnh ngốc hơn nữa xây dựng lại một cái chấn ma ti tiêu phí ngân lượng cũng không ít chỉ riêng xây dựng lại đã không thể ít hơn bảy chữ số tiền triệu càng đừng nói sau đó tuyển nhận trừ ma sứ cùng với các hạng tài nguyên nói trắng ra chút chấn ma ti chính là tương đương với một cái động không đáy cũng chỉ triều đình có năng lực nuôi dưỡng đều là người khác đã sớm bị hút khô rồi dù sao chém giết yêu tà lại có thể đạt được chút gì triều đình cho công huân tương đương cho ngược lại tiền. Cho dù là Thẩm Trường Thanh bây giờ tuyên bố nhiệm vụ bắt giữ yêu tà, đó cũng là cấp lại tiền, khác nhau là ở chỗ, thực lực bản thân có thể tăng lên, mà triều đình thì không có cách nào mà thôi. Hướng Nguyên gật gật đầu, việc này ta sẽ hướng triều đình xin. Vậy thì tốt. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Ngay sau đó, hắn nâng tay, lòng bàn tay nứt ra, một giọt tinh huyết tản mát ra khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện. Luồng khí tức mạnh mẽ đó khiến bọn người Hướng Nguyên đều biến sắc, cho dù là Vân Tôn sắc mặt cũng nổi lên biến hóa bọn họ nhìn về phía lòng bàn tay đối phương nơi đó có một giọt máu màu vàng ngoài ra trong máu còn có tê xét màu tím quanh quẩn không tiêu tan tràn ngập khí tức thần thánh thẩm trấn thủ đây là vân tôn có chút chấn động hắn ở trong máu cảm nhận được bên trong ẩn chứa một luồng lực lượng cường đại luồng lực lượng đó cho dù là so với mình cũng không kém bao nhiêu chỉ riêng một giọt máu tươi đã cường đại đến trình độ như vậy như vậy sự mạnh mẽ của người đó liền có thể nghĩ mà biết nhớ lại một màn phá vỡ hư không kia ở núi thánh phật trong lòng vân tôn đã là chấn động lại cảm thấy có chút đương nhiên thẩm trường thanh nâng giọt máu đó bình tĩnh nói đây là một giọt tinh huyết của thẩm mỗ bên trên bám vào một phần lực lượng thần hồn nếu có yêu tà mạnh mẽ xâm chiếm hướng chấn thủ có thể phóng thích tinh huyết này đi ra đối địch chỉ cần không phải yêu ma cấp cao đều có thể giải quyết cho dù có yêu ma cấp cao ra tay tin tưởng ngăn cản một đoạn thời gian không thành vấn đề đến lúc đó ta tự nhiên sẽ chạy tới chấn động vô cùng chấn động trong lời nói thông dong bình thản ẩn chứa lại là tin tức làm người ta kinh hãi có ý tứ gì? Một giọt tinh huyết có thể đối phó toàn bộ yêu tà yêu ma cấp cao trở xuống, hơn nữa cho dù là yêu ma cấp cao, cũng có thể chống lại. Cho dù là trong lòng Vân Tôn sớm có đoán trước, ở lúc thật sự được chứng thật, vẫn không khỏi lại lần nữa chấn động. Về phần hai người hướng nguyên cùng phí Vân, thì chấn động nói không ra lời. Đối với người khác chấn động, trong lòng thầm trường thanh cũng rất hài lòng. Thần tiêu kim thân sau khi viên mãn mạnh mẽ, so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ở lúc thần tiêu kim thân bậc bảy, lực lượng tinh huyết hắn ngưng tụ ra, cùng lắm cũng chỉ tương đương với yêu ma cấp thấp mà thôi nhưng bây giờ lực lượng một giọt tinh huyết đã hoàn toàn có thể so với tồn tại nửa bước yêu ma cấp cao có thể nói đây là một sự nhảy vọt về chất thẩm trường thanh tin tưởng để mình thật sự lại một lần nữa đột phá mà nói như vậy khí huyết thân thể nhất định có sự lột xác mạnh mẽ khi đó lực lượng một giọt tinh huyết chấn áp yêu ma cấp cao chỉ sợ cũng không phải vấn đề gì lớn lấy lực lượng thần hồn cùng với tinh huyết của mình nếu cực hạn tiêu hao một hơi có thể phân hóa ra mười mấy hóa thân nhưng điều này không cần thiết dù sao tiêu hao nghiêm trọng như vậy cho dù là đột phá sau đó cũng rất khó bổ sung trở lại hơn nữa lực lượng thần hồn là không có cách nào bổ sung một khi tiêu hao nghiêm trọng cũng chỉ có ngã xuống cảnh dưới một con đường này có thể đi hơn nữa mượn bây giờ mà nói mười mấy hóa thân cấp bậc nửa bước yêu ma cấp cao thực lực tổng hợp cũng không mạnh mẽ bằng bản thân không cần thiết phân hóa ra hóa thân thuần túy là ăn no rừng mỡ chỉ là thẩm trường thanh thấy bây giờ thành bại nguyệt không có cường giả tọa chấn mới phân hóa một giọt tinh huyết ra, dùng để ổn định cục diện. Một khi tinh huyết bị kích hoạt, hắn có thể kịp thời chạy tới, xúc địa thành thốn. Thực không phải chỉ để nói thôi. Tuy thần thông tiêu hao rất lớn, nhưng lấy nội tình của mình bây giờ, duy trì một đoạn thời gian không thành vấn đề. Mà một đoạn thời gian này, không nói vắt ngang qua toàn bộ phủ Nam U, nhưng hơn phân nửa phủ Nam U, nghĩ hẳn cũng có thể chống đỡ. Có cơ sở này, thẩm trưởng thanh mới có lòng tin như vậy. Bảo người ta lấy đến một cái hộp ngọc, hắn mang tinh huyết cất ở bên trong hộp ngọc. Hướng chấn thủ thu lấy, nhớ kỹ không đến thời điểm không thể ngăn cản đừng tùy ý khởi động lực lượng tinh huyết thẩm trường thanh nghiêm túc cảnh báo một câu tinh huyết tiêu hao là việc nhỏ thần hồn tiêu hao là lớn chỉ cần tinh huyết chưa tiêu hao như vậy thần hồn tiêu hao liền còn có thể thu về nhưng nếu là tiêu hao hết như vậy một phần thần hồn này coi như hoàn toàn tổn thất như vậy hắn không biết phải chém giết bao nhiêu yêu tà mới có thể bổ sung trở về thẩm trấn thủ yên tâm không đến lúc nguy cấp tuyệt không vận dụng lực lượng tinh huyết hướng nguyên cầm lấy hộp ngọc trịnh trọng gật đầu cho dù là có hộp ngọc cất chứa hắn cũng có thể cảm nhận được luồng lực lượng trong đó khiến tim mình đập nhanh đây là lực lượng chỉ thuộc về cường giả trước kia hướng nguyên cho rằng mình là trấn thủ sứ đã tính là cường giả nhưng bây giờ hắn hiểu rất rõ mình so sánh với các tồn tại đứng đầu kia còn thua kém rất nhiều chuyện về sau liền đơn giản hơn rất nhiều đạt được tinh huyết của thầm trường thanh hướng nguyên đối với xây dựng lại trấn ma ti thành bại nguyệt đã không có áp lực gì quá lớn nữa có vị trấn thủ sứ phủ nam u này cho dù trấn ma Tì thành bại nguyệt không có trấn thủ sứ cấp vương tọa trấn cũng củng cố hơn nhiều so với trước kia có trấn thủ sứ cấp vương tọa trấn thực lực tiêu diệt lĩnh vực cảnh một giò tinh huyết tương đương với nửa bước yêu ma cấp cao đặt ở nơi nào cũng là cấp độ đại yêu vững vàng cường giả cỡ này đã là cung cấp với đông vương chiếu cho dù hôm nay phủ nam u không có bất cứ một trấn thủ sứ cấp vương nào nhắm chừng vĩnh sinh minh cùng yêu tà nhất tộc cũng không dám làm bậy dù sao một khi làm bậy phải thừa nhận lửa giận của một vị trấn thủ sứ cấp tôn có thể so với đại yêu trừ phi là yêu tà nhất tộc cũng có cường giả cấp độ đại yêu xuất động nhưng nếu như vậy nói rõ yêu tà nhất tộc là chuẩn bị quy mô tiến công đại tần cho dù là thêm vài vị trấn thủ sứ cấp vương cũng rất khó thay đổi cục diện ở sau khi hướng nguyên rời đi thẩm trường thanh ngay lập tức tìm tới giang an đang xây dựng ngục trấn ma thẩm huynh nhìn thấy người tới giang an kinh ngạc nhiều ngày như vậy đối phương đây là lần thứ hai tìm đến mình hắn ngay lập tức biết khẳng định là có chuyện gì cần mình đi làm không đợi giang an đi nghĩ là chuyện gì thẩm trường thanh đã đi thẳng vào vấn đề trấn ma ti thành bại nguyệt sắp xây dựng lại nơi đó cũng cần xây dựng một ngục trấn ma giang huynh đưa ra cái giá cần bao nhiêu công huân cùng với ngân lượng cái này giang an bị lời nói trắng ra của đối phương làm cho sửng sốt sau một lúc mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần suy tư một phen hắn trầm giọng nói một nghìn năm trăm công huân một ngục trấn ma thẩm huynh nếu muốn tính cả thành bại nguyệt thêm một nghìn năm trăm công huân là được có thể dùng cái khác thay thế hay không nói ví dụ ngân lượng một điểm công huân quy ra 500 lượng như thế nào?" Thẩm Trường Thanh hỏi một câu mang tính thăm dò. Đối với điều này, Giang An lắc đầu, "Thẩm huynh hẳn là rõ, bạc với chúng ta mà nói không có tác dụng gì, chỉ có công huân mới là chủ yếu." "Được rồi." Thẩm Trường Thanh thở dài. Hắn bây giờ không thiếu tiền, toàn bộ tài sản cộng lại vượt qua 200 triệu, 200 triệu lượng bạc. Đặt ở kiếp trước, đâu chỉ là hai cái mục tiêu nhỏ đơn giản như vậy, nhưng mà, đối với vấn đề công huân, Thẩm Trường Thanh liền có chút khó khăn. Hắn cái gì cũng không thiếu thật sự thiếu chính là công huân. Hôm nay thanh linh ngọc vội chứa đựng khí tức âm tà cũng là không ít, nhưng yêu tà yêu ma trở xuống, có thể đổi công huân, nhiều nhất cũng sẽ không đến một ngàn mà thôi. Khí tức âm tà cấp bậc yêu ma, thẩm trường thanh có chút lớn tức đổi. Khí tức âm tà cỡ này, đặt vào thêm một ít công huân, có thể ở chấn ma ti đổi một con yêu ma cấp bậc tương đương. Lực lượng tinh thần một con yêu ma cống hiến, không phải là yêu tà có thể bằng được. Nghĩ ngợi chút, hắn nhìn về phía đối phương nói, 1.500 công huân không có vấn đề gì, một đoạn thời gian nữa ta sẽ mang công huân đưa đến giang nguyên nhớ rõ trở thành nam hải bên này kết thúc liền tới thành bại nguyệt không thành vấn đề nói tới chậm rất nhiều năm chưa tới trấn ma ti rồi nhỉ cổ huyền cơ bước chậm ở trong trấn ma ti nhìn cảnh tượng chung quanh sắc mặt có chút cảm khái đã bao nhiêu năm rồi tính toán tựa như cũng có mấy chục năm rồi nhỉ mấy chục năm qua hắn đều luôn ở lại trong hoàng cung hầu như chưa bước ra một bước hôm nay một lần nữa tới trấn ma ti trong lòng cổ huyền cơ liền có chút cảm khái Đông Phương Chiếu đi theo bên cạnh nghe vậy, cười nhẹ, bệ hạ nếu muốn, lúc nào cũng có thể đến chấn Mati đi một chút, quốc đô lớn như vậy, bệ hạ muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Rời đi lâu, phương diện chính sự sẽ rất khó xử lý thỏa đáng, mỗi người đều mơ ước ngôi vị hoàng đế, lại nào biết ngôi vị hoàng đế khó xử. Cổ Huyền cơ lắc lắc đầu. Đối với điều này, Đông Phương Chiếu không tiếp lời, chỉ là mỉm cười. Thái giám theo ở phía sau càng không dám chen vào nói. Tới trước nghị sự đại điện, Cổ Huyền cơ đột nhiên dừng bước, trước đó không lâu có cấp báo từ phủ Nam U truyền đến, thích mà hà đã đền tội thiên hạ minh cũng bị hủy diệt triệt đề việc này chấn ma ti làm không tệ thanh trừ loạn đằng, vốn là việc chấn ma ti nên làm bất luận nên làm hay không có thể diệt thiên hạ minh chấn ma ti coi như là có công lớn thẩm trường thanh người này thực lực rất mạnh thích mà hà tự tiện luyện hóa khí vận phủ nam u mượn dùng bí pháp thượng cổ tấn thăng lĩnh vực cảnh hành động này khiến phủ nam u thiên tai thường xuyên thương vong vô số kể hôm nay thẩm trường thanh có thể tiêu diệt y thực lực chỉ sợ không kém gì ngươi đi bạn đang xem nhân tộc chấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Cổ huyền cơ nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Nghe vậy, đồng phương chiếu khẽ gật đầu, thời kỳ thượng cổ không có yêu tà tồn tại, lĩnh vực cảnh có thể mạnh bao nhiêu cũng còn chưa biết, nhưng nhìn từ tình báo một trận chiến núi thánh Phật, lĩnh vực cảnh quả thật có thực được sánh với chấn thủ sứ cấp tôn. Thẩm trường thanh có thể tiêu diệt y, luận tới thực lực, thần cũng không nhất định có thể làm gì hắn. Hơn nữa võ giả tuổi thọ dài lâu, không ngắn ngủi như chấn thủ sứ, có hắn, chấn mà thì có thể ổn định trăm năm không phải vấn đề. Chuyện lĩnh vực cảnh, hắn cũng biết. Dịch Ninh dẫn đầu mang tin tức này truyền về, khiến hắn đối với chuyện thượng cổ cũng có một ít hiểu biết. Đại tông sư, lĩnh vực cảnh. Đông Phương Chiếu thậm chí hoài nghi, ở trên lĩnh vực cảnh còn tồn tại cảnh giới khác. Như vậy, chấn thủ sứ thật sự không có cách nào so sánh với võ giả. Từ khi chấn Ma Ti thành lập tới nay, chấn thủ sứ mạnh nhất chính là ở mức cấp tôn. Võ giả lĩnh vực cảnh đã là tương đương với đại yêu, vậy nếu đột phá lĩnh vực cảnh, không hề nghi ngờ nhất định vượt qua cấp tôn. Chấn thủ sư vốn là biện pháp võ giả truyền thừa đoạn tuyệt, Sau đó mở lối tắt khác, so với võ giả mấy ngàn năm hơn vạn năm qua thăm dò mở mang, con đường chấn thủ sư còn ở giai đoạn ban đầu, muốn tiếp tục mở mang, độ khó rất lớn. Truyền thừa võ giả đã sớm hoàn thiện, thần cảm thấy trên người thầm trường thanh, hẳn là có truyền thừa võ giả. Đại tông sư lấy thiên phú của hắn mà nói, chỉ là một điểm khởi đầu mà thôi, sau đó lĩnh vực cảnh thậm chí cao hơn, cũng không phải vấn đề. Xem ra người là sớm có quyết định. Cổ Huyền Cơ tựa cười mà không cười nhìn đối phương. Đối với điều này, Đông Phương Chiếu vẻ mặt như thường, thời gian của thần không nhiều nữa, chuyện nên cân nhắc, vẫn phải cân nhắc được chút mới được. Trấn Ma Ti bây giờ thời kỳ giáp hạt, có thể có một vị cường giả một mình chán một phương là rất khó được. Người nói cũng không sai. Cổ Huyền Cơ tạm dừng bước, đi về phía trong đại điện. Đông Phương Chiếu đi theo sau tiến vào. Các thái giám người hầu kia mà nói, thì dừng lại ở cửa đại điện, chưa đi vào theo. Trong đại điện, hai người phân biệt ngồi xuống. Cổ Huyền Cơ nhìn cảnh tượng trong đại điện, khẽ cười nói, chấn ma ti này của người sắp khí phái so được với hoàng cung của trẫm rồi bệ hạ nói đùa rồi chấn ma ti nho nhỏ sao có thể đánh đồng với hoàng cung chuyện này không nói cũng được chấn ma ti ngươi đã tiêu diệt thiên hạ minh có muốn gì không cổ huyền cơ đồ đề tài đông phương chiếu trầm giọng nói hôm qua phủ nam cũng có tin tức truyền đến nói là chấn ma ti thành bại nguyệt cần xây dựng lại hy vọng có thể phát tiền để xây dựng lại mặt khác chính là thẩm trường thanh nói rõ công huân không đủ hy vọng triều đình cũng có thể ủng hộ đôi chút bệ hạ cũng biết Trấn Mati ta hôm nay thu vào không bằng chi ra, đừng nói xây dựng lại phí dụng trấn Mati, cho dù là công huân dư thừa cũng không lấy ra được. Nếu là triều đình bên này cũng cho một ít trợ giúp, vậy không còn gì tốt hơn. Hắn nói uyển chuyển, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cổ huyền cơ lắc đầu bật cười, ngươi vẫn vắt cổ chảy ra nước như vậy, mà thôi, trấn Mati thành bại nguyệt vốn là cơ cấu hộ vệ đại tần ta, hôm nay cần xây dựng lại, triều đình tự nhiên không thể keo kiệt. Chấm chi 500 vạn lượng, để trấn Mati thành bại người xây dựng lại, cùng với một ít vấn đề đến tiếp sau phương diện công huân mà nói thẩm trường thanh tiêu diệt thích ma ha tàn giã thiên hạ minh có công liền ban cho một vạn công huân đông phương trấn thủ nghĩ như thế nào bệ hạ toàn quyền quyết định thần không dám có dị nghị đông phương chiếu tránh mà không đáp được người nếu cảm thấy không có vấn đề vậy quyết định như thế đi cổ huyền cơ cười nhẹ ngay sau đó nụ cười trên mặt thu liễm vài phần một lần nữa trở nên nghiêm túc chuyện phủ nam u hôm nay tạm thời buông xuống thiên hạ minh đã diệt trong thời gian ngắn không có vấn đề gì trước mắt đại tần còn lại hai vấn đề ở ngay trên thân đại chu cùng ban tộc hôm nay đại quân các phủ đều đã đến chuyện chẫm ngựa giá thân trinh cũng nên đưa lên hành trình rồi Ngự giá thân trinh vẻ mặt đông phương chiếu cũng nghiêm túc chính như đối phương nói so với ngự giá thân trinh phủ nam u chỉ là một chuyện nhỏ chuyện bệ hạ ngự giá thân trinh tin tưởng đã chuyển lưu rất rộng yêu tà nhất tộc vẫn luôn muốn công phá đại tần ta bệ hạ nếu rời khỏi yêu tà nhất tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này giọng hắn ngưng trọng đối với yêu tả nhất tộc mà nói đây là một cơ hội ngàn năm một thở cổ huyền cơ cười lạnh cơ hội thì trẫm cho chính là cơ hội của bọn họ trẫm ngược lại muốn xem yêu tả nhất tộc chúng nó rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu lực lượng người giá thân trinh là bắt buộc đông phương trấn thủ là tính ở lại trấn ma ti hay theo trẫm cùng nhau qua đó nghe vậy đông phương chiếu trầm mặc đây là một cái lựa chọn gian nan trái lại không phải hắn sợ chết chủ yếu là bởi vì quốc đô cũng rất mấu chốt đặc biệt phong ấn trong trấn ma ti không thể có bất cứ sai lầm gì nhưng mà đông phương chiếu cũng chưa lập tức từ chối vấn đề tháp phong ma bệ hạ tính giải quyết như thế nào quốc đô chính là chỗ khí vận của đại tần yêu tả mạnh mẽ đi vào chắc chắn bị khí vận áp chế các đại nho quốc tử giám đều có mặt cho dù là đại yêu ra tay tin tưởng cũng không dễ dàng như vậy công phá quốc đô hơn nữa tiềm tâm các hôm nay nghiên cứu không phải sắp có thành quả rồi sao cổ huyền cơ nhìn đối phương một cái thật sâu chỉ cần giám sát đến nơi đến chốn yêu tả nhất tộc cũng không có khả năng thừa dịp sơ hở mà vào bệ hạ có đủ hiểu biết đối với tiềm tâm các đông phương chiều ý vị sâu xa nói một câu Tiềm tâm các nghiên cứu có thành tựu, tin tức này là dự kiến không nói ra, nhưng đối phương thế mà cũng đạt được một ít tin tức. Bởi vậy có thể thấy được, ở trong tiềm tâm các, khẳng định cũng có tai mắt của triều đình. Nhưng mà tai mắt này, tuyệt đối không có khả năng là thành viên trung tâm. Bởi vì thành viên trung tâm của tiềm tâm các, đều là tuyệt đối điều tra rõ ràng, không cho phép xảy ra chút vấn đề nào. Phương diện này, chỉ không phải võ các cùng nội vụ các, mà là chỉ riêng chấn tả các cùng với phong ma các. Nếu người vào hai các này không phải tin cậy, như vậy bí mật quan trọng của hai các là rất khó giữ được bất cứ lúc nào trong tay trấn ma ti đều nắm giữ con bài chưa lật sau đó đông phương chiếu nói thành quả phương diện tiềm tâm các hôm nay thật ra cũng có thể thực thi nhưng nếu muốn trải rộng toàn bộ đại tần ít nhất cũng cần một tháng thời gian mới được hơn nữa một khi thành quả đó thực thi đại tần chắc chắn sẽ nhanh đón một lần thanh tài lớn việc này vệ hạ đã nghĩ kỹ chưa không phá thì không xây được đại tần hơn 300 năm sóng to gió lớn nào chưa từng trải qua cho dù ngày xưa yêu thánh xâm chiếm trẫm vẫn có thể khiến hắn bị thương nặng mà về Đông Phương chấn thủ ở lại chấn Ma Ti thời gian quá lâu rồi, quá mức an ổn, ngược lại thiếu mất vài phần nhuệ khí. Cổ Huyền cơ vẻ mặt ngạo nghễ, đối với thực lực của Đại Tần, hắn là có tự tin tuyệt đối. Đông Phương chiếu trầm mặc một phen, sau đó gật gật đầu, bệ hạ nói có lẽ không sai, thần ở lại chấn Ma Ti quá lâu, là có chút mất đi nhuệ khí. Bệ hạ đã cảm thấy không có vấn đề, vậy thần tự nhiên cũng sẽ không có dị nghị. Đợi tới ngày mai, tiềm tâm các sẽ mang thành quả lấy ra, một tháng thời gian, có thể bao trùm quốc thổ Đại Tần bệ hạ nếu muốn ngự giá thân trinh tốt nhất đợi thêm một tháng nữa một tháng sau nội bộ đại tần ổn định lại dẫn quân tấn công đại chu nội bộ không ổn nói gì đối ngoại cổ huyền cơ gật đầu được vậy chậm chờ một tháng nữa trong lúc đó chấn ma ti cần triều đình giúp đỡ cũng có thể mở miệng tùy ý nuôi quân ngàn ngày dùng ở một lúc hôm nay triều đình nuôi dưỡng bọn họ nhiều năm cũng tới lúc góp sức rồi một tháng không dài không ngắn kéo dài cũng không có vấn đề gì lớn cho nên hắn đối với lời của đông phương chiếu cũng không phản đối thần tuân chỉ được rồi chậm ra ngoài cũng được một đoạn thời gian rồi trong chiều còn có chính vụ cần xử lý trở về trước đây cổ huyền cơ đứng lên đông phương chiếu cũng đứng dậy người không cần tiễn nữa xử lý tốt việc của trấn ma ti đi thần cung tiễn bệ hạ đông phương chiếu kho mình hành lễ sau đó liền nhìn theo cổ huyền cơ rời đi đợi tới sau khi đối phương rời khỏi đại điện hắn cũng đứng như cũ ở nơi đó yên lặng chờ đợi khoảng nửa canh giờ mới nói một câu người đâu trấn thủ đại nhân có gì phân phó càn chiến từ chỗ tối đi ra đông phương chiếu thản nhiên nói cha một lần trong trấn tả các cùng phong ma các rốt cuộc là ai có vấn đề sau khi điều tra ra không cần hành động thiếu suy nghĩ mang danh sách tập hợp cho ta là được vâng càn chiến nhận lệnh lui ra trong cung điện to như vậy một lần nữa lâm vào yên tĩnh đông phương chiếu ngồi về vị trí ban đầu ánh mắt có chút thâm thúy trấn tả các cùng phong ma các là căn cơ nội tình thật sự của trấn ma thi tuyệt đối không cho phép có bất cứ nhân tố nào không ổn định ở bên trong nhiều năm qua Trấn Ma Ti đã sớm không phải cơ cấu người khác một lời có thể quyết định sống chết. Đối với hắn mà nói, Trấn Ma Ti chính là tâm huyết của nhiều thế hệ, không thể xuất hiện trước vấn đề nào. Cho dù là thám tử của triều đình, cũng phải lôi ra. Không nhất định phải có động tác lớn, nhưng ít nhất cũng cần trong lòng có tính toán mới được. Triều đình phong thường đến rất nhanh, chỉ nửa tháng thời gian, đã đến thành Nam Hải. Đồng thời, Trấn Ma Ti thành bại người xây dựng lại, thật ra cũng sớm đã bắt đầu. Đương nhiên, bạc là thẩm trường thanh trước một bức ứng ra, đợi khoản chi của triều đình đến, mình lại từ bên trong cầm lại cách làm như vậy nếu đổi là người bình thường mà nói khẳng định sẽ có một chút phiền toái nhưng nếu là chính hắn thì không có nhiều vấn đề như vậy cường giả ở nơi nào cũng là có đặc quyền một điểm này không thể nghi ngờ một vạn công huân xem như giảm bớt khẩn cấp trong lòng thẩm trường thanh ôm một vạn công huân kia trong lòng hạ xuống một tảng đá lớn phương diện công huân hắn là thật sự thiếu không đơn giản là xây dựng ngục trấn ma cần công huân về sau tuyên bố nhiệm vụ cũng tương tự cần công huân giống như Giang An. Có trừ ma sứ, chưa chắc đã nguyện ý đi làm những nhiệm vụ dùng bà kết toán kia. Nói trắng ra, trừ ma sứ đều là lấy tăng lên thực lực là chính. Bảo vật bên ngoài có thể mua được, trung quy là số ít. Tài nguyên phong phú thật sự, chấn ma ti mới là tồn tại số một. Cho nên, nếu muốn tăng lên thực lực, chỉ có thể là có được đủ nhiều công huân mới được, còn lại, khó khăn đều là không nhỏ. Trong lúc đó, thẩm trường thanh lại đi chảm yêu đường một chuyến, mang toàn bộ khí tức âm tà còn lại trên người mình ngoại trừ khí tức âm tà cấp bậc yêu ma đều đổi thành công huân nháy mắt công huân liền từ một vạn trưởng thành đến khoảng một vạn một ngàn giá trị công huân này so với trong dự đoán của hắn còn nhiều hơn mấy trăm tới điểm xây dựng ngục trấn ma thẩm trường thanh vừa vặn nhìn thấy giang an ngồi ở trên mặt đất đang đùa nghịch một món đồ món đồ đó có chút giống một cái hộp bẹp bốn cạnh vung vức lại giống một khối đồ vật tương tự tấm sắt cụ thể là chất liệu gì hắn liếc một cái cũng nhìn không ra được giang huynh đây là thứ gì thẩm trường thanh trực tiếp hỏi khi nói chuyện ánh mắt hắn đặt trên món đồ đó chỉ thấy trên bề mặt hộp bẹp đen xì khác đường vân kỳ dị những đường vân này có chút tương tự phù văn ngục trấn ma khác còn có chính là bên trên tồn tại mấy vết lõm hình lăng như là cần đặt cái gì thẩm huynh đến rồi giang an lúc này mới ngẩng đầu đối với thẩm trường thanh đến vô ảnh đi vô tung hắn sớm đã thành thói quen bạn đang xem nhân tộc trấn thủ sứ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim cho nên dù thanh âm đột ngột giang an cũng không có gì kỳ quái nghe câu hỏi của đối phương hắn liền cười nói thẩm huynh có từng nhớ ta từng nói với ngươi tiềm tâm các hướng hoàng cung mượn chắc mang nghi nghiên cứu muốn sản xuất ra lượng lớn thứ tương tự chắc mang nghi lấy cái này để kiểm tra đo lường yêu tà tồn tại nhớ rõ chẳng lẽ đây là chắc mang nghi thẩm trường thanh theo bản năng trả lời một câu sau đó vẻ mặt chấn động nhìn về phía món đồ không bắt mắt trước mặt này giang an không có khả năng vô duyên vô cớ nói đến chắc mang nghi trước mắt chỉ có một sự giải thích vật trước mặt chính là cái gọi là chắc mang nghi trong nháy mắt Hắn lại liên tưởng đến phương diện khác, chắc Ma Nghi đột nhiên xuất hiện ở đây, điều đó nói lên cái gì, nói rõ Đại Tần đã có thể làm được sản xuất lượng lớn chắc Ma Nghi. Như vậy, trong quốc thổ Đại Tần, toàn bộ yêu tà đều sẽ không có chỗ ẩn nấp. Nghĩ thông suốt chi tiết trong đó, Thẩm Trường Thanh muốn không chấn động cũng không được. Giang An cười nói, không sai, đây là thứ mượn chắc Ma Nghi nghiên cứu ra, nhưng nó cũng không tên là chắc Ma Nghi, hơn nữa có khác biệt rất lớn với chắc Ma Nghi ban đầu. Tiềm Tâm các ta tiêu phí nhiều năm thời gian, mới xem như thật sự nghiên cứu ra không đến cao tầng, căn bản là không có tư cách tiếp xúc. Thứ này gọi cái gì? Tinh bàn. Tinh bàn. Vẻ mặt thầm trường thanh lại ngẩn ra. Cái tên này khiến hắn rất bất ngờ. Trong lúc nhất thời, cũng là mình không thể nghĩ thông suốt nguồn gốc cái tên này. Giang An cười nói, đặt tên tinh bàn, thẩm huynh rất nhanh sẽ rõ, trước mắt các tinh bàn đều đã đưa đi phân bộ chấn ma ti các thành, đến lúc đó không cần bao lâu, sẽ toàn diện khởi động. Chỉ là phân bộ chấn ma ti mới có thể có được tinh bàn sao. Thẩm trường thanh nhíu mày, hắn cho rằng là mỗi một cấp độ đều sẽ có một vật như vậy lấy nó để thuận tiện giám sát yêu tà tồn tại nếu chỉ là phân bộ chấn ma ti có được như vậy tác dụng liền nhỏ đi nhiều nghe vậy giang an lắc đầu thẩm huynh chớ xem thường tinh bàn chờ khi đó người liền rõ nói thật ta cũng không tham dự bao nhiêu nghiên cứu về tinh bàn cho nên ở sau khi đạt được tinh bàn mới phát hiện nó so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn trước mắt tinh bàn đang vận chuyển đi các thành còn chưa tới thời điểm thật sự kích hoạt xem đối phương nói giữ bí mật trong lòng Thẩm Trường Thanh liền càng thêm tò mò đối với tinh bàn. Đại khái khi nào sẽ chính thức bắt đầu dùng tinh bàn? 15 tháng 8. 15 tháng 8. Thẩm Trường Thanh nghe được thời gian này, vẻ mặt có chút cổ quái. Đáng tiếc, thế giới này không có truyền thuyết hằng nga lên cung trăng, cũng không có cái gọi là Tết Trung thu. 15 tháng 8 cũng chỉ là một ngày rất bình thường mà thôi. Hắn yên lặng tính toán thời gian, bây giờ cách 15 tháng 8 cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, "Tinh bàn mà nói, Người tính đặt ở nơi nào?" Quốc đầu đưa tin, tinh bàn thống nhất đặt ở nghị sự đại điện, chỉ có chấn thủ sứ tọa chấn mới có thể bảo đảm tinh bàn không lo. Giang An trầm giọng nói, trước mắt ta chỉ là vừa được đến tinh bàn, thẩm huynh nếu không đến, yếu không được bao lâu, ta cũng nên đi tìm người, nếu thẩm huynh đến đây, liền đang trước khi tới nghị sự đại điện đi. Cũng tốt, rất nhanh, hai người cùng nhau tới nghị sự đại điện. Sau khi nghe nói tin tức tinh bàn, Vân Tôn cùng với Phí Vân đều hỏi ý mà đến. Về phần hướng nguyên cùng Phó Lan, đều đã trở về thành bại nguyệt, sớm đã không ở thành Nam Hải đây là tinh bàn a à, công tác sự bí mật của tiềm tâm các làm thật sự là kín ta thế mà cũng chưa đạt được trước một chút tin tức nào Vân tôn cùng phí vân cảm khái không thôi bọn họ không phải người của tiềm tâm các đối với tinh bàn cũng không có hiểu biết gì nhìn đường vân bên trên trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị rất rõ ràng tin tức tiềm tâm các chế tác tinh bàn cũng chưa chuyển lưu ra ngoài thật sự biết được tinh bàn tồn tại đều chỉ là số rất ít mà thôi chuyện sau đó liền đơn giản hơn rất nhiều thời gian trôi qua từng ngày Trấn ma Ti thành bại người sắp xỉ xây dựng lại hoàn thành, ngục trấn ma của thành Nam Hải cũng là bước đầu thấy quy mô. Tuy còn chưa tính là hoàn công, tốt xấu cũng là có chút bộ dáng. Chuyện tinh bàn liên quan trọng đại, hầu như đều sẽ có chấn thủ sứ ở lại nghị sự trong đại điện, dựa vào đó vào đàm tinh bàn không lo. Tuy đến bây giờ, tinh bàn cũng chưa hiển lộ ra cái gì thần dị. Không bao lâu, đã là 14 tháng 8. Một ngày này, đám người thầm trường thanh, đều tụ tập ở trong đại điện, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên tinh bàn. Giang huynh, ngươi nói 15 tháng 8 mở ra tinh bàn, có một cái thời gian chuẩn xác hay không? Giờ tí vừa đến, tinh bàn mở ra. Giang An trầm giọng nói. Sau đó, hắn dừng một chút, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía người trước mặt. Thẩm huynh, trước mắt thời gian sắp xỉ rồi, ta đề nghị tốt nhất triệu tập tất cả mọi người trong trấn Ma Ti trước mắt, toàn bộ tập hợp ở đại điện, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngươi lời này là cái gì? Thẩm huynh đến lúc đó sẽ biết. Giang An cố tình lấp lửng. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía mấy người bọn Vân Tôn, cuối cùng gật gật đầu, được ta sẽ để người của chấn ma ti thành nam hải toàn bộ tập hợp ở đây mặt khác thành bại nguyệt cùng thành phá sơn bây giờ cũng có người của chấn ta các tới hắn nghĩ tới hai phân bộ chấn ma ti khác khởi động tinh bàn hẳn là có người tiềm tâm các đến thao tác mới đúng giang an nói thẩm huynh nói không sai sớm ở lúc tinh bàn tới đã có người tương quan tới các phân bộ chấn ma ti thì ra là thế thẩm trường thanh gật đầu đối phương đã nói như vậy vậy hắn cũng liền không có đạo lý từ chối triệu tập người của chấn ma ti không phải chuyện phiền toái gì theo mệnh lệnh truyền ra người trước mắt còn ở lại bên trong trấn ma ti toàn bộ đều đến trong nghị sự đại điện trong đó bao gồm mấy trừ ma sứ kia tọa trấn ở tàng thư các trong lúc nhất thời trong đại điện tụ tập ước chừng nhiều tới mấy trăm người mà đây chỉ là người trước mắt ở lại bên trong trấn ma ti mà thôi nếu tính cả những người tới các nơi chấp hành nhiệm vụ kia nhân số xa không chỉ mấy trăm ít ỏi như vậy dù sao muốn duy trì một khu trực thuộc ổn định mấy trăm trừ ma sứ trung quy là hơi ít bị đột nhiên triệu tập đến trên mặt mọi người đều có biểu cảm nghi hoặc quan sát được người khác nghi hoặc giang an cao giọng nói các vị không cần kỳ quái trước mắt triệu tập các vị là có chuyện quan trọng hy vọng mọi người đều ở lại tại chỗ đừng động đậy phàm là có ai tự tiện rời khỏi ta đều có lý do hoài nghi người đã phản bội trấn ma ti cho nên ở lại tại chỗ đừng hành động thiếu suy nghĩ đợi tới giờ tí liền tường an vô sự đợi giang an nói xong thẩm trường thanh thản nhiên mở miệng lời giang trường lão nói chính là ý tứ của ta hy vọng mọi người phối hợp một phen đừng làm không thoải mái vừa dứt lời vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc nếu nói giang an rất nhiều người không biết với lời của đối phương không cho là đúng như vậy lời của thẩm trường thanh liền không có ai dám không nghe theo nói tới ở trong trấn ma ti thành nam hải uy vọng của vị trấn thủ sứ phủ nam u này so với vân tôn người cầm quyền này còn cao hơn khung cảnh yên tĩnh xuống không ít người trong lòng tuy nghi hoặc nhưng cũng chưa hỏi ra thời gian trôi qua từng chút một giang an thấy thời gian sắp tới liền đi tới chiếc tinh bàn đạt ở giữa đại điện vì đặt tinh bàn trấn ma ti cố ý ở giữa đại điện kiến tạo biệt cao bằng ngờ người. Sau đó, hắn trịnh trọng từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc. Mở ra hộp ngọc, một luồng linh khí mênh mông đến cực điểm phát ra, thẩm trường thanh nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trên đặt mấy cục đá màu xanh. Ở lúc nhìn thấy những cục đá đó, hắn nháy mắt nghĩ tới cái gì, trong lòng không khỏi chấn động. Linh thạch, một loại trí bảo chỉ từng nhìn thấy trên hồ sơ võ các, lại chưa từng thật sự gặp. Giang huynh, thứ trong tay người là linh thạch phải không? Thẩm trường thanh mở lời hỏi, muốn xác nhận một phen. Nghe vậy, Giang ăn gật đầu, không sai đây là linh thạch khi nói chuyện hắn đã lấy ra linh thạch đặt từng viên ở chỗ lõm hình lang của tinh bàn bắt đầu đi trong quốc đô chấn ma ti đồng phương chiếu nhìn tinh bàn trước mặt sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hiếm thấy một tấm tinh bàn này so với tinh bàn phân bộ của khác còn lớn hơn rất nhiều hơn nữa hoa văn bên trên khác càng thêm kỳ dị khó lường vừa dứt lời người tiềm tâm các đã sớm chuẩn bị sẵn sàng liền lấy ra linh thạch tương ứng lần lượt khảm ở bên trong theo linh thạch khảm vào tinh bàn to như vậy nhất thời có ánh sáng màu xanh chạy ở trên đường vân sau đó nháy mắt phác họa lại cùng một chỗ ngay sau đó ầm uhm. một chùm hào quang màu xanh trực tiếp từ trong tinh bàn phóng vút lên trời cho dù là đại điện cũng không thể trở ngại hào quang màu xanh lao đi trực tiếp phá tan đại điện trói buộc vào thẳng trên không trung trong đêm đen chỉ thấy ở quốc đô một chùm hào quang màu xanh to lớn lao thẳng lên trời toàn bộ bóng tối giống như đều chậm rãi tiêu tán ở dưới chùm hào quang màu xanh này ở sau khi hào quang màu xanh lao vút lên trời không đến một khắc đồng hồ trong trời đêm phương xa liền có chùm hào quang màu xanh thứ hai lao vào bầu trời, chùm thứ ba, chùm thứ bốn, từng chùm hào quang màu xanh lao vút lên trời, giống như là trụ trời chiếu vào minh mắt. Phủ Nam U, trấn Ma Ti thành Nam Hải, trong nghị sự đại điện, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên tinh bàn. Từ khi linh thạch được khảm vào đến bây giờ, đã trôi qua một khắc đồng hồ thời gian, nhưng vẫn chưa có bất cứ động tác gì. Ở lúc người khác nghi hoặc, trong lòng Giang An cũng là áp lực như núi, tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề. Trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện, tuy mình biết tinh bàn nhưng nói đến tự tay khởi động tinh bàn cũng là lần đầu tiên từ trước tới nay cho nên nói bản thân giang an cũng không thể xác định tinh bàn có phải tồn tại vấn đề gì hay không nếu thực có vấn đề như vậy một lần này trấn ma ti nghiên cứu coi như hoàn toàn thất bại ngay tại lúc hắn âm thầm cầu nguyện đột nhiên trên linh thạch được khảm trên tinh bàn có linh khí nồng đậm hóa thành hào quang màu xanh di chuyển ở trên đường vân nháy mắt tiếp theo toàn bộ đường vân sáng lên một chùm hào quang màu xanh mênh mông trực tiếp từ trong tinh bàn lao lên trực tiếp đục thủng đại điện trực tiếp hướng về trên không, biến cố đột ngột khiến vẻ mặt mọi người thay đổi hẳn. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh gì các phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.